Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt thanh tú của nhân diện giao bỗng nhiên ra một phiến ngân văn mơ hồ, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn hơn vài phần. Cái này là tự nhiên, nếu bọn lục đạo hữu tự tiện xông vào quý hải thì bọn họ sẽ tự động đánh mất thân phận khách khanh của thiên vân 13 tộc chúng ta, đạo hữu cứ tự xử trí. Thanh niên họ phỉ đối với lời của ngân bào nam tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mỉm cười trả lời, đồng thời cầm túi linh thạch trong tay ném tới. Bọn lão ông nghe nói thế thì sắc mặt lại biến ảo không ngừng, trên trán lần nữa lấm tấm mồ hôi, mà ngân sắc nam tử đưa tay thu lấy bốn túi linh thạch, thần sắc mới hỏa hoãn lại. Trong tay linh quang chợt lóe, mấy túi linh thạch biến mất, sau đó nam tử lấy tay đột nhiên vỗ vào lưng tiểu thú một cái. Nhất thời tử quang lưu chuyển, tiểu thú biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một nữ đồng chừng 6 7 tuổi. Nữ đồng này da thịt trắng như tuyết, hai mắt đen nhánh, trên đầu tết vô số bím tóc màu tím, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Không ít người nhìn thấy màn này thì thần sắc khẽ biến. Tiểu thú rõ ràng ban đầu không thể biến ảo thành nhân hình nhưng sau khi được ngân bào nam tử vỗ vào người thì liền biến ảo thành nhân hình. Điều này cho thấy thần thông của nhân diện giao to lớn thế nào. Bất quá, tiểu thú mặc dù đã biến thành nhân hình nhưng tứ chi vẫn ôm chặt lấy ngân bào nam tử, hơn nữa miệng vẫn phát ra mấy tiếng a a, đồng thời đưa tay không ngừng chỉ vào đám lão ông, thỉnh thoảng nắm chặt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vẻ ủy khuất. Tốt lắm, bọn họ đã được giáo huấn rồi, dừng ở đây thôi việc này cũng xem như một sự giáo huấn cho ngươi dám không nghe lời ta sau khi trở về lập tức hảo hảo tu luyện cho ta trước khi tiến dài đến trình độ có thể tự biến thân thì không cho ngươi rời động phủ nửa bước ngân bào nam tử nét mặt tràn đầy vẻ cương chiều nhưng khẩu khí lại có vẻ rất nghiêm khắc nữ đồng nghe nói thế thì khẽ bĩu môi ánh mắt nhất thời chấp động có vẻ như muốn khóc ngân bào nam tử nhẹ thở dài một hơi có chút đau đầu tiếp theo không hề để ý tới nữ đồng nữa mà quay đầu nhìn thanh niên họ phỉ nói Lúc này đây, có thể tìm được ái nữ ít nhiều cũng do phỉ huynh trợ giúp. Ân tình này vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, sau này tất có báo đáp. Nhưng phu nhân ta còn đang ở nhà đợi tin tức, đồ mỗ sẽ không ở đây lâu thêm. Vị nhân diện giao này nói xong thì liền hai tay ôm quyền cáo từ. Nếu đồ huynh đã nói như thế thì phỉ mỗ cũng sẽ không giữ lại nữa. Đạo hữu đi đường cẩn thận, thấy nhân diện giao thật sự không hề tìm bọn lão ông gây phiền toái nữa thì trong lòng cũng ngầm thở phào một hơi dù sao bọn lão giả họ lục đều là khách khanh của vân thành đồng thời lại là thánh tộc tự nhiên không thể để cho người ta đương tràng mà ra mặt chém giết nhưng hắn cũng tuyệt không muốn trở mặt với nhân diện giao nhân diện giao này ngoài thần thông cực kỳ đáng sợ ra thì hắn còn nghĩ tới vị phu nhân kia mỗi lần nghĩ tới là trong lòng hắn cũng không khỏi run lên nếu không ngay cả đối phương cùng hắn có chút giao tình thì cũng không dễ dàng đưa hắn đến đây như thế cũng phải diễn nhiều trò như vậy hôm nay có thể giải quyết việc này như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn được Ngân bào nam tử gật đầu, quay người lại, bên ngoài thân linh quang chợt lóe rồi độn quang cùng nhau rời đi. Nhưng vào lúc này, nữ đồng trong lòng đột nhiên đưa tay lôi kéo vạt áo, đồng thời trong miệng lại a à a à nói cái gì đó, cuối cùng thậm chí lấy tay chỉ về một phương hướng dưới đài. Cái gì, có chuyện như vậy sao? Thanh quang bên ngoài nhân diện giao thu liếm lại, trong miệng phát ra âm thanh kinh ngạc. Đỗ huynh, lệnh ái nói cái gì mà lại khiến người giật mình như thế? Thanh niên họ phỉ thấy cảnh này thì ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Không có gì, có thể có chút liên quan đến hỗn huyết tộc nhân của phu nhân ta." Nhân diện giao trả lời một câu, đồng thời hai mắt lại hướng theo phía nữ đồng chỉ nhìn tới. Thanh niên trong lòng kinh ngạc nhưng hai mắt cũng nhìn lại. Chỉ thấy mọi người đang ngồi phía đó thì tự nhiên thấy hai gã đại thừa kỳ đồng thời nhìn tới thì không ít người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù biết rõ đối phương đối với chính mình không có quan hệ gì nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Hàn Lập đồng dạng có chút khác thường. Người khác có lẽ rõ ràng nhưng hắn lại hết sức khẳng định, người mà nữ đồng kia chỉ, 10 phần thì có đến 8, 9 phần là mình. Nhưng về phần vì sao nữ đồng lại chỉ về hướng hắn thì Hàn Lập cũng không hiểu ra sao. Dù sao mới vừa rồi nhân diện giao cùng thanh niên họ Phỉ, hai người sau khi lên đài cũng không biết động tay động chân gì mà mọi người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy cảnh trên đài mà lại không nghe được âm thanh gì. Mà trong chốc lát, một đạo thần niệm cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt hướng về khu vực này đảo qua, không ít người sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Tại thời khắc bị thần niệm đào qua, Hàn Lập cũng có cảm giác thân thể mình trong nháy mắt bị nhìn thấu triệt, mau cốt tùng nhiên giống như bị một đầu man hoang cửa thú không cách nào đối kháng được nhìn chằm chằm. Trong lòng hắn trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được phía xa xa, ánh mắt ngân bào nam tử ngưng trọng hẳn lên, trong đám đông này lại đột nhiên tập trung trên người hắn. Tùy theo chỉ thấy nam tử này đột nhiên vừa nhấc chân, mà một khắc sau Hàn Lập liền cảm giác thấy hoa mắt, rồi phía trước chỗ ngồi đã có thêm một người. Đúng là nhân diện giao biến thành nam tử, trong lòng còn ôm tử sắc tiểu thú biến thành nữ đồng kia. Nữ đồng này hai mắt đen nháy, song mục lưu chuyển dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Bái kiến tiền bối, hàn lập trong lòng bất an nhưng nét mặt vẫn còn có thể bảo trì vẻ chấn định, đứng dậy nhìn ngân bào nam tử, cúi mình hành lễ. Đối với một gã đại thừa kỳ, hắn tự nhiên tuyệt không có dũng khí đắc tội mảy may. Không xia, đích xác trên người hắn có một tia khí thức của bộ tộc mẫu thân ngươi nhưng phi thường yếu nhược cho dù có một điểm huyết mạch như vậy thì cũng đảm bạc đến mức có thể bỏ qua. Nhưng thật ra nha đầu kia, mẫu thân người có nhiều đại thần thông như vậy mà không chịu kế thừa, hết lần này tới lần khác lại kế thừa một loại cảm ứng thuật vô dụng như vậy. Nếu người này cùng mẫu thân của ngươi không có liên quan quá lớn thì chúng ta đi thôi. Nam tử sau khi đánh giá hàn lập một chút thì liền lạnh lùng lắc đầu. Tiếp theo hắn không đợi nữ đồng nói thêm gì, bên ngoài thân ngân quang chợt lóe lên rồi lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay ra ngoài cửa điện bắn đi chương 1603, địa linh tộc cùng địa u chiến xa. Hàn lập kinh hoàng một hồi, sờ sờ mũi, trong lòng thoáng buông lỏng. Bất quá, đối với lời nói của nhân diện giao trước lúc đi, hắn vẫn lấy làm khó hiểu. Hắn hoàn toàn là nhân tộc, lúc nào lại có quan hệ với đối phương. Chẳng lẽ vì hắn luyện hóa tới vài loại chân linh huyết mạch. Việc này cũng không quá có khả năng, vì chân linh huyết mạch này mặc dù cường đại nhưng sau khi luyện hóa liền ẩn núp trong cơ thể không hiển lộ ra ngoài mảy may nếu không lúc trước nhiều tồn tại cường đại nhìn thấy hắn thì sớm thì đã không biết có chuyện gì xảy ra rồi hàn lập tự định giá trong chốc lát mặc dù trong lòng vẫn nghi hoặc nhưng lúc này đối với một số dị tộc nhân phụ cận đang nhìn về phía hắn trong chốc lát ánh mắt có vẻ có chút quái dị ngay cả thanh niên họ phỉ cũng đang đứng trên đài cũng nhìn hắn đánh giá một hai lần nhưng cũng không nói gì về phần các tồn tại cấp hợp thể kỳ khác cũng có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn đến trong đó có đoạn thiên nhận liếc mắt một cái liền nhận ra hàn lập thì thần sắc không khỏi có chút cổ quái hàn lập thấy chính mình tự nhiên bị nhiều người chú ý như vậy thì trong lòng lại âm thầm cười khổ tốt lắm nếu việc này đã giải quyết xong thì các ngươi tiếp tục đại hội đấu giá đi ta nên đi thôi lục đạo hiếu các ngươi sau này không nên đi lại ở phụ cận tử vi hải vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì phỉ mỗ cũng vô pháp ra mặt tự thu xếp đi thanh niên thu lại ánh mắt rồi nhìn đám tiêu bố y họ lục và đám lão ông lãnh đạm nói vãn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm đa tả tiền bối mới vừa rồi đã che chở nếu không thì đám vãn bối thật sự gặp đại họa lâm đầu rồi đám lão ông tự nhiên trong miệng liên thanh cảm kích nói tiêu bố y thì đứng ở một bên cũng cung kính nói lời cung tống thanh niên gật đầu rồi nhấc chân tiêu sái xuống đài chỉ thấy bộ dáng của hắn thong dong như chỉ được vài bước thì thân hình liền mơ hồ sau đó chợt lóe lên thì biến mất không thấy Vừa thấy hai vị đại thừa kỳ trước sau rời đi, đám lão quái hợp thể kỳ này liền quay đầu về phía phòng mà ẩn giấu. Mà những người khác trong đại điện lại đem ánh mắt tập trung vào mấy người trên đài. Lục huynh, người có thương thích trong người, nên quay về động phủ hảo hảo an dưỡng đi. Còn phu nhân, phía sau còn muốn phiền toái ba vị ở đây thêm chút nữa. Cũng may đã sắp xong rồi, sẽ không khiến ba vị chậm trễ bao lâu nữa. Mặt khác, ngoài thù lao theo ước định ban đầu, tiêu mỗ đại biểu cho tộc cấp thêm cho bốn vị thêm hai thành nữa. Tiêu bố y khách khí dị thường, nhìn đám lão ông cùng với đám người phụ nhân nói. Tiêu huynh yên tâm, cho dù gặp thiên đại sự tình thì ba người ta nếu đã đáp ứng với đạo hữu thì tuyệt đối sẽ ở đây cho đến khi đại hội đấu giá chấm dứt. Phu nhân cùng hai người khác sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cười khổ một tiếng nói. Tiêu mỗi đa tạ ba vị, tiêu bố y nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Nếu ba vị này thật sự quay đầu bỏ đi thì hắn thật đúng là khó mà giữ lại được về phần lão giả họ lục và lão ông thì chỉ thấy sắc mặt âm trầm nhìn tiêu bó y gật đầu sau đó hai cánh tay nhìn cánh tay trên mặt đất đánh ra một chảo nhất thời cánh tay vừa mới bị chém nứt lập tức khinh phiêu phiêu bị nhiếp tới tay tiếp theo liền được cẩn thận thu lấy sau đó lão giả họ lục và lão ông không nói một lời hai tay kết quyết pháp trận màu lam trên đài khẽ kêu lên một trận trầm thấp rồi thân hình hai lão biến mất trong linh quang lão ông là thánh tộc mọi người đều kinh sợ nhưng hôm nay lại bị bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy rồi lại bị chém đứt một cánh tay nên tự nhiên trong lòng xấu hổ không thôi lúc này một khắc hắn cũng không muốn ở lại đây thậm chí một đoạn thời gian sau này hắn cũng không nhất định nguyện ý gặp lại người nào lúc trước vật đấu giá bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà tự nhiên bị hủy bỏ lam đạo hiếu người thu lại linh thạch của mình đi thôi bất quá để đền bù cho tổn thất của đạo hiếu phía dưới có ba vật nếu đạo hữu có thể mua được thì có thể giảm giá một ngàn vạn linh thạch, coi như đền bù cho Lam Huynh. Tiêu bố y nhẹ ho khan vài tiếng, đột nhiên nhìn lão giả không biết khi nào đã thối lui đến sau vài cái bàn mặt tươi cười nói. Theo sau hắn vung tay lên, đem túi linh thạch ném về cho đối phương. Lão giả rõ ràng cũng sợ nhân diện giao tìm phiền toái nên mới lẳng lặng lẩn đi. Lúc này nghe được tiêu bố y nói như thế thì lão giả ân một tiếng rồi tiến vào, thở dài một hơi nói. Quên đi, nếu như mới vừa rồi đấu giá xảy ra vấn đề thì có thể thấy Lam Mỗ cùng đấu giá hội lần này vô duyên. Phía sau có xuất hiện bảo vật chân quý thì Lam Mỗ cũng không ra tay nữa. Lão giả này cũng là nhân vật biết thế nào là cầm được, buôn được. Sau khi tiếp nhận linh thạch thì lập tức không quay đầu lại mà đi xuống phía dưới đài, đồng dạng đi thẳng ra cửa đại điện. Một lát sau đã không thấy bóng dáng, dưới đài không ít người thấy vậy thì tao động một trận tiêu bố y nhướng mày nhưng thần sắc lập tức bình thường rồi nhìn phụ nhân bên kia điểm điểm đầu phu nhân lĩnh hội dụng ý thò tay vào cổ tay áo móc ra một vật màu đen tuyền rồi hướng lên không trung ném đi trong nháy mắt công phu có vài tiếng hí như trùng thắng cử tiêu truyền đến tiếp theo trên đài cuồng phong gào thét một đoàn mây đen từ hư không hiện lên hơn nữa sau khi quay cuồng thì trượt bành trướng lên mười mấy trượng chỉ một chút đã khiến cho mọi người dưới đài bị hấp dẫn chỉ thấy tiếng hí từ trong đám mây truyền ra không ngừng sau vài tiếng sét đánh thì lôi quang màu trắng chấp động rồi mây đen lập tức biến mất. Trên không trung lập tức hiện ra một cái phi xa màu đen, phi xa này dài chừng 5 sáu trượng, phía ngoài có vô số hoa văn cổ phác, đồng thời một cỗ khí tức man hoang từ trên phi xa tỏa ra như đập vào mặt mọi người. Mà ở phía trước phi xa có bốn con phi mã đen nhánh, đầu có một sừng kéo. Phi mã này chẳng những lưng có hai cánh màu đen mà phần lớn thân thể còn được bao trùm một tầng chiến giáp màu đen. Trên mỗi con phi mà còn có một gã giáp sĩ cao to, trên lưng mỗi một gã đều đeo trọng kiếm, bộ dáng như võ trang hạng nặng nhưng vô luận là phi mã hay kỵ sĩ cũng đều trôi nổi giữa không trung, không nhúc nhích, rõ ràng là bốn con khôi lỗi. Vô luân là phi xa hay là bốn gã kỵ sĩ, cả người đều lạnh lẽo như băng. Rõ ràng là đều được luyện chế từ cùng một loại chất liệu, phía dưới không ít người nét mặt cũng lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Ha ha, đây là vật đấu giá thứ hai trong đấu giá hội hôm nay là địa u chiến xa phi xa này ta cũng không giới thiệu nhiều nữa. sự khi nhắc tới nó thì hơn phân nửa đạo hữu ở đây cảm giác thấy như sấm ở bên tai. hàng chục vạn năm về trước đã lọt vào tay của địa linh tộc vốn đã bị diệt tộc, nghĩ đến không ít người vẫn còn có ấn tượng. năm đó địa linh tộc được xưng là đệ nhất tộc về chế tạo khôi lỗi ở lôi minh đại lục. bộ địa u chiến xa này là từ trong địa linh tộc truyền ra, được phát hiện từ một u tộc bí mật đã suy bại. cụ thể thì tiêu mỗ cũng không nói rõ được ta chỉ có thể nói cho chư vị đạo hữu rằng nguyên bộ kỹ sĩ và khôi lỗi này mỗi còn đều có thực lực luyện hư trung kỳ mà bốn kỵ sĩ và khôi lỗi này liên thủ với nhau thì có thể thi triển một loại bí thuật sớm đã thất truyền đủ có thể ngăn cản được công kích của một gã thánh tộc sơ kỳ về phần địa u chiến xa thì lại càng biến hóa vô cùng rất thần diệu nói tóm lại chỉ có đạo hữu nào cuối cùng mua được thì mới tự mình nhận thức được mà thôi tiêu bố y cười hắc hắc nói vừa nghe đến tên địa linh tộc không ít người đang ngồi ngay ngắn phía dưới trên mặt liền hiện ra vẻ quan tâm. Nhất là sau khi nghe nói bốn gã khôi lối kỵ sĩ liên thủ có thể ngăn cản được một kích của thánh tộc sơ giai thì nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh nghỉ. Một số người lại không nhịn được trực tiếp dùng thần niệm quét tới, muốn trước tiên dò xét một hai. Kết quả là thần niệm của những người này vừa thả ra thì đều vội vàng thu hồi trở lại. Thần niệm vừa tiếp xúc với phi xa này thì từ mặt ngoài phi xa truyền đến một cỗ hấp lực quỷ dị đem thần niệm của không ít người cường hoành hút vào trong phi xa. Điều này tự nhiên làm cho bọn họ kinh hoàng không nhỏ. Có lẽ do phi xa này còn chưa có nhận chủ, chưa bị luyện hóa nên bọn họ có thể thu hồi thần niệm mà không gặp bất cứ trở ngại gì, nếu không thì thật đúng là phải ăn không ít thiệt thòi, nhưng từ đó, sự huyền diệu của vật này hoàn toàn được chứng thực cũng khiến cho càng thêm nhiều người hứng thú. Hàn Lập không kịp phòng ngự nên đồng dạng cũng ăn không ít thiệt thòi. Đối với phi xa này cũng cảm thấy kỳ quái nhưng lập tức ngầm thở dài một hơi. Mặc dù còn không biết phi xa này giá cả thế nào nhưng có thể ngăn cản được một kích của hợp thể sau so kỳ thì giá cả cao như thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ có thể ngồi xem một chút mà thôi. Bất quá kim lôi trúc bây giờ vẫn chưa xuất hiện, xem ra đích xác được phòng đấu giá coi trọng, trong số các vật phẩm đấu giá được đưa ra cuối cùng. Trong lúc Hàn Lập âm thầm tự định giá thì tiêu bố y tại trên đài rốt cục cũng nói ra giá của địa ưu chiến xa này. Địa ưu chiến xa một bộ, giá bằng linh thạch là 1 triệu 2 ngàn vạn. Mặc dù biết chiến xa giá cả kinh người nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong cái giá này thì ngẩn cả người, mặt lập tức lộ vẻ mỉm cười. Quả nhiên giá của bộ địa u chiến xa này cao dị thường. Một tiếng báo giá dễ dàng đột phá trên một triệu vạn nhưng có vẻ không ít người vẫn không muốn buông tha. Bất quá lúc này vô số thánh tộc thực sự lại không có mấy người. Có mấy người nguyên bổn vừa ra giá một hai lần nhưng vừa nhìn thấy giá cả ra sau vượt quá giá của bọn họ thì liền lập tức không lên tiếng nữa. Kết quả phi xa này cuối cùng thuộc về một nữ nhân mặt che khăn, dáng điệu uyển chuyển dùng giá 2 triệu 2 ngàn vạn linh thạch lấy đi. Nhưng sau đó không ít người nhìn nữ tử che mặt nọ, trong lòng cũng nói thầm một trận. Bởi vì nữ tử này tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng lại có nhiều linh thạch như vậy, thật sự là có chút khó tin. Hàn Lập cũng có chút kinh ngạc, bất quá một lát sau căn bản đem việc này vứt ra sau đầu bởi vì tiêu bố y vừa nhận ra từ tay tên song đầu quái nhân kia một cái hộp ngọc sau khi vừa mở ra thì để lộ ra bên trong một cây trúc xanh mướt, đúng là kim lôi trúc do hắn lấy ra trước đây. ngũ hàn chi một thần lôi chi nguyên, một cây kim lôi trúc, giá một triệu bảy ngàn vạn. tiêu bố y lần này nào ngờ lại dứt khoát dị thường, hắn cầm cây trúc trong tay hướng về phía mọi người dưới đài hư không thấp thoáng một cái, trong miệng ngắn gọn dị thường nói, rồi đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn, vô số đạo điện hồ màu vàng đồng thời từ mặt ngoài cây trúc bắn ra trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới màu vàng trống rỗng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kim lôi trúc, ích tà thần lôi, chim mộc thần lôi, cơ hồ đồng thời mười mấy tiếng kin kinh hô kinh hỉ từ các nơi phát ra. Trong đó có khá nhiều tiếng trực tiếp từ tầng 3 phát ra mà những người khác vừa thấy điện hồ màu vàng xuất hiện thì trong nháy mắt sắc mặt cũng đều đại biến. Vô số tiếng xì xào cũng nổi lên, chương 1604, vệ linh hỏa điều cùng lưu ly thiên hỏa dịch. Hàn Lập thấy vậy trên mặt không có chút dị sắc nào nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Hiển nhiên giá trị của kim lôi trúc này so với dự đoán của hắn tựa hồ còn muốn cao hơn. Bất quá, tuy hắn đã nắm giữ tế lôi thuật nhưng lúc trước thấy mấy gã yêu vương kia đối với ích tà thần lôi cực độ kiêng kỵ thì có thể thấy được kim lôi trúc tựa hồ còn ẩn giấu cái gì đó. Đáng tiếc là lúc đó mấy đại yêu vương kia chủ yếu là lợi dụng hắn nên cho dù kim lôi trúc thực sự còn có bí mật gì khác thì tự nhiên cũng không nói cho hắn biết. Mà vô luận là tại phi linh tộc hay là vân thành trước mắt thì hắn cũng không tìm thấy được thông tin liên quan đến kim lôi trúc và ích tà thần lôi nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại việc tra xét, về sau sẽ tìm ra đáp án. Ngay tại lúc tâm niệm Hàn Lập đang tính toán nhanh thì việc cạnh tranh giá kim lôi trúc đã bắt đầu. Không biết một gã thánh tộc nào ở tầng 3 ra giá, vừa há mồm đã quát. 2 triệu 500 ngàn vạn, lời vừa xuất nhất thời làm cho không ít kẻ hữu tâm sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá, hạng người tại đại khí thô ở đây tự nhiên là tuyệt không chỉ có một vị này. Cơ hồ trong nháy mắt, giá cả đã nhảy lên con số 2 triệu 600 ngàn vạn cùng 2 triệu 708 ngàn vạn. Đây là giá do hai gã thánh tộc khác phát ra, trong đó một nam tử có thanh âm không nhanh không chậm, Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi hơi cân nhắc thì lập tức liền nhận ra người nọ, đây rõ ràng là thiên cơ tử. Vị trưởng lão vạn cổ tộc này cũng nhìn chúng kim lôi trúc. Về phần một người khác cũng là tham gia đấu giá hội ngay từ đầu, từng bởi vì thiên hỏa dịch mà khẩu khí bất hảo, chính là nam tử họ liệt. Sau khi hai ghế này trước sau được ra, hắn nguyên bản còn muốn tranh phong một hồi, lúc này đành tắt đi tâm tư này. Chỉ có thể nhìn thấy kim lôi trúc trên đài mà âm thần muốt nước miếng mà thôi. Trong lúc nhất thời, cả đại điện trở nên yên tĩnh, chợt Ba triệu linh thạch, đây chính là thanh âm của một gã thánh tộc vô danh phát ra đầu tiên, hắn nói ra một cái đã làm cho tim hàn lập chợt đập rồn. Lần này, thiên cơ tử thở dài một hơi, từ trong phòng lão không còn có âm thanh nào truyền ra nữa. 3 triệu 100 ngàn, vị đạo hữu đáng kính bên kia, cây kim lôi trúc này đối với liệt mỗ phi thường trọng yếu, mong đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Nam tử họ liệt tựa hồ do dự một chút rồi lại báo giá mới, đồng thời đột nhiên hướng về phía đối phương khách khí dị thường nói Liệt huynh nói lời này không đúng rồi, tại hạ nguyện ra giá cả như thế thì kim lôi trúc tự nhiên đối với mỗ đồng dạng rất quan trọng. Chỉ sợ vô pháp nhường cho, 3 triệu 2 ngàn vạn, nam tử phát giá đầu tiên cười nhẹ một chút y tứ buông tay cũng không có lại hô lên một tiếng ra giá hảo nếu trần đạo hữu nói như thế liệt mẫu cũng không đoạt vật yêu thích của người khác kim lôi chúc cấp cho các hạ thôi nam tử cương cường này tựa hồ biết rõ thân phận của đối phương nên sau khi thấy đối phương ép hắn vào tình thế bắt buộc thì lập tức bỏ khỏi cạnh tranh nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút buồn bực hắc hắc đa tạ liệt huynh thành toàn vị nam tử họ trần kia thanh âm có hơi chút đắc ý nhưng chợt có âm thanh khác phát ra 3 triệu 200 ngàn, từ một nơi trong đại điện truyền đến thanh âm ra giá. Thanh âm dễ nghe thanh thúy, đúng là thanh âm của một nữ tử. Lần này, hơn phân nửa mọi người đều sửng sốt, không khỏi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Người ra giá kia rõ ràng là nữ tử lúc trước mới mua được đại u chiến xa. Bao gồm cả hàn lập ở bên trong, tất cả mọi người đều có chút run sợ. Vừa rồi nàng này đã tiêu phí đại lượng linh thạch như thế mà hiện tại vẫn có thể trào giá trên trời như vậy cái này cũng không tránh khỏi rất khoa trương A. À. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói là thân gia của nàng thật sự là hơn xa thánh tộc bình thường nhưng ở phương diện số lượng linh thạch thì hiện nay xác thực không phải là thánh tộc bình thường nào có thể sánh bằng. 3 triệu 400 ngàn, nam tử họ kinh thanh âm có chút âm trầm xuống, 3 triệu 500 ngàn, nữ tử che mặt cũng không hoảng không vội vẫn báo ra một cái giá mới. Mà nam tử họ kinh lại yên lặng, một lát sau mới dùng một thanh âm cực kỳ băng hàn lạnh lùng nói. 3 triệu 600 ngàn, chỉ cần có người có người ra giá cao hơn một khối linh thạch kính mỗ lập tức chắp tay nhường. Nhưng hắn vừa nói dứt, nữ tử che mặt liền cực kỳ bình tĩnh báo ra giá. 3 triệu 700 ngàn, nghe được giá này, cả ba tầng đều vang lên một tiếng cười giận dữ của nam tử họ kinh. Hảo, tốt lắm, nếu các hạ đối với kim lôi trúc có tinh thần ăn cả ngã về không như thế thì hy vọng đạo hữu có thể rời khỏi vân thành được. Vị vân thành thánh tộc này ở phiên thứ ba bị một gã thượng tộc đàn áp sau một hồi đấu giá thì rốt cục cũng không nhịn được. Đường trường nói ra lời nói bất hảo nhưng nữ tử che mặt này lại như căn bản chưa nghe thấy những lời này. Chẳng những không đáp lại một câu mà thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay về hướng đó mà liếc mắt một cái. Sau khi tiêu bố y tuyên bố nàng mua được vật phẩm này thì không chút hoang mang đi lên trên đài, giao phó linh thạch nhận kim lôi trúc rồi trở về. Bộ dáng không sợ hãi của nàng này ngược lại làm cho nam tử họ kinh trong lòng có chút cố kỵ, sau khi cười lạnh vài tiếng thì cũng không nói gì nữa. Hảo, sau đây chúng ta sẽ bán một kiện chân phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay. Hắc hắc, tin tưởng là không cần tiêu mỗ nói thêm gì nữa, chư vị đạo hữu cũng có thể biết được vật này ra sao. Đó chính là một lọ tổng cộng có 13 quả vạn rượu đan. Vạn rượu đan thần rượu như thế nào thì ta không cần nhiều lời. Chẳng những là linh dược phụ trợ tuyệt hảo đối với đột phá bình cảnh thánh tộc mà sau khi ăn vào còn có tác dụng tẩy kinh dịch tủy, về mặt cải thiện thể chất có thể nói là bất khả tư nghị. Trong quá khứ các đấu giá hội tuy cũng từng có bán đấu giá vạn rượu đan nhưng nhiều lắm chỉ có 3 bốn khỏa, thậm chí một hai khỏa. Lúc này vài vị trưởng lão lại nguyện ý một hơi xuất ra nhiều vạn rượu đan như thật ra cũng nằm ngoài dự đoán của tiêu mỗ. Nếu không phải tai hạ chủ trì đấu giá hội lần này thì nói không chừng tại hạ cũng sẽ gia nhập tranh đoạt lần này. Cho dù chính mình không dùng được như đối với môn nhân đệ tử nên được dùng một viên thì cũng là cơ duyên không nhỏ a à. Tiêu bố y vừa dung đùi đắc ý vừa lộ ra vẻ mặt tiếc hận nói. Theo sau, hắn nhận từ tay giáp sĩ đeo mặt nạ vàng kia một cái bình màu lục đồng thời dơ cao lên cho mọi người cùng xem. Đối mặt với kiện bảo vật đấu giá cuối cùng này không biết các thánh tộc tại tầng 3 suy nghĩ thế nào nhưng các dị tộc thì ai nấy hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chầm chầm vào cái bình trong tay tiêu bố y. Bỏ họ hoặc là thần sắc nghiêm nghị, hoặc là hưng phấn khó nhịn được, còn có người lại toát ra vẻ khẩn trương dị thường. Tốt lắm, tại hạ cũng không nói thêm gì nữa, một lọ vạn rượu đan này giá quy định là 3 triệu. Tiêu bố y mỉm cười rồi bỗng nhiên tuyên bố nói. Hàn lập ngồi dưới đưa tay sờ sờ cầm, mặt không chút thay đổi tựa vào cái ghế đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này tâm tư Hàn Lập căn bản không đặt ở trên cái bình đan dược kia mà đang âm thần cân nhắc tìm cách nào có thể có được đan phương của vạn rượu đan này. Chỉ cần nguyên liệu đầu vào là thảo dược gì đó là hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế được vô số đan dược này nếu vạn rượu đan này thực sự tác dụng thần kỳ như vậy thì nếu hắn có đan dược này hiệp trợ đồng thời có thêm nhiều loại chân linh huyết mạch trong cơ thể thì khả năng đột phá đến hợp thể kỳ hẳn là rất có khả năng hàn lập trong lòng yên lặng cân nhắc hơn nửa ngày sau trong động phủ ở vân mộng sơn hàn lập ngồi khoanh chân một tay nâng một cái gói to màu lam một tay cầm một cái bình nhỏ màu trắng ngà gói tu chính là cực phẩm linh thạch do hắn lấy được từ đấu giá hội lần này số lượng tuy không nhiều nhưng cũng để hơn non nửa có thể kích hoạt được siêu cấp truyền tống trận xem ra nếu thải lưu anh thực sự nguyện ý gánh một nửa phí tổn kích hoạt truyền tống trận mà nói thì điểm linh thạch này hẳn là đủ so với đấu giá hội hắn tham gia lần đầu tiên tại nhân tộc ở thiên uyên thành thì xem ra đại lục nơi các dị tộc ở đây linh thạch giàu có hơn nhiều xem ra tiêu hao linh thạch cho siêu cấp truyền tống trận cuối cùng cũng không thành vấn đề sau đây hắn chỉ cần đi nhiễm hàn giới một chuyến hỗ trợ thạch kiến tộc thu thập tài liệu luyện khí hỗ trợ thải lưu anh và đoạn thiên nhận hai người hạ thủ cấm chế gì đó là có thể trực tiếp truyền tống quay về phong nguyên đại lục bất quá nghiễm hàn giới cũng là một cơ hội đột phá bình cảnh tuyệt hảo. Tốt nhất trước khi mình tiến vào phải đem tu vi luyện tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, như vậy mới có khả năng mượn linh khí trong nhiễm hàn giới dễ dàng tiến vào luyện hư trung kỳ. Hàn lập trong lòng cân nhắc, đem kế hoạch về sau tính toán tỉ mỉ một phen, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì thì mới thở ra một hơi. Trên bàn tay linh quang chợt lóe, túi linh thạch kia lập tức biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Hàn lập thoáng nhìn xuống cái bình nhỏ màu trắng ngà kia. Trong bình này tự nhiên chính là Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch thứ phẩm. Tuy rằng hỏa dịch này so với vài món vật phẩm trong phòng đấu giá mà nói thì bị chiếm tiện nghi hơi lớn nhưng vì sự tình có liên quan đến thỏa thuận với Thanh Nguyên Tử nên Hàn Lập Cực chẳng đã không dám chậm trễ. Thiên Hỏa Dịch này tuy nói là thứ phẩm nhưng theo lời của Tiêu Bố Y thì hiệu lực so với nguyên bổn không yếu hơn là mấy. Hàn Lập đương nhiên sẽ không dễ dàng tin vào đối phương. Tự nhiên là phải tự kiểm nghiệm một phen, xem rốt cuộc Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch so với lời đồn có khác biệt gì không. Nếu không vạn nhất lại giao cho thanh nguyên tử một món đồ vô dụng thì đến lúc đó kẻ không hay ho gì chính là mình. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc. Sau khi ra ngoài hỏa diễm này vây quanh hàn lập, quay tròn rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh và biến ảo thành một con hỏa điêu màu bạc. Hàn lập không trần chờ, cầm bình ngọc trong tay ném lên không chung. Tiếp theo giờ em tây điểm một cái, phanh một tiếng, mặt ngoài bình có nhiều ký hiệu chợt lóe lên tùy theo chỗ miệng bình, hồng quang đại phóng, một cột sáng màu đỏ đậm phun ra. Mà ở trong cột sáng có một đoàn chất lỏng màu đỏ từ trong bình từ từ bay ra. Trong phút chốc, cả gian mật thất bị ánh hồng quang chiếu sáng rực đồng thời sóng nhiệt cuồn cuồn bốc lên nhằm thẳng Hàn Lập ninh diện đánh tới khiến cho hắn cảm giác như đặt mình trong hỏa lò. Bất quá lúc này, Vệ Linh Hỏa Điểu đứng một bên, vừa thấy dịch đoàn màu đỏ thì lại hưng phấn dị thường. Hỏa điêu này vui vẻ thanh minh một tiếng, mở ra hai cánh đồng thời không chờ Hàn Lập phân phó đã bay vọt đi. chương 1605, Việt Tông, Hàn Lập vừa thấy vậy thì nhíu mày giơ tay bấm pháp quyết thúc dục thần niệm. Trong miệng phệ linh hỏa điều phát ra tiếng kêu không cam lòng, sau khi bay đến phụ cận hỏa dịch thì lại chỉ bay vòng lên trên. Trước khi xem rõ phẩm chất của thiên hỏa dịch thì hắn tự nhiên sẽ không để cho phệ linh hỏa điều hồ đồ nuốt vào. Sở dĩ hắn phóng xuất ra hỏa dịch này chỉ là phối hợp để chắc thí hiệu dụng của thiên hỏa dịch này mà thôi. Mười ngón tay Hàn Lập nhảy lên rất nhanh nhầm vào hỏa dịch bắn ra từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau. Những pháp quyết này sau khi chợt lóe lên lướt qua rồi tiến vào trong hỏa dịch. Bề mặt hỏa dịch hồng quang chợt lóe lên bắn ra, sau khi vừa tiếp xúc với pháp quyết thì bộc phát ra tiếng sấm trầm muộn. Trước mắt mỗi đạo pháp quyết khác nhau có dị tưởng khác nhau, thần sắc Hàn Lập cũng theo đó mà biến ảo nhất định. Sau khi một đạo bạch sắc pháp quyết cuối cùng được đánh lên hỏa dịch thì nơi đó bộc phát ra một đoàn bạch sắc vũ khí. Đồng thời Hàn Lập dừng tay lại, đình chỉ cử động và sờ sờ cầm, lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng một lát sau hắn đột nhiên đảo tay, trong tay hiện ra một bộ kỳ trận tinh xảo dị thường. Trận kỳ này to chỉ vài tắc nhưng trông tinh xảo dị thường. Hàn Lập dương tay lên, chân kỳ lập tức hóa thành mấy đạo linh quang bắn ra nhưng lập tức nhoáng lên rồi tiêu thất trong hư không. Sau đó phía trước Hàn Lập hiện ra một cái quang trận rộng vài trượng. Quang trận này có 5 màu, trên rộng dưới hẹp, phảng phất như một cái phếu thật lớn mà ở phụ cận quang trận có rất nhiều phù văn lớn nhỏ hiện lên chấp động, trông có vẻ thần diệu dị thường. Hàn lập quát khẽ một tiếng, dương tay nhằm hỏa dịch hư không đánh ra một chảo. Đoàn dịch thể đỏ đậm kia nhất thời bị hút vào trong quang trận. Trong nháy mắt vừa tiến vào trong quang trận, pháp trận nguyên bản bất đồng chợt phát ra thanh âm ông minh trầm thấp. Tiếp đó mặt ngoài liền nổi lên một tầng ngũ sắc quang mạc đem cả tòa pháp trận bao phủ vào trong đó. Hàn lập thần sắc bất biến, mười ngón tay đồng thời liên tục nhằm hướng quang trận bắn ra phốc phốc vài tiếng xé gió phát ra một tia tinh ti hết sức nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra sau khi chợt lóe lên thì nhập vào trong quang mạc mười ngón tay hàn lập theo đó mà huy lên tinh ti trở nên thẳng tắp dị thường trong miệng hắn lầm bầm mặt ngoài tinh ti trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang kỳ lạ lưu chuyển không thôi phảng phất như đang truyền tống cái gì từ quang trận lại đây hai mắt hàn lập nhìn chằm chằm vào cái tinh ti này không nháy mắt một chút Thần thông hắn đang thi triển là một loại bí thuật độc đáo do đại diễn thần quân lưu lại, thần thông này có thể lấy niệm chi lực cùng pháp trận kết hợp lại một cách xảo diệu. Bí thuật này ngoại trừ việc có thể đem thần niệm chi lực trong pháp trận đại phóng lên rất nhiều thì còn có tác dụng bất khả tư nghị như trực tiếp tác dụng lên vật phẩm nằm trong pháp trận. 10 căn thần niệm chi lực biến thành tinh ti này dưới sự thôi động của Hàn Lập thì bắt đầu hơi hạo động lên, đồng thời mặt ngoài những tinh ti này xuất hiện quang mang kỳ lạ, chợt ám chợt minh lúc này nếu có người có thể dùng ánh mắt nhìn thấu qua ngũ sắc quang mạc trên pháp trận kia thì có thể trực tiếp thấy rõ ràng. Tại trung tâm quang trận, đoàn lưu ly thiên hỏa dịch kia đang quay tròn rất nhanh mà xung quanh nó có vô số ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất đang liều mạng nhằm hướng hỏa dịch mà chui vào, đồng thời lại có vô số ký hiệu khác từ trong hỏa dịch tuôn ra. Mười cái tinh ti vừa tiến vào đã làm cho đoàn hỏa dịch mặt ngoài xuất hiện hồng quang quay cuồng, phảng phất như nồi nước sôi tuôn trào. Sau thời gian chừng bữa cơm, thần sắc hàn lập khẽ động, tựa hồ đã có kết quả gì đó nhưng sau khi do dự một chút thì 10 ngón tay hắn run lên, 10 sợi tinh ti đồng thời vỡ vụn ra. Tiếp theo, Hàn Lập đưa tay bấm pháp quyết, pháp trận liền phát ra thanh âm ông Minh. Ngũ sắc quang hà quay cuồng một trận rồi đoàn hỏa dịch thể tích nhỏ đi hơn so với trước kia rất nhiều từ trong quang trận phóng lên cao, bay ra khỏi quang mạc. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía hỏa dịch này giơ tay điểm một cái. Phệ linh hỏa điều nguyên bản đang bay quanh đó, chấp động một cái rồi quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh hỏa dịch đồng thời há miệng nuốt vào trong bụng hỏa điều kêu lên một tiếng vui mừng rồi xoay người bay về chỗ hàn lập tiếp theo liền hóa thành một đoàn hỏa cầu tiến vào trong thân thể hàn lập biến mất hàn lập hít một hơi sâu một tay áo bào bỗng vung ra phía trước run lên nhất thời một mảnh thanh hà cuộn ran phanh một tiếng nơi nào có thanh hà đi qua thì ngũ sắc quang mạc đều tán loạn để lộ ra quang trận bên trong hàn lập mặt không biểu tình nhìn về hướng quang trận bàn tay vung lên một cái sau vài tiếng vù vù, mấy đạo linh mang từ trong quang trận bay ra, đến trước người Hàn Lập thì một lần nữa dừng lại biến thành vài cây trận kỳ. Tay áo Hàn Lập vung lên, những cây trận kỳ này hóa thành linh quang chớp động rồi biến mất không thấy. Xa xa quang trận đã vô thanh vô tức tiêu tán đi. Chỉ chốc lát công phu sau, chỗ cũ chỉ còn lại một đoàn hỏa dịch to cỡ nắm tay lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Hàn Lập nhìn về hướng hỏa dịch vẫy một cái, một cái bình ngọc màu trắng sữa chợt lóe lên miệng bình rung lên phun ra một mảnh quang hà đem thiên hỏa dịch này thu vào trong bình sau khi đem bình thu lại hàn lập nhắm hai mắt ngồi xếp bằng bất động trên mặt đất chỉ thấy hắn nhân mày lại thần sắc âm tình bất định tựa hồ như đang tự định giá cái gì đó bất hảo một lát công phu sau thần sắc hắn mới bình tĩnh mở hai mắt rồi nghiêng đầu bỗng nhiêu ở trong lòng hắn có tiếng phốc suy rồi hiện ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại ngân sắc hỏa diễm hồng quang chấp động để lộ ra một đoàn hỏa diễm đỏ đậm đang quỷ dị lóe lên. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Hàn Lập đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện, ngân sắc hỏa điếm nguyên bản chỉ to bằng nắm tay, sau khi cùng thanh quang tiếp xúc thì trong nháy mắt bạo liệt nổ tung, tiếp theo quang mang vụt tắt, nơi đó hiện ra một viên ngân sắc hỏa cầu so với trước kia còn lớn hơn gấp 10 lần. Thấy vậy, Hàn Lập gật gật đầu, tiếp theo há mồm hít một cái hỏa cầu thật lớn hóa thành một đám ngân diễm bị hút vào. xem ra truyền ngôn cũng không nó hoang. lưu ly thiên hỏa dịch chân chính sở hữu vài loại công hiệu chủ yếu thì cái thứ phẩm này đúng là đều có. vấn đề duy nhất chính là bên trong tựa hồ có pha vài loại tạp chất không biết tên, cũng không biết chúng có gây ra vấn đề gì hay không và có thể làm cho thanh nguyên tử kia thỏa mãn hay không. nhưng thật ra thô phệ đồ vật này thì phệ linh thiên hỏa có thể mượn tinh thần linh khí của nó để đề tham uy năng thần thông. chỉ cần linh lực đủ nhiều thì khi đối địch uy năng có thể tăng lên gấp bội. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập tiếp tục tính tỏa tự định giá về những vấn đề mắt thấy tai nghe tại đấu giá hội, cảm thấy chính mình không làm sai chuyện gì thì mới thở dài một hơi. Đột nhiên hắn lấy từ trong lòng ra một cái dược bình, từ bên trong dốc ra một viên đằng long đan ăn vào. Sau đó, Hàn Lập bắt đầu đả tọa tu luyện. Thời gian nghiếm hàn giới mở ra cũng không cố định, có khả năng đến trăm năm mà cũng có thể là mấy năm tới, cho nên hắn tự nhiên là dành tất cả thời gian cho việc tu luyện. Cho dù hắn không có mục đích mượn linh khí trong nghiễm hàn giới để đột phá bình cảnh thì trước tiên tiến nhập có thể gia tăng thêm một ít tu vi thần thông thì lúc vào trong đó cũng an toàn hơn một phần. Ba tháng sau, vẫn trong mật thất, trên lưng hàn lập hiện ra phạm thánh chân ma pháp tướng, hai tay bấm niệm thần chú tu luyện. Nhưng một chút công phu sau, thần sắc hắn khẽ động, kim quang bên ngoài thân vụt tắt, tay áo run lên, một khối ngọc bài hiện ra, phía trên linh quang chấp động. Ngọc bài sau khi xoay quanh thì rơi xuống bàn tay hắn, rõ ràng là một khối vạn lý phù mặt ngoài linh quang hiện ra một hàng chữ nhỏ như con kiến hàn lập đem tới trước mặt nhìn lướt qua ánh mắt chấp động một chút dĩ nhiên đã mở ra xem ra ta phải đi một chuyến sau đó hàn lập đem vạn lý phù thu lại trực tiếp đứng lên đi ra khỏi mật thất mấy canh giờ sau hàn lập xuống khỏi một chiếc thú xa xuất hiện ở một góc đường ánh mắt khi đảo qua thì lập tức hướng một cửa hàng phụ cận đi tới kỳ quái là cửa hàng này đại môn lại đóng chặt không mở rộng đón khách nhưng hàn lập không lưu tâm chút nào hắn đi tới trước cửa thì giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết trực tiếp xuyên thủng cửa mà vào kết quả chỉ chốc lát công phu sau đại môn tự động mở ra hàn lập tiến vào trong đó phía sau cửa một nữ tử đang đứng ở nơi đó giữa chán có một viên tinh thạch chấp động nhàn nhạt, nhạt chính là nữ tử tinh tộc tên gọi là tiêm tiêm kia bái kiến tiền bối vãn bối thật không ngờ tiền bối tới nhanh như vậy nên không kịp ra ngoài nghinh tiếp mong tiền bối thứ lỗi tiêm tiêm đối mặt với hàn lập trên mặt mang theo vẻ tươi cười chỉnh đốn trang phục thi lễ nói hắc hắc nghênh tiếp hay không căn bản là không trọng yếu bọn ta là người tu tiên hà tất phải đa lễ như vậy hàn mỗ vừa nhận được tin tức của đạo hữu nên lập tức chạy lại đây ngay hàn lập cười nhạt nói tiền bối nói đùa rồi nơi đây không phải là nơi nói chuyện vãn bối mời ngài đến bí thất nói chuyện nơi đó còn có một vị đạo hữu khác đang chờ vãn bối muốn giới thiệu cho tiền bối nhận thức một chút Tiêm tiêm thản nhiên cười nói. Hàn lập nghe xong thì thần sắc khẽ động nhưng chỉ gật đầu không nói thêm gì. Tiếp theo chỉ thấy nữ tử đóng cửa vào rồi đào tay, giữa năm ngón tay liền xuất hiện một cái pháp bàn, nàng niệm thần chú, trong miệng bắt đầu lầm bầm rồi hướng pháp bàn điểm một chỉ. Trên pháp bàn nhất thời quang mang đại phóng, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng ra bốn phương tám hướng mà bay cuộn đi. Nữ tử này cùng hàn lập bị hút vào phiến quang hà này, mà quang hà này lại quay tròn vừa chuyển. Sau một khắc, hàn lập chỉ cảm thấy tất cả cảnh sắc bốn phía liền mơ hồ đi thân thể bỗng nhiên rơi vào một khe không gian đây chính là khe không gian tư nhân của tinh tộc nữ tử này ánh mắt hàn lập vừa đảo qua thì lập tức nhìn thấy phụ cận có một bóng người đang đứng thẳng tắp bái kiến hàn tiền bối nhân ảnh nọ đứng từ xa xa hướng về hàn lập ôm quyền khách khí ân cần thăm hỏi nói hàn lập nghe vậy thì hai mắt khẽ nhíu quan sát chỉ thấy người nọ vóc người tráng kiện một thân hắc y nét mặt có chứa vài tia màu tím nhạt hai mắt tinh quang chấp động, trên người thấu ra thập phần khí tức kiệt hãn. Thần niệm đảo qua, người này có tu vi hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu, vãn bối là Việt Tông. Nam tử trả lời, Việt Huynh là thợ săn ma thú tối nổi tiếng tại Ma Kim Sơn Mạch. Lúc này chúng ta muốn thuận lợi tiến vào Sơn Mạch này thì phải mượn thần thông của Việt Đạo hữu mới được. Tiêm tiêm nhìn Hàn Lập giải thích nói, chương 1606, Kỳ Lân, thợ săn ma thú, như thế nào, vị đạo hữu này thường xuyên tiến vào ma kim sơn mạch ư? Thần sắc hàn lập vừa động, từ từ hỏi. Vãn bối tổng cộng đã tiến vào ma kim sơn mạch 37 lần, trong đó 7 lần từng đi vào sâu chỗ núi non. Nét mặt đầy vết sẹo của Việt Tông hơi vặn vẹo cung kính nói. 37 lần, hàn lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn lúc đầu đáp ứng tiêm tiêm tiến vào ma kim sơn mạch một lần, tự nhiên trước đó cũng đã điều tra qua những vấn đề liên quan tới sơn mạch này một phen ma kim sơn mạch nọ tuyệt đối là nơi hung hiểm còn hơn cả miêu tả của vị tinh tộc nữ tử này bây giờ người nào dám vào sơn mạch này thì tự nhiên đều là hạng người tài cao gan lớn mà chính những người này cũng biết là không dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch chỉ dám ở ngoại vi đánh chết một ít ma thú tương đối yếu nhược mà thôi mà người trước mắt này tu vi bất quá chỉ có hóa thần trung kỳ mà dĩ nhiên trước sau xâm nhập vào ma kim sơn mạch mấy lần mặc dù không biết hắn xâm nhập sâu đến mức độ nào nhưng tuyệt đối chính là một việc làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi tiêm tiêm cũng tiếp tục giải thích mặc dù chuyến đi này vãn bối cùng tiền bối không cần xâm nhập sâu nhưng khoảng cách cũng không phải là ngắn vạn nhất chúng ta gặp phải cường đại ma thú thì có chút không ổn cho nên vì đảm bảo thiếp thân có mời việt huynh đảm nhiệm dẫn đường cho chuyến đi này như thế mà nói có thể vạn vô nhất thất Việt huynh nổi danh là chỉ cần nhiều quan sát ma khí quấy nhiễu là có thể sớm biết vị trí của cường đại ma thú. Tiêm tiên tử khen chật rồi, vạn vô nhất thất thì không dám nói, hơn nữa ma kim sơn mạch một thời gian dài rồi tại hạ cũng không có tiến vào. Không biết tình hình bên trong gần đây có biến hóa gì lớn hay không? Dù sao lần trước tiến vào sơn mạch này cũng đã hơn trăm năm rồi. Nào ngờ Việt Tông lại có vẻ khiêm nhường dị thường, mới hơn trăm năm thì có thể có cái gì bất đồng lớn. Việt huynh năm đó đại danh tiếng như thế nào lúc này đây lại chỉ tiến vào ngoại vi, hẳn là an toàn dị thường. Tiêm tiêm cười nói, tiêm tiên tử có điều không biết, sự đáng sợ của ma kim sơn mạch cũng không phải tất cả là ở chỗ ma thú mà không ít vấn đề là bởi vì do địa hình biến hóa theo thời gian cùng ma khí tích lũy hàng năm. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, một ngày trước nơi này có lẽ là trống chân cũng như cực kỳ an toàn nhưng ngày thứ hai lại có thể xuất hiện một tòa núi lớn và trở thành xào huyệt của ma thú nào đó. Đối với một số ma thú mà nói, việc làm nổi lên một tòa núi lớn, thúc giục một ít cây cối lớn nhanh, thả ra một ít ma khí căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Tiên tử không chịu nói rõ địa phương đến của chuyến đi này, nếu không phải tại hạ đang rất cần một lọ vạn niên thủy chi linh dịch thì tiêm tiên tử có đưa ra giá cao đến mấy thì tại hạ cũng không muốn mạo hiểm. Việt Tông Nghiêm sắc mặt nói, Việt Đạo hữu yên tâm, chuyến đi này đích xác là chỉ đi tới một địa phương bên ngoài, tuyệt không có xâm nhập sâu vào bên trong. Tiểu muội tu vi còn kém xa Việt Huynh, cũng không có cái gan này. Tiêm Tiêm sau khi nghe đối phương nói tỉ mỉ về chỗ đáng sợ của Ma Kim Sơn mạch thì thần sắc đầu tiên là biến đổi nhưng lại lập tức biến thành vẻ dịu dàng cười nói. "Cũng nên như vậy, hơn nữa dựa theo lời nói lúc trước, ngoại trừ trên đường gặp phải ma thú ra thì Tại Hạ cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ hành động nào của đạo hữu cùng Hàn Tiền Bối, ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi." Tiêm Tiên Tử cũng không phản đối chứ? Nam tử này vẻ mặt trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một chút thì nói thêm. "Không thành vấn đề." Cho dù đến lúc đó thực sự có việc khác làm phiền Việt Huynh thì thiếp thân cũng sẽ có thủ lao khác, tuyệt đối không miễn cưỡng. Tinh tộc nữ tử đồng ý nói, Việt Tông sau khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu, xem như nhận lời. Hàn Lập vẫn bất động thanh sắc không nói gì, chỉ lại yên lặng đánh giá Việt Tông. Bây giờ một thấy hai người nói hết rốt cuộc cũng từ từ nói. Nói thật, Hàn Mộ đối với ma thú cùng ma Kim Sơn Mạch còn rất mơ hồ chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài cùng một ít điển tịch ghi lại mới biết được ít tình huống trong Ma Kim Sơn Mạch. Khó được tiên tử mời Việt đạo hữu là người quen thuộc Ma Kim Sơn Mạch như vậy gia nhập. Điều này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi nhưng trong lòng có mấy vấn đề liên quan đến Ma Kim Sơn Mạch muốn Việt đạo hữu có thể giải đáp một chút được không? Hàn tiền bối có gì nghi vấn thì cứ việc hỏi, vãn bối nhất định biết gì thì không dám giấu. Việt Tông không nhanh không chậm đáp ứng nói cao gia ma thú ở đây thì không nói nhưng trung giai ma thú thì đã mở ra linh trí hay chưa nếu đã mở thì trình độ linh trí so với linh thú bình thường như thế nào còn có hàn lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi mà vị việt tông này hiển nhiên cũng thật sự có lý giải sâu đối với ma kim sơn mạch sau khi nghe xong thì lập tức kể lại rõ chi tiết tinh tộc nữ tử đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện thì cũng cảm thấy hứng thú thường xuyên xen miệng hỏi một hai câu ba người ở tình huống này có chút không khí hòa hợp nói chuyện gần nửa canh giờ hàn lập đại thế đã nhận được tư liệu mình muốn sau khi nghi vấn cuối cùng được giải đáp hàn lập mặt lộ vẻ mỉm cười nói nếu biết rõ mọi việc thì ta nghĩ chuyến đi này có thể thuận lợi nhưng không biết bao giờ tiêm đạo hữu định xuất phát mà kim sơn mạch cách vân thành chúng ta cũng không quá xa lộ trình mất khoảng nửa tháng mặc dù thời gian còn nhiều nhưng cũng không nên trì hoán lâu như vậy đi tiền bối thấy ba ngày sau xuất phát có được không tiêm tiêm sau khi tự định giá thì hỏi hàn lập việt tông gật đầu không phản đối gì Hảo, ấn theo lời đạo hữu đi, ba ngày sau chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa phía đông khoảng 10 dặm. Hàn lập sờ sờ cầm nói, Việt Tông cũng gật đầu không phản đối gì, nếu không có chuyện gì khác, Hàn mỗ đi về trước để chuẩn bị. Hàn lập cũng không có ý tứ ở lại, lập tức nói lời cáo từ. Có gì phải hỏi, vãn bối cũng đã nói qua, vãn bối cùng tiến tiền bối rời đi, tiêm tiêm cung kính nói rồi lộn tay lại lấy ra trận bàn. Dưới ánh mắt của hai người, hàn lập bước trên truyền tống trận thong dòng biến mất trong linh quang tiêm đạo hiếu vị hàn tiền bối này có thể tin được không ngươi nói hắn là một vi cao giai ma tu nhưng sao ta không thể cảm giác được khí tức ma công từ trên người hắn ta sông sáo tại ma kim sơn mạch nhiều năm như vậy nên đối với ma khí tự tin có cảm ứng rất mạnh vừa thấy hàn lập thật sự truyền tống ra ngoài việt tông theo tiềm thức thở dài một hơi nhưng lại lập tức nhướng mày hỏi một câu việt huynh yên tâm nói thật nếu không phải vị hàn tiền bối này là một vị cao giái ma tu thì ta đã không nhất định có biện pháp đả động được đối phương. Nếu không chuyến đi này thế nào cũng phải tìm được một gã ma tu, nếu không vân thành chúng ta có nhiều cao giai thượng tộc như vậy ta đâu cần phải tìm kiếm khổ sở bao năm như vậy. Tiêm tiêm thở dài một hơi nhưng khẳng định trả lời, nói như vậy, vị hàn tiền bối này hẳn là có thần thông che giấu khí thức ma khí rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể đem ma khí thu liếm đến trình độ này. Mặt khác, ta mặc dù không biết mục đích của chuyến đi này của tiên tử là gì nhưng nếu phải có một gã cao dai ma tu đồng hành thì thiết nghĩ không phải là chuyện đơn giản gì. Mặt khác tiên tử lại chọn năm nay tiến vào ma kim sơn mạch cũng không phải là ý kiến hay. Bây giờ đang ứng với chu kỳ ban trăm năm một lần, là thời gian ma kim sơn mạch phun ra ma khí. Ở trong vòng 10 năm này có không ít cường đại ma thú có thể xuất hiện ở bên ngoài. Sao tiên tử không đợi thêm 4-5 năm nữa? Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút thì đột nhiên hỏi như vậy. Xin lỗi, tiểu muội có khổ tâm, việc này không tiện nói thẳng. Trong vòng 2 năm tới ta bắt buộc phải tiến vào Ma Kim Sơn Mạch mới được. Nếu không thì lại phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Tiểu muội thật sự không chờ đợi nổi thời gian dài như vậy nên đành phải mạo hiểm một lần. Bất quá cũng chính bởi vậy nên ta có mới có thể xuất ra một lọ vạn niên thúy chi dịch để thuê Việt Huynh. Ta cũng không dối gạt Việt Huynh, Lúc trước ta đã tìm được mấy người nhưng lại không có nắm chắc trong giai đoạn ma khí bộc phát này có thể mang theo chúng ta bình yên tìm được nơi muốn đến. Mãi sau này ta mới tìm được đạo hữu. Tiêm Tiêm Trần chờ một chút mới cười khổ một tiếng nói: "Nếu Tiêm Tiên tử đã nói như thế thì ta cũng chỉ có liều mình một hồi thôi nhưng cũng phải nói trước, tại thời điểm ma khí bộc phát mà tiến vào Ma Kim Sơn mạch thì ta cũng chỉ có 7, 8 phần nắm chắc là có thể mang theo đạo hữu bình yên đi tới địa phương nọ." Nhưng vạn nhất không khéo mà đụng phải cường đại ma thú trận đường đi hoặc là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh có thể suy sụp thì nên lập tức quay đầu lại. Hơn nữa một nửa bình thủy chi linh dịch cũng không nên quên mang theo A. Việt Tông nhắc nhở nói vài câu, cái này là tự nhiên, cái này là điều kiện thỏa thuận với Việt Huynh thì tự nhiên là sẽ không thay đổi. Tiêm tiêm huyền chuyển cười nói, bất quá, ta xem tiên tử tựa hồ không có đem chuyện ma khí bộc phát nói thẳng cho hàn tiền bối biết, đến lúc đó không biết có xảy ra vấn đề gì không. Việt Tông gật gật đầu, tiếp theo nheo mắt hỏi, ta sở dĩ mang theo hàn tiền bối là muốn mượn ma đạo thần thông của hàn tiền bối, việc đó cùng với việc ma khí bộc phát cũng không có liên quan gì. Nếu ngay cả Việt Huynh cũng không thể dẫn hai người ta bình yên tiến vào ma kim sơn mạch thì có nói cho hàn tiền bối hay không cũng có gì khác đâu. Hơn nữa sau khi tiến vào trong sơn mạch, hàn tiền bối cũng sẽ biết việc này, chỉ bất quá là sớm hay muộn một chút mà thôi. Tinh tộc nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, trên mặt lộ một tia giảo hoạt nói. Lời này cũng là, bất quá nói gì thì nói, chỉ sợ rằng tiêm tiên tử chỉ dựa vào đại trả giá thì cũng không nhất định có thể đánh động được vị hàn tiền bối này rồi. Việt Tông ha ha cười nói, tiêm tiêm miệng khẽ nhếch lên, cười mà không nói gì. Theo sau, Việt Tông cùng tinh tộc nữ tử bàn bạc một ít chi tiết rồi sau đó đồng dạng bước lên truyền tống trận đi ra ngoài. Trong không gian này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại vị tiêm tiên tử này. Tinh tộc nữ tử trên mặt lưu lại vẻ tươi cười nhưng chậm rãi thu liếm lại, hơn nữa lông mày có chút nhân lại. Đột nhiên tay áo dài của nàng run lên, nhất thời một đoàn thanh quang từ trong áo bảo bay ra, sau khi chấp động một cái thì hóa thành một con tiểu thú màu xanh to cỡ nắm tay. Con thú này cả người đầy kinh phiến, tứ chi lợi chảo sắc bén đồng thời trên đầu có hai xứng, răng nanh đầy mồm, bộ dáng rất giống kỳ lân chân linh. Chỉ là hình dáng tiểu thú này mơ hồ có chút khác biệt và vấn đề là hình thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể tiêu tán mất. Chương 1607, kỳ ảnh ngươi xác định địa phương nọ trong hay hăm tới sẽ mở ra sao đừng có tính sai nha mấy năm tới ta cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi nên không thể bỏ lỡ đại cơ duyên này tiêm tiêm nhìn hư ảnh kỳ lân trước mặt bộ dáng ngưng trọng dị thường nói một câu như thế nào đến bây giờ vẫn không tin ta ư những địa phương trước kia ta chỉ điểm cho ngươi đã có cái nào sai chưa nếu không phải lúc trước ngươi lấy được chỗ tốt lớn lao từ chỗ một di chỉ thì sợ rằng không có thành tựu như bây giờ Lấy thiên phú của tinh tộc các ngươi thì ngắn ngủi trong vòng trăm năm mà có thể tu luyện tới cảnh giới này thì ngươi có thể xem như kỳ tài ngút trời rồi. Hư ảnh kỳ lân nọ ngẩng đầu lên, có vẻ giận dỗi nói. Từ ngày ta sinh ra đến nay, ngươi cùng ta là cộng sinh, nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi đồng dạng cũng hồn phi phách tán nên sao lại không tin ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là phân thần của chân linh kỳ lân năm đó, vạn nhất nhớ lầm hoặc ít đi cái gì đó thì cũng không phải là không thể có chuyện. Trong lòng ta có chút không nỡ mà thôi. Tinh tộc nữ tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh kỳ lân trước mắt không chút tức giận nói. Không sai, ta chỉ là một trong 10 vạn phân thần tự bạo của chân linh kỳ lân nhưng năm đó ta đã bị đại địch làm cho vẩn lạc, cho dù không tự bạo thì nguyên thần cũng không có cách nào trốn thoát được. Mặc dù cuối cùng thi triển nghịch thiên thần thông đem nguyên thần phân liệt thành 10 vạn phần nhưng là vì vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, sau này còn có cơ hội trọng tu, có thể đem những tin tức trọng yếu nhất của mỗi phân thần phục chế hết sức đầy đủ cái chân linh chi huyệt này chính một trong những cái trọng yếu nhất yên tâm đi tuyệt không xảy ra sai sót gì đâu hư ảnh kỳ lân hắc hắc cười nói đích xác ta có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ là nhờ có năm đó người phụ thân lên thai nhi là ta bất quá kỳ ảnh ngươi lúc đầu làm như thế nguyên bản vốn cũng là muốn nhân cơ hội mượn thai nhi ta mà chuyển sinh ta mặc dù không biết ngươi cuối cùng vì sao không thành công ngược lại cùng hồn pháp của ta có quan hệ cộng sinh nhưng có thể nói năm đó ngươi đối với ta cũng không có hảo ý gì ánh mắt tiêm tiêm chợt lóe lên, cười nói, sao lại còn nhắc lại việc này, ta cuối cùng đã không thành công đấy sao, cũng là bản thân ta sai lầm, dĩ nhiên phụ thân lên trên người ngươi, nếu lúc ấy mà tìm những người khác thì nói không chừng lúc này ta đã sớm tiêu diêu tử tại rồi. Hư ảnh kỳ lân vừa nghe được những lời này thì linh quang bên ngoài thân chợt cuồng thiểm vài cái, tâm tình tựa hồ không tốt. Coi như xong đi, ngươi cho là ta không biết tình hình năm đó ra sao hay sao. Lúc ấy ta sinh ra trong một thôn nhỏ ở tinh tộc, mà lúc ấy thai nhi chưa sinh ra cũng chỉ có một mình ta ngươi bất quá cảm giác được lúc ấy hồn phách thần trí ta chưa chính thức thành hình nên cho là có thể dễ dàng chiếm cứ thể xác này mới là thật tiêm tiêm hì hì cười vài tiếng lúc ấy ta có thể chạy thoát ra nhưng thần niệm lực cũng đã tiêu hao hết rồi nên tự nhiên là muốn tìm một nơi có thể phụ thân dễ dàng nhất nếu không thần niệm của tồn tại cấp chân linh mà muốn chiếm cứ thân thể của một gã tinh tộc trưởng thành vẫn là chuyện dễ dàng đâu cần phải tìm tới ngươi hư ảnh kỳ lân hừ hừ vài tiếng bất đắc dĩ nói được rồi chuyện năm đó ngươi và ta cũng không cần nhắc lại nữa mặc dù ngươi không chuyển sinh thành công nhưng cũng đã bảo trụ được cái mạng nhỏ lúc này đây việc tiến vào chân linh chi huyệt đều là cơ hội khiến ta và ngươi có chỗ tốt thật lớn cho nên ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện xui xẻo gì ta bây giờ đã tu luyện tới bình cảnh cho dù qua mấy trăm năm nữa cũng không nhất định có tiến triển gì quá lớn nếu không ta hoàn toàn có thể chờ sau này khi tu vi tiến nhanh thì mới đi tìm chân linh chi huyệt nọ Tuy thời gian có kéo dài nhưng chung quy so với việc bây giờ phải đi cùng hai người có tu vi cao hơn chính mình tiến vào ma kim sơn mạch thì vẫn tốt hơn. Tinh tộc nữ tử như nghĩ tới cái gì nói. Tinh tộc các người thiên phú thật sự không cao, mặc dù ta có chỉ điểm cộng thêm trước kia đã được dùng không ít linh đan rượu dược nhưng muốn tiến bộ thần tốc giống như trước kia thì hoàn toàn không thể. Nhưng thật ra nếu người chậm chế một thời gian dài như thế mà nói thì ngược lại cái được không đủ bù cái mất nếu chân linh chi huyệt nọ bị một đầu thánh giai ma thú chiếm cứ rồi thì cho dù ngươi có chịu một chút phong hiểm nhưng việc một mình ngươi hành động thì vẫn không thể ổn thỏa lắm. Hư ảnh kỳ lân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Yên tâm đi, ngươi không phải đã chuẩn bị vài loại thủ đoạn kiềm chế hai người kia rồi sao? Bọn họ nếu không có tư tâm gì khác là tốt nhất, vạn nhất mà có thì nếu thi triển thủ đoạn này ra thì cho dù là tồn tại phổ thông cao hơn ngươi mấy bậc mà không kịp phòng ngự thì khẳng định là khó có thể ngăn cản được. Tồn tại bình thường, ý của ngươi là trong hai người nay có người không bình thường rồi. Không biết thủ đoạn này có thất thủ hay không, vị tinh tộc nữ tử này thông minh khác thường, trong nháy mắt đã nghe ra được cái gì, thần sắc hơi có vẻ run sợ. Ngươi cùng hai người này trước sau tiếp xúc hai lần, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi nhưng có thể cảm ứng được một vài thứ. Gã Việt Tông nọ trên người có khí thức khi mạnh mẽ khi yếu nhược, như có như không đồng thời thì đến gần thì trên trán mơ hồ có một cỗ sát khí nhập vào cơ thể ra. Nếu ta không nhìn nhầm mà nói thì hắn đã tu luyện một loại thần thông gì đó chuyên ẩn giấu để nhất kích tất sát gì đó, thần thông này cũng rất bá đạo. Đương nhiên có thể hắn còn kiêm tu một ít thần thông bí thuật gì đó, nếu không cũng không thể tiêu diêu trong ma kim sơn MCS như vậy. Bất quá Việt Tông so với vị tên Hàn Lập kia cũng chỉ là hơi có chút đặc thù, không cần lo lắng. Vị Hàn Lập này tu vi chẳng những hơn xa Việt Tông mà công pháp cùng thần thông trên người cũng rất không đơn giản, ngay cả ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá, phương pháp ta giao cho ngươi để khắc chế bọn họ đều là thủ đoạn lợi hại nhất mà tại cảnh giới của ngươi có thể sử dụng được. Đặc biệt là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trong đó lại càng biến ảo khó lương. Ngay cả trong lúc tranh đấu nếu không có cách nào đánh chết được đối phương nhưng tự bảo vệ mình thoát thân thì có thừa. Hư ảnh kỳ lân dùng giọng tự tin nói, nói như thế thì ta cũng an tâm, bất quá ngoài việc này ra ta vẫn lo lắng một việc khác. Tiêm tiêm nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chấp động nói. Ồ, vấn đề gì? Hư ảnh kỳ lân đong đưa cái đuôi một chút, kỳ quái hỏi. Năm đó sau khi nguyên thần kỳ lân tự bạo, số lượng tàn hồn lên tới 10 vạn mà đào tẩu. Số lượng cuối cùng trốn ra được không chỉ có một mình ngươi. Những người đó đồng dạng cũng biết vị trí của chân linh chi huyệt mới đúng. Mấy trăm năm đã trôi qua rồi, liệu địa phương nọ đã bị người khác mở ra hay chưa? Nếu chỗ tốt trong đó từ lâu đã bị người khác đi trước một bước lấy đi. Chúng ta đến đó thì cũng là vô ích, tiêm tiêm chậm trước nói một câu. Năm đó số lượng thần niệm phân liệt ra, mặc dù đông đảo dị thường nhưng số chính thức có thể trốn ra được lại không có mấy. Ngoài ra lại còn phụ thân thất bại cùng các việc xảy ra ngoài ý muốn nữa thì chắc là không còn thần niệm khác tồn tại. Tuy nhiên cũng khó nói, nhiều năm như vậy đã trôi qua, cho dù thật sự có thần niệm khác giống như ta, sớm đã có thân thể của chính mình bất quá trước lúc chính thức mở ra chân linh chi huyệt ra thì cũng không ai biết được tình hình như thế nào nhưng ta cảm giác được khả năng này không lớn. Thanh âm của kỳ lân biến đổi ngưng trọng nói. Hy vọng là như thế, chỉ cần có thể đến được chân linh chi huyệt lấy được chỗ tốt thì sau này tu luyện hẳn là có thể một ngày đi ngàn dặm. Tiêm tiêm tự thì thào nói, hắc hắc, điều này cũng đúng, nếu không sao ta lại đem tin tức này giữ lại rõ ràng như thế. Kỳ ảnh nhắc nhở nói, lúc này tiêm tiêm đang mỉm cười cũng chưa tiếp lời thì đã thấy hư ảnh kỳ lân xoay quanh nữ tử này một vòng rồi đột nhiên vừa bay vừa nói một câu. Hảo, tên kêu là Hàn Lập kia thần niệm không yếu. Sau này khi người cùng hắn tiếp xúc, nếu không cần thiết thì không nên liên lạc với ta, ngừa bị hắn xem ra cái gì đó. Nơi tiếp theo ta hiện thân tốt nhất là trong chân linh chi huyệt. Tùy theo hư ảnh kỳ lân hướng tới thân thể tinh tộc nữ tử tiến vào, nhất thời chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Nữ tử này nhẹ thở dài một hơi, thân hình vừa động cũng đồng dạng đi vào trong truyền tống trận. Tay thoáng dùng trận bàn, lệ ảnh linh quang chấp động rồi biến mất. Ba ngày sau, trên một tòa núi nhỏ gần Vân Thành, một gã thanh niên khuôn mặt bình thường, một thân thanh bào, hai tay chắp sau lưng đứng ở trên một khối cự thạch trên đỉnh núi, bao quát nhìn cảnh sắc xanh biếc trước mắt. Thân hình hắn không nhúc nhích, nét mặt và ánh mắt bình tĩnh. Đúng là Hàn Lập đúng hẹn đã đến nơi này, hắn đã đến chỗ này được một đoạn thời gian, lúc này sắc trời vừa mới hửng sáng không lâu. Xem ra là tới sớm một chút, bất quá, hắn cũng hiến khi có được thời gian nhàn nhã như vậy, hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, tâm tình tựa hồ cũng trở nên vui vẻ không ít. Hàn Lập đứng không lâu, đợi chừng nửa canh giờ sau thì thần sắc hắn vừa động xoay đầu hướng lên trên trời cao nhìn lại chỉ chốc lát công phu phía chân trời có tiếng xé gió vang lên rồi thấy một đạo huyết hồng bắn nhanh đến sau mấy cái chớp động thì rơi xuống bên cạnh hàn lập một bóng người từ trong hiện lên đúng là việt tông bái kiến hàn tiền bối đã để cho tiền bối đợi lâu việt tông nhìn hàn lập ôm quyền khách khí ân cần hỏi thăm nói không sao ta cố ý đến sớm một chút hàn lập lắc đầu khuôn mặt thượng nhìn không ra chút khác thường nào. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Việt Tông khẽ cười rồi tìm một chỗ sạch sẽ gần đó khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thì vẫn đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa, cũng không có ý tứ đi xuống. Kết quả sau chừng một bữa cơm, nữ tử tiêm tiêm cũng chạy tới. Sau khi nàng thu liếm lại bạch quang, từ trên không trực tiếp rơi xuống thì thần sắc Hàn Lập có chút vừa động mà Việt Tông cũng đứng lên. Tiêm tiên tử cũng đã tới rồi, như thế chúng ta xuất phát thôi. Hàn Lập sau khi thấy tinh tộc nữ tử hiện ra thì liền dứt khoát nói. Tiếp theo thân hình chấp lên, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không bay đi. Việt Tông cùng tiêm tiêm thấy vậy tự nhiên cũng không nói gì theo sát bay đi. Một tháng hành trình, nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu lần này thuận lợi thì ba tháng sau bọn họ có thể phản hồi một lần nữa về Vân Thành. Hàn Lập vừa âm thầm tự định giá như thế vừa khu động đồn quang bay về phía trước. Lộ thường vô sự, một tháng sau, khi ba người Hàn Lập bay qua một phiến sơn mạch vô danh thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây mù lớn màu xanh hình thành một hải vụ khôn cùng. Đây chính là cấm chế thanh linh vân hải tại Ma Kim Sơn Mạch, cũng là lối đi duy nhất có thể tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Từ địa phương khác mà muốn xông vào thì, hắc hắc, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Việt Tông vừa thấy vụ hải thì ánh mắt chấp động nói, trong lời nói mơ hồ có một tia hưng phấn. chương 1608, Chi Tiên, Hàn Lập đứng ở bên cạnh Việt Tông, ánh mắt hướng về phía vụ hải nhìn lại, lộ ra vẻ như suy nghĩ tới người nào đó. Tiêm tiêm chứng kiến tình hình phía trước thì trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Theo sau ba người lại độn quang theo Việt Tông xuất lĩnh chạy thẳng đến vụ hải. Vụ hải nội nhìn có vẻ gần nhưng thực ra còn khá xa. Ba người độn tốc không chậm nhưng vẫn mất thời gian chừng một chén trà nhỏ công phu sau mới thật sự tới gần. Ở trong độn quang thần sắc hàn lập đột nhiên hơi biến đổi. Nguyên bổn lúc đầu đứng từ xa nên chưa phát sát ra, lúc này lại gần mới nghe thấy được từ trong vụ hải thanh âm ầm ầm buồn bực, phảng phất như bên trong có tiếng sấm nổi lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Đột nhiên độn quang của Việt Tông ngừng lại phía trước vụ hải rồi hiện ra thân hình. Tay vừa lộn ra, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ, sau khi dương lên thì từ lệnh bài xuất hiện một đạo kim quang rực rỡ trực tiếp xuyên vào trong sương mù. Nhất thời sương mù dày đặc không nhìn thấy năm đầu ngón tay nhưng nơi nào sau khi kim quang đi qua thì đều lui ra, tự nhiên hình thành một thông đạo thiên nhiên. Hai vị đạo hữu đi theo tại hạ, ngàn vạn lần đừng có ly khai thông đạo này, nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ. Việt Tông dặn dò một câu rồi khống chế độn quang bay đi trước. Mặc dù không biết thực sự bay vào thông đạo tiến vào bên trong thì gặp phiền toái gì hay không nhưng Hàn Lập tự nhiên là sẽ không tự nhiên đi tìm phiền toái nên chỉ bình tĩnh đi theo Việt Tông. Tiêm Tiêm mặc dù đồng dạng cũng bay tiến vào trong thông đạo nhưng lại không nhìn rõ được xung quanh, trong độn quang liền mở miệng hỏi: Tiểu Ngụy trước kia cũng đã tới Ma Kim Sơn mạch một lần nhưng nhớ là đi đường khác, không biết chúng ta có đi nhầm hay không. Nếu là người bình thường thì tự nhiên là phải đi vào bằng một địa phương khác nhưng tại hạ ở đây cũng có chút danh khí nên tự nhiên là không cần phiền toái như vậy. Việt Tông lúc đầu trả lời, nghe đối phương nói như thế, Tiêm Tiêm tự nhiên cũng ngậm miệng không nói gì nữa. Theo Kim Quang dẫn đường phía trước, ba người trong nháy mắt liền bay vào trong vụ hải mười mấy dặm. Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe xa xa phía dưới hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác thấy một phiến kiến trúc xuất hiện. Sau khi bay gần thêm một ít thì liền nhìn thấy rõ ràng, đúng là một cái nhà đá rộng mấy trăm gian, xếp thành hình kiến trúc hẹp dài. Mà ở trung tâm có một tòa lầu các cao hơn 10 trượng. Tòa lầu các này chia ra làm 5 tầng dùng cự thạch màu xám xây thành, thoạt nhìn rất đáng chú ý. Nơi ngã tư đường tựa hồ có bóng người đi lại nhưng số lượng người cũng không nhiều lắm. Việt Tông quát khẽ một tiếng rồi nhắm thẳng chỗ lầu các ở trung tâm mà đi tới. Hàn Lập cùng tiêm tiêm tự nhiên đi theo sát. Sau khi thu liếm độn quang lại, ba người cơ hồ đồng thời xuất hiện phía trước lầu các. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì mới nhìn được rõ ràng. Phía trên đại môn mấy trượng, bất ngờ có một cái hoành phi, phía trên viết ba chữ cổ lôi vân các như rồng bay phượng múa. Nhị vị đạo hữu xin đi theo ta, nơi này chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài, chắc tiêm tiên tử lần trước cũng đã tới một lần. Việt Tông cười nhìn tinh tộc nữ tử nói một câu, không sai, bất quá lần trước khi ta đến nơi đây thì còn phải đi tới một địa phương khác mua một cái phân vân lệnh rồi mới có thể đi vào nơi đây tiêm tiêm gật đầu nói phân vân lệnh do tiên tử nhận được chỉ là tạm thời một khi vượt quá thời gian một tháng thì sẽ tự động mất đi hiệu lực bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra thông đạo trong vụ hải là nhất kiện bảo vật có thể sử dụng nhiều lần cái này cũng là do ta nhiều lần ra vào ma kim sơn mạch nên được nhận một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây tặng cho Bất quá hải vụ phía ngoài này mặc dù có chút phiền phức nhưng vạn nhất đi lạc vào thì cũng không bị thương chí mạng. Hơn nữa chỉ bị nhốt một hai tháng rồi tự nhiên sẽ được người nơi đây dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải vào lĩnh lấy ích lôi phiên thì mới có thể chính thức tiến vào ma kim sơn mạch. Cấm chế này có thần lôi, cho dù là thánh tộc tồn tại cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào. Việt Tông giải thích hai câu liền nhấc chân nhắm hướng lầu các mà đi vào. Sau khi tiến vào đại môn của lầu các, tầng một thoạt nhìn rất trống vắng, tựa hồ có rất ít người làm công môn. Hàn Lập sau khi nghe Việt Tông nói thì gật đầu, đồng dạng cũng đi tới. Tiêm tiêm thì đi theo phía sau Hàn Lập, ba người trong nháy mắt đi vào trong đại môn lầu các. Phía trong ngoại trừ vài cái bàn ra thì cũng không thấy bất cứ đồ vật gì, cho nên ba người trực tiếp theo cầu thang đi lên tầng 2 nhưng nơi này cũng trống không. Ba người cơ hồ không dừng lại chút nào mà đi thẳng lên tầng 3. Tại lối vào tầng 3 có thấy một tầng bạch sắc quang mạc hiện lên chỗ cầu thang. Việt Tông đối với tầng quang mạc này coi như không thấy, thân hình thoáng một cái đã vọt qua. Hàn Lập khẽ nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhưng vẫn tiến vào trong quang mạc. Quang mạc này quả nhiên cũng không có ngăn cản nhưng Hàn Lập vừa xuất hiện trong quang mạc thì thần sắc biến đổi. Vì Từ Cầu Thang đã nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh rộn ràng nhốn nháo, tựa hồ có không ít người đang ở lại tầng 3. Việt Tông cùng Tiêm Tiêm khi nghe thấy thanh âm này thì hai người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thần sắc Việt Tông lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu cũng bình tĩnh dị thường đi tới. Phía trước thanh âm chợt ngừng lại, xem ra đã phát hiện Việt Tông xuất hiện. Mà lúc này, Hàn Lập cũng bất động thanh sắc đi tới tầng 3. Tầng 3 cũng không quá lớn, chỉ có diện tích chừng hai mươi mấy trượng nhưng lúc này đang đầy người. Chừng hơn 30 người phục sức khác nhau đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tầng này ngoại trừ chỗ trung tâm có một cái bàn đá tròn thì hiện trên mặt đất, ngay dưới mông đám người này đều là một bộ đoàn. Ba người Hàn Lập vừa xuất hiện những người này tự nhiên đều nhìn lại đây. Di, Việt đại ca, Việt đạo hữu cũng tới. Ha ha, ta biết Việt huynh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Hơn 30 người này vừa thấy Việt Tông thì nhất thời hơn non nửa đều lập tức tỏ vẻ nhiệt tình dị thường bắt chuyện, trong đó không thiếu người tu vi so với Việt Tông còn muốn cao hơn. Có những người khác không nhận ra Việt Tông nhưng vừa nghe đến cái tên Việt Tông thì không ít người sắc mặt lập tức đại biến và lập tức thay đổi ánh mắt bất thiện. Xem ra bọn họ ngay cả không nhận ra Việt Tông thì danh đầu của Việt Tông tại Ma Kim Sơn Mạch này quả thật là như sấm ở bên tai bất quá vẫn có 4 năm người sau khi nghe đến tên Việt Tông thì vẫn không có chút động lòng. Bọn họ chỉ bất động thanh sắc nhìn trên dưới Hàn Lập mà đánh giá ba người. Thần niệm Hàn Lập thoáng đảo qua thì trong lòng cũng có chút nói thầm. Nơi đây có nhiều tồn tại ngoài hóa thần kỳ như vậy. Chỉ riêng luyện hư sơ kỳ đã có hơn non nửa, luyện hư đỉnh dai có tới 4 năm người. Còn có một người thì được bảo vật che giấu linh lực nên hắn cũng không có cách nào phán đoan ra được tu vi của đối phương. Khác với Hàn Lập, tiêm tiêm khi thấy việt tông ở đây có đại danh như thế thì hai mắt quang mang lưu chuyển một chút ngạn tiền bối đã ở nơi đây rồi à chẳng lẽ ma kim sơn mạch có chuyện gì xảy ra sao việt tông hướng tới những người phía trước ôm quyền thi lễ cuối cùng ánh mắt rơi vào một lão giả khô gầy tóc xám rồi lập tức tiến lên một bước cung kính hỏi lão giả này đúng là một trong ba gã luyện hư đỉnh giai lão đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn việt tông trên mặt cũng có ý cười phảng phất cùng việt tông có quan hệ không tệ như thế nào Việt Hiền chất không phải vì việc này mà tới sao? Không phải là tiến vào ma kim sơn mạch sao? Lão già tóc xám nghe Việt Tông nói như thế thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Vãn bối cũng muốn đi vào trong sơn mạch nhưng là có nguyên nhân khác. Bây giờ trong sơn mạch hẳn là giai đoạn ma khí phun trào, sao lại có thể tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là đều muốn thỉnh ích lôi tán sao? Cái này cũng có chút kỳ quái. Việt Tông đưa ánh mắt đảo qua nhiều khuôn mặt lạ ngưng trọng nói nếu không phải là muốn tiến vào trong sơn mạch thì người nào xó tới nơi đây. Về phần nguyên do thì nói thật dài, Di, hai vị đạo hữu này chính là, lão giả kia đầu tiên thở dài nhưng lại nhìn qua hàn lập cùng tinh tộc nữ tử phía sau Việt Tông rồi lại trần chờ hỏi một câu. Không sao, vị hàn tiền bối này cùng tiêm tiên tử là đồng bạn của ta cùng tiến vào ma kim sơn mạch. Ngạn tiền bối, có chuyện gì có thể nói thẳng được. Bây giờ nơi đây không biết việc này đại khái cũng chỉ có hơn ba người ta thôi. Việt Tông giới thiệu hai câu rồi lại buồn bực nói, cái này cũng là bất ngờ, kỳ thật nói ngắn gọn thì cũng đơn giản thôi, chính là mấy ngày hôm trước có một nhân hình chi tiên đột nhiên xông vào rồi đả thương một gã tu luyện giả sau tô lại độn thổ trốn vào Ma Kim Sơn mạch. Lão giả sau khi tự định giá một chút thì mới từ từ nói, "Nhân hình chi tiên, ta không có nghe sai chứ?" Việt Tông vừa nghe được thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến mà Hàn Lập cùng tinh tộc nữ tử nghe vậy thì cũng hoảng sợ không kém Việt Tông. "Không sai." tuyệt đối là chi tiên. Tại lúc nó đào tẩu có người đánh chúng nó một kích mà kiếm được vô số linh tiên hồng, đen tới thôn chấn đổi được rất nhiều linh thạch. Lão giả hết sức khẳng định nói, linh dược biến hóa nguyên vốn là chuyện tiên nan vạn nan. Không phải năm tháng càng dài là nhất định có thể biến hóa thông linh. Nhân hình linh dược lại càng phải trông vào muôn vàn tạo hóa, muôn vàn cơ duyên thì mới có một tia hy vọng có thể tu luyện thành nhân hình. Tựa hồ cả linh giới trước kia cũng chưa từng có loại linh vật này xuất hiện. Tin tức này một khi truyền ra thì các địa phương khác không nói, ít nhất là cả Vân Thành đều phải oanh động. Nói như vậy, những người khác đều là mấy người nghe được tin tức mà chạy tới. Việt Tông nhẹ hít một hơi thần sắc có chút cổ quái. Việt Đại ca nói lời này thì sai rồi. Có lẽ một đoạn thời gian nữa nơi này sẽ có thêm nhiều người từ bên ngoài tụ tập nhưng những người ở xa thì căn bản là không có cơ hội. Vì chi tiên nọ chẳng những đồng thời thông linh thổ một hai loại độn thuật mà tựa hồ còn tu luyện thành thần thông độn thuật phù quang hóa ảnh. Một thanh niên mặt trắng khác cười ngắt lời, nói: "Phù quang hóa ảnh, nếu chi tiên có loại độn thuật trong truyền thuyết này thì các đạo hữu còn muốn mạo hiểm tiến vào Ma Kim Sơn mạch làm gì? Nếu vậy thì ngay cả thánh tộc cũng không thể bắt được nó." Tiêm Tiêm nghe được điều đó thì lộ ra vẻ giật mình, không nhịn được hỏi: "Vị tiên tử này không biết rồi, cũng xem như chi tiên này xui xẻo, nó đã thương tên tu luyện giả kia nhưng người này mới tu luyện thành một loại kim nguyên cấm quang." Mặc dù không kịp phòng ngự mà bị đánh trọng thương nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn, Cấm Quang Đồng dạng cũng đánh trúng chi tiên này. Kết quả là khi thoát đi, mặc dù ngay từ đầu đã thi triển ra thần thông phù quang hóa ảnh nhưng mới thi triển được một nửa thì liền bị Cấm Quang phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần thông gì khác hay không mà lại không sợ vạn lôi áp đỉnh của Lôi Vân Đại trận, trực tiếp xuyên qua cấm chế tiến vào Ma Kim Sơn mạch. Bạch Diện thanh niên nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút. Chương 1609, châm ngồi. Nhưng ngay sau đó thanh niên nọ lại hưng phấn tiếp tục nói. Những người bị chi tiên đả thương nọ nói, kim nguyên cấm quang của hắn có thể vây lấy phù quang hóa ảnh của chi tiên trong vòng 2 tháng. Hơn nữa, bởi vì trong người của chi tiên này có cấm quang nên hắn còn có thể trực tiếp luyện chế một loại chi tiên pháp bàn đề truy tung, chỉ cần tới gần chi tiên trong vòng trăm dặm liền có thể phát hiện ra tung tích. Chi tiên này độn thuật cùng ẩn nạc thuật kinh người, ngoài ra còn một số thần thông đặc biệt khác nữa nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không cao minh, hơn nữa còn có thương tích trong người nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập sâu vào ma kim sơn mạch mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà thôi. Kể từ đó, trong vòng một tháng thời gian này đúng là cơ hội bắt được nó. Chúng ta tụ tập ở là muốn chọn thời điểm không có ma khí phun trào để tiến vào sơn mạch nhưng hiện tại lại có chuyện tốt như thế này tự nhiên cũng muốn đi vào thử vận khí. Về phần người ở những địa phương xa hơn thì cho dù có đuổi đến đây thì cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội. Ba người Hàn Lập nghe được như thế thì mới tỉnh ngộ. Việt Tông sau khi hơi trầm ngâm thì vẫn cực kỳ thận trọng nói. Linh dược thông linh ảo hóa thành nhân hình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng dược hiệu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua nên cũng không có cái gì ghi lại, cũng không biết có hơn gì một số đỉnh giai linh dược hay không. Chẳng qua loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô số lần cho dù là ở ngoại vi cũng có thể gặp phải cường đại ma thú. Việt huynh có điều không biết rồi, mấy ngày sau khi chi tiên xuất hiện, chỗ chúng ta xuất hiện một vị thánh tộc tiền bối nguyện ý dùng ba khỏa vạn rượu đan cùng ba gốc vạn niên bích liên hoa cộng thêm một con số thiên văn linh thạch để đổi lấy chi tiên này. Hơn nữa sinh tử không hỏi, hiện tại vị tiền bối này đang ngủ tại đây và cũng nói rõ sẽ đợi tại ma kim sơn mạch trong vòng một tháng thì mới có thể rời đi. Đúng rồi, vài giọt chi tiên tiên huyết kia cũng là do vị tiền bối này mua. Một cung trang nữ tử khác giải thích nói, thánh tộc, lúc này ngay cả Hàn Lập cũng ngẩn ra hỏi. Không sai, vị tiền bối này họ cốc, tu vi bí hiểm, thoạt nhìn giống như người bản địa tại thiên vân ta. Cung trang nữ tử nhìn Hàn Lập, thản nhiên trả lời. Xem ra những người tới đây trên thực tế đều là vì thù lao cách xù kia của vị cốc tiền bối này. Tiêm tiêm nghe đến đó thản nhiên cười nói, tu luyện giả đi vào chấn này, vô luận là tu vi cao hay thấp phần lớn đều có sự bất đắc dĩ, đều vì linh thạch mà đến nếu không cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tiến vào ma kim sơn mạch. Thù lao này cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây nữa, cũng không cần mạo hiểm đi bắt giết ma thú làm gì. Cung trang nữ tử hư một tiếng, tựa hồ đối với lời nói của tiêm tiêm có chút bất mãn. Tinh tộc nữ tử mỉm cười không nói gì, ni nhi, không được vô lễ, hai vị đạo hữu này đều là bạn của Việt Hiền Chất. Lão giả họ ngạn tựa hồ là trực hệ trưởng bối của cung trang nữ tử, ánh mắt chợt lóe lên rồi hơi răn dậy của mắng một câu. Cung trang nữ tử từ, từ trên mặt rất không cao hứng nhưng trong miệng lại vâng dạ mà không nói gì nữa. Nếu là chuyện mấy ngày trước thì sao lại còn có nhiều người tụ tập nơi này như vậy? Chẳng lẽ người phụ trách nơi này hiện tại không phải là lưu tiền bối nữa? Việt Tông tựa hồ còn chỗ nghi hoặc bất quá ánh mắt sau khi hướng bốn phía đảo qua thì nhíu mày hỏi một chuyện khác. Việt huynh đoán không sai, lưu tiền bối 10 năm trước đã ly khai rồi, hiện tại chấp sự mới phi thường hà khắc, thậm chí còn khôi phục lại trách nhiệm thông hành trước kia. Không thông qua trách nhiệm thì không được trao ích lôi tán. Hơn nữa cũng không giống như lưu tiền bối, căn bản là sẽ không trao ích lôi tán trước. Việt huynh tới cũng khéo, hôm nay là ngày đầu tiên mở ra trách nhiệm này cho nên mới có nhiều người tụ tập ở trong này như vậy. Bạch diện thanh niên thở dài một hơi oán hận nói, tốt lắm, cũng không nên nói lung tung nữa. Mẫn chấp sự mới tới một lần nữa mở ra trách nhiệm cũng để tránh cho người không đủ thực lực uổng mạng bởi ma thú lão giả hờ hững nói một câu, vấn đề là loại trách nhiệm này là quy định trước kia. trước kia vì trong ma kim sơn mạch có quá nhiều đồng đạo vẩn lạc nên mới có quy định như vậy. hiện giờ số người nguyện ý tiến vào sơn mạch hàng năm khá là ít ỏi. cử hành trách nhiệm này không phải là làm điều thừa sao? thanh niên nọ bĩu môi nói, tựa hồ đối với việc này không cho là đúng. có nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng, không có ích lôi tán là không thể tiến vào sơn mạch mà người hiện tại phụ trách xét duyệt việc này không còn là lưu tiền bối nữa, nên quy định tự nhiên cũng phải thay đổi. Lão già họ ngạn thâm ý sâu sắc nói một câu, thấy ngay cả lão giả có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng nói như thế thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm về việc này nữa. Mặc kệ Việt huynh lần này tiến vào sơn mạch là vì việc gì nhưng nếu bỏ qua cơ duyên như thế thì đáng tiếng. Không bằng cùng mấy người chúng ta cùng hành động, có Việt huynh, vị thợ săn ma thú đại danh đỉnh đỉnh này cùng truy tung pháp bàn thì xác suất chúng ta bắt được chi tiên kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần đến lúc đó nếu thực sự bắt được chi tiên kia thì việt huynh có thể lấy một phần thù lao còn lại mấy người chúng ta chia đều việt huynh cảm thấy như thế nào cung trang nữ tử cười nhìn việt tông nói việt tông nghe được lời này thì thần sắc vừa động nhưng lại không trả lời ngay việt huynh thời gian cũng không còn dư giả nữa có quyết định ngay được không về phần thù lao liệu có tới tay hay không vẫn là một chuyện chưa biết đạo hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt tinh tộc nữ tử nhìn ra việt tông đã động tâm thì thản nhiên nhắc nhở một câu tiêm đạo hữu yên tâm tại hạ đã thu thù lao thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý ngạn tiền bối vãn bối còn có chuyện khác trong người chỉ sợ không thể cùng các người cùng nhau hành động việt tông thần sắc âm tình bất định trong chốc lát sốt cục cũng quyết định cự tuyệt không có việc gì nói thật chúng ta lần này tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch không tính là quá lớn nhưng muốn ở trong ma khí tìm được nơi chi tiên hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói được, nói không chừng trong lúc vô tình Việt Hiền chất lại có thể chạm chán với nó. Như vậy đi, Ni Nhi, người đem tướng Mạo Chi Tiên cùng với một cái truy tung pháp bàn giao cho Việt Hiền chất. Lão già họ ngạn không thèm để ý chút nào, phân phó nói. Cung trang nữ tử nghe vậy quả nhiên không chút do dự, tháo vòng chữ vật lấy ra một khối thạch phiến màu trắng cùng một cái pháp bàn màu xanh. Đa tạ ngạn tiền bối, Việt Tông sau khi do dự một chút thì không từ chối, tiếp nhận hai vật này. Hắc hắc, cái này tính là gì? Mặc kệ nói như thế nào, ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có vài phần giao tình. Lão già họ ngạn thấp giọng cười nói, hàn lập hai tay để sau lưng nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái, lộ ra vẻ tựa như cười mà như không mà cơ hò cùng lúc đó trong tai tinh tộc nữ tử bỗng nhiên vang lên thanh âm truyền âm của hàn lập nếu đạo hữu trước lúc đi có điều gì chưa nói với hàn mỗ thì nói đi cái gì mà khí phun trào bên ngoài cũng có thể có cường đại ma thú tiêm tiêm nghe được những lời này sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về tiền bối thứ lỗi việc ma khí phun trào tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong sơn mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn Vãn Bối nguyên bản muốn chờ sau khi tiến vào bên trong thì nói đến việc này. Như vậy đi, sau khi đắc thủ thánh giai ma thú kia thì ngoại trừ chân huyết cùng ma hạch thì Vãn Bối sẽ nhượng thêm cho Tiền Bối một phần tài liệu. Mong Tiền Bối không trách móc, vị Tiêm Tiêm này cũng nhu thuận vô cùng, vừa nghe Hàn Lập chất vấn thì lập tức hạ thấp tư thái và cũng chủ động đưa ra bồi thường. Bên tai tinh tộc nữ tử nhất thời yên tĩnh trở lại nhưng một lát sau liền vang lên thanh âm lạnh như băng của Hàn Lập. Ta bình sinh ghét nhất bị người khác cố ý gài bẫy lúc này đây coi như xong nếu tiếp theo còn xảy ra chuyện này lần nữa thì chuyện hợp tác liền lập tức chấm dứt ta ngay cả phi thường muốn chữa trị thiên ngoại ma giáp nhưng quyết không cho phép người khác trêu đùa nhiều lần vừa nghe hàn lập nói như thế tinh tộc nữ tử trong lòng lại buông lỏng biết cuối cùng đã qua một cửa này mà trong lúc này thì việt tông và lão giả họ ngạn lại bắt đầu tán gẫu chuyện xưa một bộ trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng đúng lúc này có một chuyện khiến ngay cả hàn lập cũng ngạc nhiên phát sinh hai gã tu vi cao nhất Luyện hư kỳ đỉnh gia khác ở đây chẳng những là người từ bên ngoài đến hơn nữa vừa mới nghe đến tên Việt tông thì thở, bất quá hiện tại bọn hắn nghe xong mấy người khác truyền âm mới biết được nguyên nhân Việt tông có được danh khí như thế. Hai người cơ hồ đồng thời hai mắt sáng ngời, tiếp theo hai người lại âm thầm nói chuyện với nhau vài cao ca thì một gã trung niên nhân trong đó bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng đến chỗ đám người Việt tông. Ngươi là thợ săn ma thú nổi danh nhất ở đây, đối với ma kim sơn mạch khẳng định là phi thường quen thuộc. Người này vừa đi đến cách Việt Tông mấy trượng thì dùng ngữ khí bất hảo hỏi. Nổi danh là sự tình trước kia, ta đã hơn trăm năm không có tiến vào ma kim sơn mạch, hiện tại làm sao dám nói là quen thuộc. Tiền bối có chuyện gì không? Việt Tông tuy rằng trong lòng trầm xuống nhưng vẫn có thể bảo trì sự đúng mực trả lời. Mặc kệ người thực sự quen thuộc hay là giả bộ hồ đồ. Ngày mai ta cùng Miêu Đạo Hữu muốn đi vào Ma Kim Sơn mạch tìm kiếm chi tiên. Người phải theo cùng chúng ta đi. Người này hai mắt nhíu lại, Khâu khí bá đạo dị thường. Vừa nghe lời này, không riêng Việt Tông mà đám người cung trang nữ tử cũng thần sắc đại biến. Tiêm tiêm cùng Hàn Lập cũng giật mình, lão giả họ ngạn vẫn bảo chỉ được sự chấn định nhìn đối phương thần sắc trầm xuống hỏi. Các hạ nói lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ, tự nhiên là muốn sự trợ giúp của vị tiểu hữu này một chút. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy không ổn ư, cũng không biết gã dị tộc nhân này có chỗ ỷ lại nào mà dám đối mặt với tồn tại cùng dai với mình mà lời nói đồng dạng không chút khách khí chương 1610, ra tay, lão giả họ ngạn vẫn không nói cái gì mà quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Tại nơi đó còn có một gã dị tộc nhân cấp luyện hư kỳ đỉnh dai khác mặt không chút biểu tình nhìn về phía bên này, vừa đúng lúc cùng ánh mắt của lão giả va chạm với nhau. Đồng tử của lão giả chợt co lại, gã dị tộc nhân này ngoại trừ ra tay thô tháo, phía ngoài có một đạo lục văn ra thì khuôn mặt cũng không khác gì người bình thường. Trên người này mặc một kiện chiến giáp màu bạc lớn, phía trên đầy gai nhọn đỏ như máu, Mơ hồ có một cỗ khí tức huyết tinh phát tán ra, mà ánh mắt của dị tộc nhân này rất đờ đẫn, nhìn về phía bọn họ mà giống như nhìn một đống thi thể, căn bản là không có chút cảm giác nào. Cho dù lão giả vừa tiếp xúc với loại ánh mắt này thì cũng giật mình một cái. Lão giả họ ngạn trong lòng trầm xuống, lấy kiến thức của hắn tự nhiên là biết đối phương phần nhiều là tu luyện một công pháp tối lợi hại nào đó. Nếu không thân là tồn tại cùng giai với hắn, hắn cũng không có loại cảm ứng này. Lão giả bất động thanh sắc, đem ánh mắt nhanh chóng đảo qua các dị tộc khác ở phụ cận một cái. Mặc dù không phải tất cả người từ bên ngoài đều đến liên hợp cùng nhau nhưng trong số hơn 20 người thì có tới mười mấy người ngồi quanh gã dị tộc này. Lão giả liếc mắt qua một cái thì thấy phía mình bao gồm cả đám người Hàn Lập và Việt Tông thì chỉ có 7-8 người, sắc mặt có chút âm trầm. Theo hắn tính toán, cho dù tính thêm đám Việt Tông cùng Hàn Lập thì bất quá là có thể so cùng đối phương về mặt nhân số mà thôi, mà đối phương ngoại trừ hai gã thượng tộc cửu giai thì số lượng CT ồn tại cao giai cũng chiếm ưu thế hơn. Ngoài ra đối phương còn có mấy gã thượng tộc thất, bát giai. Mà bên này, ngoại trừ chính mình ra thì tu vi ngoài thất giai chỉ có một gã thủy chung không nói gì, là một đại hán to béo. Lão giả ngầm thở dài một hơi, biết đối phương chính là có ý định lấy mạnh đẻ yếu nên mới nhân cơ hội này, ngay cả trên đất của đối phương mà cũng không kiêng nể gì. Việt hiền chất cùng ta có một chút huyên nguyên sâu xa, lão phu không thể nhìn các ngươi mang hắn đi được. Hơn nữa ta cũng nhắc nhở đạo hữu một việc, nơi này là lôi vân hoa, không phải một cá nhân nào có thể tùy ý vọng động. Đạo hữu cho dù muốn nháo sự thì cũng phải tuân theo quy củ mới được. Lão giả rốt cuộc lạnh lùng mở miệng nói, quy củ, quy củ gì, sau khi nghe lão giả họ ngạn nói, dị tộc nhân kia hung quang chấp lé hỏi. Tại bản chấn, nếu hai người phát sinh tranh chấp thì chỉ có thể ra kỹ trận gần đây ganh đua cao thấp, ai thắng thì người đó có đạo lý lão giả lành lạnh nói ha ha ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu tử này cùng ta đấu pháp sao dị tộc nhân tóc xanh sau khi nghe xong thì ngẩn ra nhưng lại lập tức điên cuồng cười rộ lên việt hiền chất cùng các hạ đương nhiên không thể rồi đã quên nhắc nhở đạo hiếu ấn theo quy củ loại đấu pháp này chỉ có thể tiến hành giữa hai người có tu vi không sai biệt nhiều ngươi nếu như cố ý muốn việt hiền chất đi với ngươi nếu không tìm được một gã tu luyện giả khác cùng giai với việt hiền chất thì tự nhiên sẽ có lão phu thay mặt hắn xuất chiến Lão giả họ Ngạn đạm đạm nói: "Tu vi không sai biệt lắm, đây là quy củ của ai, nếu ta không đáp ứng thì sao?" Dị tộc nhân tóc xanh lặng đi một chút nhưng lập tức lộ ra vẻ giữ tợn nói: "Không đáp ứng như vậy coi như là quấy rối tại Lôi Vân Quý, tự nhiên sẽ bị chấp sự trưởng lão hội hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn mạch, hơn nữa còn trực tiếp bị đuổi ra khỏi đây." Đạo hữu có thể trực tiếp cùng trưởng lão hội đối chất. Lão giả họ Ngạn trong mắt tinh quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói: "Trưởng lão hội dị tộc nhân tóc xanh do dự một chút thì không khỏi xoay người lại nhìn một gã tộc nhân mặc chiến giáp hỏi một câu. Hắn có nói đúng không? Lôi vân chấn này thật sự có loại quy củ này ư? Khởi bẩm khuê tiền bối, nơi đây đích xác là có quy củ như vậy. Bất quá quy củ này được đặt ra khi mới tu tạo nên chấn này. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, cũng không còn ai nhắc tới việc này nữa. Người nói chuyện là một gã mặc hắc bào che kín toàn thân, người này tựa hồ đối với lôi vân quý cũng có chút quen thuộc, cung kính trả lời đám người cung trang nữ tử nhìn người này trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ người này ngay từ đầu đã ăn mặc cổ quái tiến vào nơi đây bọn họ lúc trước tưởng rằng đối phương cũng là người từ bên ngoài tới bây giờ vừa nhìn tựa hồ có chút không thích hợp rồi không nên nói cái khác ta chỉ muốn biết nếu ở chỗ này ra tay mà nói thì chấp sự trưởng lão hội có thật sự ra mặt quản việc này sao dị tộc họ khuê lạnh lùng hỏi cái này khó mà nói cũng có thể quản cũng có thể không bất quá nghe nói chấp sự mới tới là một người rất cứng nhắc nên sợ rằng xác suất rất lớn là sẽ ra mặt. Hắc bào nhân thấp giọng nói, nói như vậy, nào ngờ đúng là không thể động thủ ở đây được. Hảo, cứ ấn theo quy củ của các ngươi mà làm. Chờ sau khi chúng ta nhận xong ít lôi tán thì sẽ tự mình cùng đạo hữu luân bàn một chút. Nếu ta thắng thì Việt đạo hữu phải đi theo chúng ta. Nếu là thua mà nói thì chúng ta liền buông tha hắn. Dị tộc họ khuê nói, lão giả nghe nói như thế thì thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Việt Tông nói. Việt hiền chất, lão phu sẽ thay ngươi cùng đối phương tỉ thí một hồi, ý của ngươi như thế nào? Ngạn tiền bối, đối phương tìm ta, sao có thể khiến ngài dính dáng vào, cứ để ta tự mình thượng trận, cứ yêu cầu đối phương đổi người là được. Việt Tông cuống quyết lắc đầu nói, thay đổi người, ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Một là ta cùng hắn thay ngươi so đấu một hồi, hai là ta và ngươi luận bàn một hồi. Chỉ có hai sự lựa chọn này, không có lựa chọn thứ ba dị tộc nhân tóc xanh châm chọc một câu theo sau cực kỳ xúc phạm nói. Việt Tông nghe vậy không nói gì nhưng sắc mặt phức tạp dị thường. Hàn tiền bối, không thể để bọn họ đem Việt đạo hữu đi được. Nếu không có Việt đạo hữu dẫn đường thì trong giai đoạn ma khí phun trào này khó có thể kịp thời chạy tới nơi thánh giai ma thú nọ ẩn thân. Hàn lập đang đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thì bên tai đột nhiên có thanh âm của tiêm tiêm cấp bách chuyển đến. Hàn lập bất động thanh sắc hướng nữ tử này thoáng nhìn một cái. Chỉ thấy nữ tử này đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu đạo hữu cũng đánh giá ta quá cao rồi ta chỉ là thượng tộc thất giai mà thôi sao có thể ngăn cản được việc này hàn lập quay đầu lại mấp máy môi truyền âm nói hàn tiền bối cần gì giấu giếm ta vãn bối mặc dù tu vi thấp nhưng tin tức tự hỏi coi như là linh thông tiền bối lúc trước cứu vạn cổ tộc giáp tiền bối đã từng lấy sức một người trong nháy mắt chém giết mấy tên tồn tại cùng giai thần thông to lớn sợ rằng hơn xa thượng tộc cửu giai bình thường tinh tộc nữ tử cắn răng một cái đột nhiên nói ra lời làm cho hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn ánh mắt hàn lập ngưng trọng im lặng trong chốc lát rồi lạnh nhạt truyền âm nói nghĩ không ra ngươi lại điều tra về ta rõ ràng như thế ngay cả những chuyện này cũng biết được được rồi coi như vì thiên ngoại ma gia giáp mà ta sẽ giúp ngươi một lần đa tạ tiền bối tiêm tiêm nghe vậy thì mừng rỡ sau một khắc hàn lập đột nhiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói thật sự chỉ có hai loại này thôi ư hàn mẫu cảm giác được còn một lựa chọn thứ ba thì tốt hơn một chút việt đạo hữu cùng chúng ta đã có ước hẹn trước nên sẽ không đi theo các ngươi vừa nói xong hàn lập liền bước về phía trước đi tới trước người việt tông vừa nghe hàn lập nói đám người cung trang nữ tử cùng bạch diện thanh niên không khỏi hai mắt nhìn nhau mà việt tông thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn chỉ có lão giả họ ngạn nọ đầu tiên là sửng sốt nhưng lại lập tức nhìn hàn lập trên dưới đánh giá một lần nữa thần sắc có vài phần trần cờ ngươi là người phương nào muốn chê hay sao mà có ý định thay hắn cùng ta bàn luận. Dị tộc nhân tóc xanh nghe nói vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lập tức giận dữ chừng mắt nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, nhanh nọc nói. Tiếp theo hắn không đợi Hàn Lập nói thêm cái gì nã, đột nhiên tiến lên vung cánh tay tóm lấy Hàn Lập. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì mà bàn tay vừa vươn ra đã biến ảo to như cái quạt, năm ngón tay chìa ra đem cả thân thể Hàn Lập chụp lấy. Giữa năm ngón tay có hoàng quang chấp động rồi một cỗ cự lực từ hư không hướng về phía Hàn Lập đè xuống hàn đạo hữu cẩn thận lão giả họ ngạn cả kinh không suy nghĩ thêm gì vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng không kịp năm ngón tay của gã dị tộc kia đã chụp xuống nếu là luyện hư sơ kỳ bình thường thì đã bị dị tộc nhân tóc xanh này xuất kỳ bất ý đánh ra một chảo dưới cự lực đó mà thân hình lập tức bị không chế không có cách nào nhúc nhích được nhưng thân thể hàn lập mạnh mẽ sớm đã đến một cảnh giới khó tin được nên sao lại có thể bị công pháp này tóm lấy cho dù là có thể đè trên người hắn với lực lượng bạo tăng gấp mấy lần thì đối với hắn mà nói căn bản coi như không có. Cho nên đối với bàn tay đang phát ra tiếng ầm ầm bí mật mang theo một cố quái phong đang đè xuống kia, khóe miệng hàn lập chỉ nhếch lên hiện ra một tia cười lạnh. Một bàn tay từ trong tay áo thỏ ra, trong nháy mắt đen như mực rồi đẩy về phía trước. Một đạo hôi sắc quang hà chợt lóe lên sau đó tụ lại. Một cái đại quang thủ màu xám hiện lên trên đầu hàn lập đón đỡ hoàng sắc cự trưởng đang hạ xuống. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho ta." Dị tộc nhân tóc xanh thấy cử động của Hàn Lập thì trên mặt hiện lên một tia bạo ngược, trong mồm hét lớn một tiếng. Nguyên bổn hắn chỉ vận dụng bảy thành pháp lực thúc dục thần thông, lúc này thúc dục pháp lực trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, không giữ lại bất cứ gì nữa, một chút hướng về phía bàn tay ngưng tụ 10 thành linh lực. Ý định một kích này lập uy, đem Hàn Lập ép ngã xuống đất bàn tay màu vàng quang mang chợt lé rồi lại to thêm hai phần đánh lên bàn tay màu xám phía dưới mà lúc này đại quang thủ màu xám hợp năm ngón tay lại một màn dọa người xuất hiện lúc hai người va chạm không có phát ra thanh âm kinh thiên động địa gì mà ngược lại chỉ nghe một tiếng bịch bàn tay màu vàng vừa chạm tới quang thủ màu xám thì liền tiêu tán tiếp theo đại quang thủ chấp lên một cái rồi quỷ dị xuất hiện phía trên đầu dị tộc nhân tóc xanh nó vô thanh vô tức hạ xuống quang thủ chưa hạ xuống mà hôi sắc quang hà do nguyên từ thần quang biến thành đã ép xuống. Không thể nào, dị tộc nhân tóc xanh kêu lên thất thanh, không tin được đối phương chẳng những phá được thần thông đắc ý của hắn mà còn lấy một thân chi đạo hướng về mình phản đòn. Kinh sợ, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay đột nhiên nắm chặt hướng về không trung đánh lên, vù vù hai quyền toàn lực đánh ra. Hai cái quyền ảnh màu vàng ầm ầm rời tay hắn bắn ra nhằm thẳng đến hôi sắc quang hà điên cuồng công kích. Phốc phốc hai tiếng, hai quyền ảnh màu vàng vừa tiếp xúc với hôi sắc quang hà thì phảng phất như một đi không trở lại, sau khi chợt lóe lên thì biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt dị tộc nhân tóc xanh lộ ra vẻ hoảng sợ thầm kêu một tiếng bất hảo rồi lập tức nghĩ đến việc thi triển độn thuật tránh ra nhưng quang hà kia nguyên bổn chậm chậm lúc này lại chợt lóe lên, với tốc độ khó tin tới ngay trước mắt. Quang hà cuồn cuồn một vòng đem thân hình hắn quấn vào trong đó. Trong hôi sắc, lục sắc dị tộc cảm thấy hộ thể linh quang ngưng trọng, thân hình nhất thời không có cách nào di động được. Lúc này, bàn tay to nhất thời áp xuống hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm không khí phụ cận căng thẳng khiến hắn ngay cả hô hấp cũng không thể tùy theo một cỗ trọng lực không cách nào ngăn cản nổi bỗng nhiên đè lên hai vai phù phù một tiếng dị tộc nhân tóc xanh không có cách nào kháng cự nổi thế thái sơn áp đỉnh này mà gân cốt mềm nhún đầu gối tê dần một chút đã nửa quỳ ở trên mặt đất bàn tay to màu xám còn cách đỉnh đầu hắn có nửa thước gắt gao đặt trên hộ thể linh quang của hắn làm cho hắn không có cách nào nhúc nhích được dị tộc nhân tóc xanh sắc mặt tái nhợt rồi lập tức trở nên đỏ tươi cũng không biết là do hắn vận công quá độ hay là thẹn quá mà nên cả tòa đại sảnh tầng thứ ba đột nhiên lạnh ngắt như tờ phô luân chính là người tu luyện bản địa hay là từ bên ngoài đến đại bộ phận hai mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ trong đó lão già họ ngạn lại càng giật mình nhưng lại lộ ra một tia hỉ sắc còn gã dị tộc nhân họ khuê ở phía xa thì khóe mắt giật giật nhìn về phía hàn lập ánh mắt trở nên băng hàn như tuyết Tiêm tiêm thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, nàng mặc dù biết thần thông của Hàn Lập cực cao nhưng chỉ vừa ra tay đã lập tức áp đảo đối thủ cao hơn mình hai bậc thì lại vượt quá dự đoán của nàng, trong lòng có chút phức tạp. Việt Tông đồng dạng cả kinh không phải nhỏ, có chút run sợ nhìn Hàn Lập không nói gì. Về phần đám người cung trang nữ tử cùng những người khác thì đều trợn mắt há mồm nhìn lại. Hàn Lập đối với hết thảy việc này coi như là không nhìn thấy, chỉ nhìn dị tộc nhân đối diện trên mặt đất, bộ xương đang phát ra thanh âm ba ba. Hắn hai mắt nhất mị Người này sau khi bị đại quang thủ đè nửa quỳ trên mặt đất thì ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt ngoài vẻ giận dữ dị thường thì còn lộ ra vẻ cực kỳ oán độc. Đồng thời hộ thể linh quang của hắn chấp lên không thôi, coi bộ còn muốn mạnh mẽ đứng lên. Hàn Lập khóe miệng co quắp một chút, một tiếng hử lạnh. Lật, nguyên bổn cánh tay màu xám đang giơ lên, đột nhiên chuyển động. Nhất thời Cự đại quang thủ đang đặt trên người của dị tộc nhân tóc xanh thì đột nhiên năm ngón tay nhất thời co lại, sau đó bành trướng lên, một khắc sau liền biến ảo thành một ngọn núi nhỏ liền áp xuống phía dưới. ầm, um, một âm thanh trầm thấp vang lên. Hắc hồ sơn này xuất hiện trong chớp mắt nhưng là ngay lúc vừa hạ xuống chẳng những đem linh quang hộ thể của dị tộc nhân tóc xanh tán đi mà còn đem hắn đang nửa quỳ làm cho hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, ngọn núi nhỏ thoáng một cái thể tích đã bành trướng cao tới ba bốn trượng rồi nổ ầm um ầm um một tiếng đem dị tộc nhân tóc xanh đè dưới chân nói, chỉ lộ ra nửa cái đầu mà lầu các nguyên bản nhìn như bình thường cũng bị chấn động này làm cho run rẩy một trận kịch liệt tiếp theo đó sau bốn vách tường đều nổi lên một tầng linh quang màu trắng đồng thời có vô số cổ văn cổ quái từ bốn phương tám hướng tuôn ra nhưng lại lập tức biến mất ngay lâu bản trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ như trước nơi đây hẳn là có bố trí một cái cấm chế huyền diệu dị thường nếu không thì mới vừa rồi đấu pháp chỉ cần dư chấn của cự lực cũng đủ đã đem cả tòa lầu các này hủy đi vô số lần bây giờ tại hạ có lựa chọn thứ ba hay chưa hàn lập đem cánh tay thua hồi lại nhìn dị tộc nhân nằm dưới ngọn núi nhỏ lãnh đạm hỏi một câu nguyên bổn đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai nếu lúc bình thường giao thủ thì nếu là hàn lập không dùng mấy đòn sát thủ mà muốn đánh bại đối phương cũng phải tốn ít công phu nhưng hết lần này đến lần khác tên dị tộc nhân trước mắt lại tự phụ thân thể cường đại tại địa phương chật hẹp như thế lại không né tránh mà ngạnh kháng lại nên bị hàn lập dùng cự lực công thêm sự bá đạo của phạm thánh chân ma công nên tự nhiên là không chịu nổi một kích đến lúc hắn phát giác ra không ổn đang muốn bỏ chạy hoặc là muốn khu xử bảo vật khác thì tự nhiên đã trễ. Dưới cự lực của Hàn Lập cộng thêm nguyên từ thần quang tế ra thì chỉ có miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đâu có thừa sức mà làm chuyện khác nữa. Mắt thấy đồng bạn bị Hàn Lập hời hợt chế trụ, nam tử họ khuê ngồi phía xa xa trên mặt huyết quang chợt lóe lên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, khí tức huyết tinh xoay quanh thân thể bốn phía một chút liền trở nên dày đặc dị thường. Hắn từ từ đứng dậy, tựa hồ muốn đi tới chỗ Hàn Lập. Đám người cung trang nữ tử thấy vậy thì vẻ kinh hỉ nhất thời ngưng trọng lại. Sau khi thấy Hàn Lập triển lộ thần thông mà vẫn còn có thể không chút động lòng như thế thì chứng tỏ đối phương tuyệt đối có điều ỷ vào. Lão giả họ Ngạn nhìn nam tử họ Khuê, hai mắt híp lại nhưng lúc này Hàn Lập xoay đầu lại, trên mặt một chút dị sắc cũng không có. Mắt thấy nam tử họ Khuê đi tới một bước, không khí bỗng trở nên khẩn trương dị thường. Mười mấy người không thuộc phe nào cũng mở to hai mắt mà nhìn xung đột chuẩn bị xảy ra. Đạo Hữu đem bảo vật thu lại đi, nơi này là Lôi Vân Các, chính là nơi cấm động thủ đấu pháp. Nếu nhị vị muốn luận bàn thì chi bằng đến nơi chuyên bố trí ở bên cạnh đi. Nếu không các người đều bị hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn mạch. Một thanh âm nam tử xa lạ bỗng nhiên từ cầu thang truyền lại đây, thanh âm nghiêm khắc dị thường. Hàn Lập nghe nói thế thì thần sắc vừa động, mà nam tử họ Khuê phía đối diện cũng dừng bước. Đây chính là mẫn chấp sự trưởng lão mới tới. Hàn Đạo Hữu cũng dừng đi lão già họ ngạn ánh mắt chợt lóe lên rồi vội vàng mở miệng khuyên hàn lập khẽ nhíu mày liếc nhìn dị tộc nhân tóc xanh đang bị đè dưới núi cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay nhằm tiểu sơn chộp một cái phốc suy một tiếng hắt sắc tiểu sơn trong ánh sáng mờ ảo chấp động phảng phất như bọt biển tan biến đi dị tộc nhân thoát khỏi thì nhảy dựng lên mặt đỏ như máu gầm nhẹ một tiếng miệng hé ra nhất thời hoàng mang ẩn hiện như muốn trực tiếp công kích hàn lập hàn lập thấy vậy thì không có cử động gì chỉ cười hắc hắc một tiếng dừng tay ngươi không phải là đối thủ của hắn trở về đi nam tử họ khuê lạnh lùng nói một tiếng rồi dùng ngữ khí phân phó ra lệnh hắn vừa rồi thừa dịp ta chưa kịp chuẩn bị nên mới đắc thủ ta nhất định phải dị tộc nhân tóc xanh nổi giận căn bản không muốn nghe lời như thế nào người cảm giác ta nói không đúng sao nam tử họ khuê thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói một câu thanh âm này không lớn nhưng khi lọt vào tai dị tộc nhân tóc xanh thì lại làm cho hắn dùng mình vẻ mặt giận dữ trên mặt lập tức thu lại rồi sợ hãi nói không dám tiếp theo đó dị tộc nhân tóc xanh hung hăng chừng mắt hàn lập một cái rồi đi trở về chỗ cũ sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nếu vị đạo hữu này không muốn buông tha chi vị việt đạo hữu kia thì quên đi mới vừa rồi nghe lời các ngươi thì mấy người đạo hữu cũng không phải là vì chi tiên mà đến như thế mà nói đối với chúng ta cũng không có xung đột gì tại hạ cũng không muốn vô cớ mà cùng người khác động thủ hao phí pháp lực làm gì nhưng tiếp theo, nếu các hạ còn muốn ngăn cản trước mặt ta thì không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Nam tử họ khuê lành lạnh nói, sau đó đồng dạng xoay người ngồi xuống. Hàn lập nghe đối phương mở lời uy hiếp như thế thì chỉ sở sờ căm, cười mà không nói gì. Mà đám lão giả một bên nghe nói xong thì mới thật sự thở phào một hơi. Cung trang nữ tử khi nhìn Hàn Lập vẫn thản nhiên cười thì muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên từ phía cầu thang truyền lại thanh âm của vị mẫn chấp sự kia. Trừ thượng tộc bát sai, cửu giai ra thì những người còn lại muốn tiến vào ma kim sơn mạch đều phải thông qua kiểm tra ừ bây giờ ai muốn đi vào sơn mạch thì có thể lên lầu rồi một lần chỉ có thể hai người đi lên vị mẫn chấp sự này lời nói cực kỳ bình tĩnh nhung lập tức làm cho những người tụ tập nơi đây đều tao động một trận mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái thì lập tức có hai người một trước một sau đi lên lầu trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ cửa thanh lầu hai người này một gã là hóa thần trung kỳ một gã là luyện hư sơ kỳ đều không thuộc về phe lão giả cùng nam tử họ khuê. Số còn lại chưa kịp phản ứng thì trên mặt đều hiện lên một tia hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi trước một bước lấy được ít lôi tán thì tự nhiên là có lợi hơn. Tuy nhiên đám người còn lại cũng chỉ có thể thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi. Có người thì ngưng thần chú ý động tĩnh trên lầu, muốn nghe ra một vài manh mối nhưng không biết trên lầu bố trí cấm chế gì hay là việc kiểm tra này căn bản là không phát thanh âm mà phía trên rất yên tĩnh, một tiếng vang cũng không truyền xuống. Điều này làm cho mấy người phía dưới có chút thất vọng. Thời gian kiếm tra không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, sau nửa canh giờ mới có một người đi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới hắn, chỉ thấy quần áo trên người hắn bị nát vụn, phảng phất còn có mấy dấu máu, dĩ nhiên có vẻ như cùng vật gì tranh đấu qua. Trúc Đạo Hiếu, người kiểm tra như thế nào, có lấy được ít lôi tán không? Một gã quen biết cùng người này từ bên ngoài đến, không nhịn được đứng lên hỏi. Thông qua chính là thông qua rồi nhưng kiểm tra như thế nào thì mẫn chấp sự không cho tiết lộ, nếu không sẽ thu hồi ích lôi tán. Hơn nữa vô luân là có thông qua hay không, hễ người nào kiểm tra xong đều phải lập tức rời khỏi đây. Tạ Hà cũng không thể nói gì hơn, tên nam tử thoạt nhìn có chút chật vật chỉ hàm hồ nói vài câu rồi không chút do dự vội vã đi xuống lầu bỏ đi. Mà người vừa hỏi hắn nghe nói như thế thì cũng đành phải ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ hầm hực. Đợi một chút nữa, một người khác cũng đi từ tầng 4 xuống. Tuy nhiên không giống như gã trước, người này tu vi thấp hơn nhưng cả người lông tóc đều không bị đả thương nhưng vẻ mặt lại rất huệ ả. Bất quá người này không có dừng lại tại tầng 3 mà trực tiếp đi xuống lầu đi mất. Nhìn thấy tình hình quỷ dị như thế, trong lúc nhất thời nhiều người cấp bách nhìn qua người khác, cũng thử dùng ánh mắt dò xét đánh giá những người khác. Hiển nhiên tâm lý cũng trở nên lo lắng. Hai người tiếp theo, phía trên truyền đến âm thanh của mẫn chấp sự thúc giục. Ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi thấy không có ai đứng dậy thì lúc này mới khẽ nhếch mép, mỉm cười đứng lên, đi thẳng đến chỗ thang lầu đi đến. Bất quá hắn mới đi ra ngoài được vài bước thì chỉ nghe đằng sau cũng chuyển đến tiếng bước chân, tên đi theo lên này nói. Đạo hữu cần gì phải nóng lòng, có thể chờ vài người khác cùng lên trước rồi lên cũng không muộn. Hàn lập tựa hồ rất rõ ràng sau lưng là ai, đầu cũng không có quay lại nói. Tiền bối yên tâm, chuyện liên quan đến việc kiểm tra, ta trước đó đã hỏi thăm qua một ít nên đã có sự chuẩn bị. Thanh âm dễ nghe truyền đến, bất ngờ đúng là thanh âm của tiêm tiêm. Trường 1611, sơ nhập ma kim sơn mạch. Nếu đạo hữu nói như thế, xem ra là đã tính trước rồi. Nhưng thật ra hàn mỗ không có nhiều lo lắng. Hàn lập thấp giọng cười rồi không dừng lại chút nào, tiêu sái bước lên cầu thang. Tiêm tiêm mỉm cười, thước tha đi theo phía sau. Chỗ cửa tiến lên tầng 4 quả nhiên còn có một tầng quang mạc màu đỏ nhạt chắn ở nơi đó. Hàn lập khẽ cười, thân hình thoáng một cái đã xuyên qua quang mạc mà đi. Trước mắt hắn chợt sáng rực lên, phía trước chợt xuất hiện một phiến màu xanh ra trời. Vô luận là trên đầu hay là vách tường bốn phái đều trong suốt sáng long lanh. Đồng thời cũng có quang mang màu xanh, mà nơi đây có một cái pháp trận màu trắng thật lớn, cơ hồ bao phủ phạm vi hơn 20 chương, mà trong tâm trận có một người lẳng lặng đứng đó, cũng đưa mắt đánh giá hàn lập. Ánh mắt hàn lập chợt lóe lên rồi đem khuôn mặt của đối phương xem rõ ràng. Đây là một gã nho sinh, trang phục phương nghiêm, một tay đang cầm một quyển sách màu vàng, tay kia nâng một cái trận bàn màu vàng nhạt, tu vi cũng là luyện lưu kỳ đỉnh dai. Nguyên lai là đạo hữu lên đây, trên mặt nho sinh hiện lên một tia kỳ quái nói, như thế nào, đạo hữu nhận ra tại hạ, hàn lập mỉm cười lại một câu, cho dù lúc trước không nhận ra nhưng sau khi đạo hữu ra tay nơi này thì mẫn mỗ cũng không thể không nhận ra rồi. Đạo hữu có năng lực áp tồn tại cửu dai thì có thể tính là thần thông quảng đại rồi. Nho sinh cười nói, đạo hữu khen chật rồi nhưng không biết phải làm thế nào để kiểm tra tư cách của tại hạ hàn lập lơ đính hỏi thi kiểm tra lấy thần thông của đạo hữu thì cần gì phải kiểm tra nữa tự nhiên là trực tiếp được thông qua rồi nho sinh cười ha hà nói vừa nghe nói vậy hàn lập cùng tiêm tiêm khẽ giật mình như thế nào đạo hữu thật sự tưởng rằng tại hạ là loại người không biết quyền biết sao nếu đám bát cửu giai tồn tại phía dưới cũng có thể miễn kiểm tra thì các hạ cũng đương nhiên là không cần kiểm tra tiếp theo thì tốt rồi, đây là ít lôi tán của đạo hiếu. Nho sinh vừa mới nói hết, trên cuốn sách trên tay bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, một vật trực tiếp từ phía trên bay ra nhằm thẳng đến Hàn Lập phóng tới. Hàn Lập đưa tay ra chộp lấy vậy bay tới vào trong tay, trong tay có cảm giác có chút lạnh lẽo. Cúi đầu vừa nhìn, chính là một đem lãnh đạm ngân lôi địa tiêu ô, chỉ có kể ra tắc lớn nhỏ, từ bỏ tinh xảo dị thường mặt ngoài minh ẩn rậm rạp địa ký hiệu. Ta có mấy lời phải nhắc nhở đạo hiếu ít lôi tán phải nhận người làm chủ để tránh người khác cướp đi. Hơn nữa vật này sau khi nhận chủ thì chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng mà thôi. Qua thời gian này sẽ thành vô dụng, nói đúng là, đạo hữu tất nhiên phải từ trong sơn mạch quay ra trong vòng một tháng, nếu không cũng chỉ có thể ở trong đó chờ ma khí ma hóa, chính thức trở thành ma vật. Vị mẫn chấp sự này nào ngờ lại rất có trách nhiệm, kể lại phi thường rõ ràng chi tiết. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở, hàn lập gật đầu, cầm cái ô nhỏ trong tay hướng lên không trung ném đi, sau đó phun ra một đoàn tiên huyết hóa thành một phiến huyết vụ phun tới bao phủ lấy cái ô nhỏ màu bạc tiếp theo sau trong miệng hàn lập lầm bầm hai tay bắt quyết nhắm lên không chung 10 ngón tay liên tiếp búng ra từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau tuôn ra nhập vào trong huyết vụ cái ô nhỏ màu bạc điên cuồng bành trướng lên trong nháy mắt đã biến to ba thước đồng thời trong huyết vụ truyền ra thanh âm ầm ầm sương mù ngưng trọng rồi hóa thành vô số huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau vây lấy cái ô bạc quay tròn sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong đó trong phút chố, cái ô bạc toàn thân nổi lên một tầng huyết quang nhưng lại lập tức tán đi và khôi phục như thường. Hàn lập vươn tay thu lại, cái ô bạc thu nhỏ lại và nhắm cổ tay áo bay vụt đến, sau khi chợt lóe lên thì việc nhận chủ đã hoàn thành rồi. Nét mặt mẫn chấp sự hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút giật mình vì tốc độ hàn lập nhận chủ ích lôi tán cực kỳ nhanh. Bất quá một khắc sau, hắn liền khôi phục thần sắc như thường và đưa ánh mắt nhìn tiêm tiêm cau mày nói. Vị tiên tử này là tinh tộc nhân, hơn nữa tu vi cũng quá thấp, tiến vào ma kim sơn mạch khả năng vẩn lạc là rất lớn. Ta nghĩ tiên tử nên bỏ ý đinh đi vào đi, đa tạ hảo ý của tiền bối nhưng vãn bối lần này nhất định phải tiến vào ma kim sơn mạch. Tiền bối xe tô gì kiểm tra thì bắt đầu đi, tiêm tiêm nhìn mẫn chấp sự thi lễ rồi kiên trì nói. Nếu tiên tử đã nói như vậy thì mẫn mỗ cũng không nhiều lời nữa. Tại hạ có hai loại kiểm tra, một loại là tại hạ dùng pháp trận phóng thích huyến cảnh, chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ là thông qua. Một loại khác là trực tiếp cùng hai đầu khôi lỗi thú đấu một hồi, chỉ cần đánh bại chúng là thông qua. Chỉ cần thông qua một trong hai loại này là tiên tử đã vượt qua kiểm tra. Mẫn chấp sự chậm rãi nói, vãn bối lựa chọn cái thứ nhất, tiêm tiêm tựa hồ đã sớm có dự liệu nên không chút trần chờ nói. Như vậy đạo hiếu tiến lên trước ba bước là được, mẫn chấp sự gật đầu, tinh tộc nữ tử này vừa nghe nói thế thì theo lời, tiêu sái bước lên trước ba bước. Hàn lập ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe khi thấy nữ tử này vừa đi tới trung tâm pháp trận thì tâm niệm hắn chuyển động vài cái, chưa kịp ngẫm nghĩ gì thì Mẫn Chấp sự bỗng nhiên nhìn hắn nói: "Đạo hữu có thể xuống trước rồi. Khi tại hạ kiểm tra không muốn có người quan sát, mà có những nội dung liên quan đến việc kiểm tra mong đạo hữu không nên nói ra ngoài." Cái này là tất nhiên. Hàn Mỗ xin cáo từ. Hàn Lập Bất động thanh sắc gật đầu rồi tiến vào cửa thang lầu, sau lưng truyền đến một trận cấm chế ba động, cũng mơ hồ có tiếng thanh minh phát ra. Hàn Lập tùy ý quay đầu lướt nhìn một cái, chỉ thấy giờ phút này pháp trận trên sàn nhà hoàn toàn bất động, tầng tầng quang hà màu trắng hiện ra đem tinh tộc nữ tử cùng mẫn chấp sự hai người bao phủ vào khiến hắn cũng không có cách nào chứng kiến được tình hình bên trong mảy may. Hàn Lập thần sắc vừa động nhưng vẫn không chút dừng lại mà đi xuyên qua quang mạc xuống lầu. Hàn Lập vừa xuất hiện tại tầng 3 thì chỉ thấy rất nhiều ánh mắt hướng nhìn lại. Hàn Lập cười cười đồng dạng không có dừng lại tại đây mà tiếp tục đi xuống dưới lầu. Chỉ chốc lát công phu sau. Hàn Lập đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn, sau khi hơi dừng lại thì xoay người lại hướng về phía lầu các nước mắt một cái. Lầu các này có 5 tầng, tầng thứ 5 rốt cục có chứa cái gì? Không biết vì sao trong lòng Hàn Lập đột nhiên có ý niệm cổ quái như vậy nhưng rồi lại lập tức tiêu sái cười lắc đầu rồi liền đi dọc theo ngã tư đường từ từ đi về phía trước. Phỏng chừng đến lúc đám người Việt Tông kiểm tra xong thì vẫn còn một đoạn thời gian nữa, hắn tranh thủ đi tìm hiểu thông tin nơi này. Chấn này không lớn, chỉ cần chút xíu thời gian là liền có thể nắm bắt được đại khái hơn nữa hắn đối với tên thánh tộc đưa ra phần thưởng chi tiên kia cũng có chút tò mò mặc dù không nghĩ đối phương có quan hệ gì nhưng đứng từ xa liếc mắt một cái hẳn là không phải là việc gì khó trong lòng nghĩ như thế hàn lập liền đi dọc theo ngã tư đường đi về phía trước hai bên ngã tư đường cửa hàng cũng không nhiều lắm hơn nữa đại bộ phận là một vài cửa hàng bán tài liệu ma thú mấy cửa hàng này cũng không lớn hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ nát hiển nhiên cũng đã lâu năm rồi. Bất quá cũng may nơi ngã tư đường vẫn có một số người tu luyện thấp dài đi lai, bọn họ thỉnh thoảng vẫn ra vào cửa hàng nên sinh ý cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Hàn Lập vừa đi được hơn phân nửa ngã tư đường, khi đi ngang qua một cái đại trạch viện thì đột nhiên hai mắt nhất mị, sắc mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn dùng thần niệm đảo qua nơi đây thì lại bị một tầng cấm chế cổ quái cản trở mà cấm chế này lại cao minh dị thường, cho dù hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đó cũng không có cách nào nhất thời nửa khắc có thể xông vào. Xem ra nơi này chính là nơi tên thánh tộc kia đang ở rồi. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ rồi không khỏi đưa mắt đánh giá nơi đây thêm vài lần. Đáng tiếc, cửa trạch viện đóng chặt hơn nữa cấm chế xâm nghiêm, căn bản là không nhìn ra bất cứ đồ vật gì, cũng không biết tên thánh tộc kia có đang ở trong đó hay không. Hàn Lập cũng không dừng lại thêm mà chỉ như thong dong đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hàn Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại lầu các. Kết quả khi hắn đến đó thì ngoại trừ tiêm tiêm và Việt Tông ra thì phụ cận cũng không còn ai nữa. Như thế nào, Việt Huynh không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi sao? Hàn Lập như nhìn ra cái gì hỏi, tiền bối nói không sai. Khi ta lên, mẫn tiền bối nói ta danh khí đủ lớn, không cần kiểm tra nữa. Nếu không, vãn bối mặc dù lên lầu cũng không thể đi ra nhanh như vậy. Vãn bối còn chưa đa tạ tiền bối tương trợ, Việt Tông không người, thần sắc đối với Hàn Lập càng thêm cung kính vài phần. Không có gì, chuyến đi này có thể rất bổ ích với đạo hiếu. Tiêm đạo hiếu, người hẳn cũng đã lấy được ích lôi tán rồi chứ. Hàn Lập khoát khoát tay, hỏi tiêm tiêm một câu, cái này là tự nhiên. Ảo trận đó mặc dù lợi hại nhưng ta mới tu luyện thành vài loại bí thuật thanh tâm chấn thần nên việc kiên trì một đoạn thời gian thì không thành vấn đề. Tiêm tiêm hời hợt nói, nếu như vợ chúng ta nên lập tức xuất phát đi thôi. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, Vãn bối cũng đang có ý này. Tiêm tiêm nở nụ cười, Việt Tông cũng ngừng trọng gật đầu. Ba người không hề trần chờ, cùng nhau độn quang rời đi, tiếp tục bay về phía trước vài dặm rồi hòa vào trời xanh không thấy bóng dáng. Sau khi phi hành về phía trước hai mươi mấy dặm thì phía trước dần xuất hiện sương mù mỏng manh đồng thời có tiếng sấm chuyển đến đinh tai nhức óc. Ba đạo độn quang từ chôn sương mù bắn ra, Hàn Lập vừa nhìn rõ ràng tình hình phía trước thì không khỏi hít một hơi lanh. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng, trên không trung tất cả đều là thanh sắc điện quang chớp động không ngừng, đồng thời tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất như vô cùng vô tận. Nơi bọn họ muốn đi vào chính là một thế giới toàn lôi điện mà không có vật gì khác. Việt Tông thấp tiếng nói rồi há miệng phun ra một cái ô màu bạc, thoáng một cái đã hóa thành một đoàn ngân quang đem toàn thân hắn bảo hộ ở trong đó rồi nhằm hướng bên cạnh bay lên. Hàn lập cùng tiên tiêm ngạch cũng đồng dạng làm phép, cũng thả ra ít lôi tán của mình mà đi theo. Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi điện đi ra và xuất hiện ở trên không trung của một ngọn núi màu đen. Quang mang sau khi thu liếm thì ba người Hàn Lập hiện hình ra, trôi nổi trên trời cao. Đây là mà kim sơn mạch, Hàn Lập đảo mắt qua mọi nơi rồi nổi một câu, chương 1612, quả ma xuất hiện. Trên mặt đất, trong vòng ba bốn trăm trượt, tất cả đều là một mảnh đen tuyền do một tầng xương mù đen dày đặc bao phủ mà ngoài ba bốn trăm trượng đang có hai bóng người phiêu đáng hoàn toàn ngăn cách với sương mù giống như âm dương lưỡng giới cách ly nhau. Hàn lập thần sắc vừa động, cúi đầu xuống phía dưới chân mình. Chỉ thấy núi lớn dưới chân mình chỉ có non nửa bộ phận lộ ra, hơn phân nửa còn lại đang bị hãm sâu trong vụ hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trong phạm vi bốn mươi trượng, hơn nữa cảnh vật, cây cối, núi đá đều mơ hồ dị thường. Xuống sâu thêm một chút nữa thì chỉ thấy một phiến tối đen. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi trong đồng tử lam quang chợt lóe lên, hắn đã thi triển Minh Thanh Linh Mục Thần Thông, nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng đều trở nên rõ ràng. Bất quá, Hàn Lập lại nhíu mày, trong chỗ sâu ngoài trăm trượng vẫn chỉ là một mảnh mông mông lung lung, linh mục cũng không thể trực tiếp xuyên thấu qua. Về phần thần niệm quét xuống dưới thì chỉ xe tô thể xâm nhập vào hơn 10 trượng, sâu hơn là lập tức bị bài xích đẩy ra. Thậm chí trên trời cao nơi hắn đang đứng, Tại nơi ít bị hôi sắc ma khí ngăn cản thì thần niệm lan tỏa tứ phía cũng bất quá chỉ bao phủ được hơn một dặm. Căn bản là không bằng sử dụng linh mục thần thông, theo đó thì đúng là có chút phiền phức. Vạn nhất gặp phải đám cao dai ma thú am hiểu ẩn nặc thì cho dù hắn cũng không thể lập tức phát hiện ra được. Hàn lập âm thầm cân nhắc một hồi, đúng lúc này Việt Tông nói, tiêm tiên tử, đem địa phương sắp đi tới nói cho tại hạ đi. Việc này là tự nhiên, hiện tại không nói cho đạo hữu thì tiểu muộn còn thuê Việt huynh dẫn đường làm gì tiêm tiêm lập tức một tay vừa lật lại đem ra một khối thạch phiến hướng về phía việt tông ném tới việt tông giơ một tay tóm lấy đem vật ấy nắm vào trong tay rồi đặt lên trên trán một lúc nhắm hai mắt lại dùng thần niệm chui vào trong đó hàn lập sau khi xác định phụ cận không có ma thú nào thì mới thu hồi ánh mắt đứng ở một bên thản nhiên nhìn việt tông là khu vực này sao nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong khu vực ngoại vi sơn mạch một lát sau việt tông mở hai mắt thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường Việt Huynh đã từng chân chính xâm nhập vào chỗ sâu trong sơn mạch mấy lần, lần này mang theo nhóm chúng ta đến khu vực đó mà lại có vấn đề ư. Nghe nói vậy, tiêm tiêm lại khẽ cười nói, nếu không phải lúc ma khí bùng nổ thì tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thì khác, tiến vào nơi sâu như thế thì cần phải mạo hiểm nhất định, hơn nữa cửa vào khu vực này cũng khá xa, trên đường đi khẳng định là không thể hoàn toàn yên ổn. Việt Tông thở dài một hơi nói, cho dù là có thể gặp nguy hiểm nhất định nhưng cũng không khẳng định là sẽ gặp cao dai ma thú. Chúng ta nếu đã tới đây thì tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Đạo hữu đối với ma kim sơn mạch đã quen thuộc, lộ tuyến thường đi như thế nào thì cũng chỉ có thể trông vào Việt huynh mà thôi. Tiểu muội chỉ cầu trong vòng 10 ngày đi tới nơi được nơi này. Tiêm tiêm cười nói, tiên tử quá tin tưởng ta rồi. Việt Tông nghe vậy thì cười khổ một tiếng, tùy theo bản năng nói. Trong ba người, người tu vi cao nhất chính là Hàn Lập, hơn nữa lúc trước đã hiển lộ thần thông kinh người nên làm cho vị thợ săn nổi danh ở Ma Kim Sơn mạch này tự nhiên thêm kính sợ, trước tiên hỏi ý kiến Hàn Lập. Ta cũng không có ý kiến gì, Việt đạo hữu cứ quyết định đi. Hàn tiền bối cũng nói như thế thì vãn bối không khách khí nữa. Nếu thẳng tắp đi trực tiếp xuyên qua thì nguy hiểm là quá lớn. Còn nếu đi men theo ngoại vi Sơn mạch thì tuy rằng an toàn hơn rất nhiều nhưng thời gian lại có thể không kịp, không thể trong vòng 10 ngày có thể đi tới được. Như thế mà nói, Chúng ta chỉ có thể lựa chọn lộ tuyến trung gian mà đi. Nói như vậy, nguy hiểm có thể thấp nhất mà thời gian cũng có thể đạt yêu cầu. Việt Tông sau khi cân nhắc một chút thì nói: "Hảo, cứ theo lời Việt huynh nói đi." Tiêm Tiêm gật đầu đồng ý nói mà Hàn Lập cũng không nói gì thêm. Sau đó Việt Tông lại cùng hai người cẩn thận trao đổi một ít chi tiết nữa, cũng dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong sơn mạch, sau đó ba người độn quang cùng nhau nhắm phía trước mà bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, bất quá được một canh giờ tại địa phương phụ cận khác có bốn người từ trong lôi điện thế giới chạy ra đầu tiên bốn người này cẩn thận đánh giá bốn phía rồi tụ tập lại nói vài câu dẫn đầu là một gã luyện hư trung dai mặt đen đại hán này vung tay lên rồi bốn người đều tự lấy ra một cái pháp bàn hướng một phương hướng khác phi độn mà đi cứ như vậy trong thời gian kế tiếp cứ cách mỗi hai canh giờ lại có bóng người vọt vào ma kim sơn mạch bọn họ có lẽ đơn phương độc mã có đồng bạn trong đó nhân số nhiều nhất tự nhiên là đám người do tên nam tử họ khuê kia dẫn dắt. Tiếp theo chính là đám tu luyện giả bản địa do lão giả họ ngạn cùng một đám người của lôi vân quỹ. Bất quá hai đám người này sau khi tiến nhập vào ma kim sơn mạch thì lại tán mà không tụ tập cùng một chỗ. Ba ngày sau, tại một nơi trong ma kim sơn mạch, trên tầng trời thấp đột nhiên truyền đến âm thanh bạo liệt trầm thấp. Chỉ thấy vô số đoàn bạch quang nhỏ đồng thời bạo liệt hóa thành một cơn lốc lớn, trong cơn gió lốc cùng tiếng nổ lớn, vô số phong nhận từ trong đó vọt ra. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết từ trong cơn lốc truyền ra, hơn 10 cái tàn thi ma thú từ trên không trung rất thẳng xuống, đảo mắt một cái đã rơi vào phía trong vụ hải không thấy đâu. Phốc suy một tiếng, cơn lốc giống như bọt biển bắn tán loạn đi. Trên không trung hiện ra ba đạo nhân ảnh, trong đó một người tay cầm một viên châu màu trắng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng là Việt tông, bên cạnh là Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng đang huyền phù tại không trung. Mà Tiêm Tiêm trên người nàng lúc này có thêm một cái chiến giáp màu đỏ nhạt, trên đầu vai xuất hiện một con quái điểu toàn thân đen thui, miệng màu hỏa hồng, hai mắt màu vàng. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Việt Tông cầm viên châu trong tay thu lại. Phụ cận còn một ít hơi gió lập tức hoàn toàn biến mất. Có chút không thích hợp, Việt Tông trầm thấp nói. Không thích hợp, lời này là có ý tứ gì? Không phải chỉ là mấy con đê dai ma thú hay sao? Mấy ngày trước đây, chúng ta cũng không phải đã đánh chết vô số rồi sao? tiêm tiêm kỳ quái hỏi ngược lại, nếu là đê dai ma thú bình thường thì tự nhiên là không có gì không ổn nhưng mấu chốt là quần ma nha này trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở ngoại vi sơn mạch à? Chúng luôn luôn sinh sống sâu trong sơn mạch, loại phi hành ma thú cao dai kia cũng sẽ đồng dạng hiện thân mới đúng. Cho nên mới vừa rồi ta mới không để cho nhị vị đạo hữu ra tay, hơn nữa còn toàn thân đề phòng. Việt Tông giải thích nói, có thể là do ma điều này hành động một mình hay không hay là đây là Việt Huynh lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này tuyệt không có loại sự tình này, loại ma nha này là ma điểu sống sâu trong sơn mạch. Không riêng gì ta mà rất nhiều người vào ma kim sơn mạch đều biết tập tính của loại ma nha này. Việt Tông liên tục lắc đầu nói, cho dù xuất hiện dị tượng thường thì nó nói lên điều gì. Hàn lập ánh mắt chợt lóe lên hỏi, cái này khó nói, hoặc là tam đầu hoan cầm đầu quần ma nha này đã bị diệt sát, chúng vô pháp tìm được tam đầu hoan khác nên chúng nó không thể tiếp tục sinh tồn sâu trong núi non, bị bức bách mà trốn ra nơi đây, hoặc là quần ma nha này bị tam đầu hoan mạnh mẽ điều động mới vi phạm tập tính mà hiện ra nơi đây. Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói. Nga, Việt Đạo Hữu cảm thấy được là loại nào? Hàn Lập nở nụ cười cười lơ đánh hỏi. Giả thiết thú nhất có khả năng phi thường nhỏ. Dù sao trong hàng đê dai ma thú, ma nha ngoại trừ bay nhanh một chút thì không tính là cường đại. Một khi mất đi sự che chở của tam đầu hoan thì chúng nó không thể sống được để chạy từ sâu trong sơn mạch ra đây các ma thú khác bên trong cũng không phải là ngồi không việt tông khẳng định nói nếu đám ma nha này bị cường đại ma thú khác sai xử thì là chúng ta đang bị con ma thú này theo dõi hai mắt hàn lập nhíu lại một đám hàn quang chấp động chỉ sợ là như thế hơn nữa con ma thú này tựa hồ linh trí cũng không thấp việt tông nghiêm nghị nói việt đạo hữu cảm thấy chúng ta nên xử lý việc này như thế nào tiêm tiêm nhíu mày hỏi chúng ta nên gia tăng độn tốc xem có thoát khỏi ma thú này không dù sao con thú này có linh trí, xuất hiện nơi đây có lẽ là có nguyên nhân gì đó, cũng vô pháp vứt bỏ được nó, cũng chỉ có cách đánh chết nó mà thôi. Nếu không vạn nhất con thú này đưa tới ma thú khác hoặc là thủy trung ẩn núp ở phía sau thì đều là họa lớn. Ha ha, cũng may là có hàn tiền bối, vãn bối mới dám đề nghị như thế. Đổi thành là vãn bối thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Bất quá cái loại biện pháp này phi thường hao phí thời gian, không thích hợp cho chúng ta lúc này. Việt Tông nở nụ cười, cũng định hót Hàn Lập một câu. Hàn Lập nghe xong cũng lộ ra vẻ giống như cười nhưng không có trực tiếp nói cái gì mà là quay đầu hướng tiêm tiêm một bên hỏi một câu. Tiêm tiên tử, người cảm thấy đề nghị của Việt đạo hữu như thế nào? Việt huynh đối với ma thú nơi này rất hiểu biết, khẳng định là trên ta rất nhiều. Mà lấy thần thông của Hàn tiền bối, chỉ cần không gặp phải thánh giai ma thú thì hẳn là cũng không sợ hãi. Tiêm tiêm thản nhiên cười nói, nếu nhị vị đạo hữu đều thấy được thì Hàn mỗ cũng không có ý kiến gì khác. Hàn Lập sờ sờ căm từ chối cho ý kiến đồng ý nói. Một khi đã như vậy, chúng ta nên hành động đi thôi. Đáng tiếc là chúng ta phi độn không thể quá nhanh để tránh cho ma thú khác chú ý. Bằng không với tốc độ cao nhất, chỉ cần không phải là ma thú am hiểu phi hành thì hẳn là có thể bỏ qua. Việt Tông có chút tiếc nuối nói, lời này của hắn thật ra không giả. Hàn Lập không nói gì, chẳng những độn tốc bay nhanh hơn nữa thanh sắc độn quang còn có vô thanh vô tức, một bộ vẫn còn dư lực. Việt Tông dưới chân có thêm một đôi bạch sắc pháp luân, bạch sắc quang hà chấp động, độn tốc cực nhanh có vẻ không dưới luyện hư kỳ. Mà trong tay tiêm tiêm lại có thêm một cái kim sắc tiểu phiên. Trong linh quang chấp động hóa thành một đạo kim hồng nhạt như không thấy, một cái chấp động liền ra xa vài chục trường. Độn tốc cực nhanh, dĩ nhiên là bắt kịp hàn lập. Ba đạo độn quang phá không phi hành, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà cơ hồ cùng trong lúc đó, ước chừng ngoài 10 dặm trong một tòa tiểu sơn phía dưới, ở sâu trong hắc sắc vụ hải, ở một địa phương tối đen như mực bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, đồng thời lộ ra hơn 10 con yêu nhãn màu đỏ tươi ướt át. Chương 1613, Đa nhãn ma. Ba người Hàn Lập một hơi bay ra mấy trăm dặm cho tới khi bị một đám chuột bay quấy nhiễu ở trên một đỉnh núi. Đám ma thú này thể tích rất lớn, bộ dáng rất giống sóc nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh rơi, đồng thời miệng đầy răng nanh, có vẻ hung ác khác thường. Đương nhiên đề dai ma thú bực này tự nhiên sẽ không được Hàn Lập để trong mắt thậm chí không cần hàn lập ra tay, trên người tiêm tiêm vô số kim mang đột nhiên lóe lên rồi như bạo vũ bắn đi, một chút đã đem đám chuột bay này đánh cho tan nát. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh này thì Việt Tông lại không lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại sau khi phi hành được một đoạn lộ trình ngắn thì dừng phi hành pháp luân dưới chân rồi nhìn hai người bên cạnh thở dài một hơi nói. Tiêm tiên tử, hàn tiền bối, chúng ta không cần phi hành về phía trước nữa. Mà thú kia Thủy Trung vẫn đi theo phía sau, hơn nữa độn tốc cũng không chậm, chỉ bằng độn tốc hiện tại của chúng ta thì không thể bỏ rơi nó được. Đạo hữu khẳng định, thanh quang chợt tắt, Hàn Lập cũng từ trong độn quang hiện ra mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt hiện lên một tia dị sắc khó có thể phát hiện ra. Không sai, Vãn Bối tuy pháp lực không cao nhưng trên phương diện cảm ứng cùng truy tung ma thú thì tự cho là có chút thủ đoạn. Việt Tông khẳng định nói, Tiêm Tiêm nghe vậy thì thần sắc có chút âm trầm, Hàn Lập trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm không nói gì. Kỳ thật không cần Việt Tông nói hắn cũng cảm giác rất rõ ràng ở phía sau bảy tám dặm đích xác có một đầu ma thú đang đuổi sát theo. Đừng tưởng thần niệm của hắn không thể thả ra xa nhưng bằng minh thanh linh mục thì vẫn có thể nhìn thấu ma khí mà mơ hồ chứng kiến thấy thân ảnh của nó. Ngay cả cho dù con thú này Thủy chung vẫn giấu mình phía dưới hắc phụ, đồng thời cũng thường tránh ở phía dưới núi nhưng do thân hình quá lớn nên làm sao có thể che giấu hết được. Trái lại qua một phen thử thách vừa rồi, Hàn Lập đối với vị Việt Tông này cũng có chút tin tưởng xem ra đối phương có thể nhiều lần bình yên ra vào ma kim sơn mạch như thế thì thật sự cũng có chút bổn sự khó trách tiêm tiêm nhất định mướn người này hàn tiền bối xem ra chúng ta phải bố trí cái bẫy đem ma thú này đánh chết đi tiêm tiêm nhìn hàn lập cẩn thận hỏi một câu bố trí bẫy cần gì phải phiền toái như vậy nếu con thú này khiến chúng ta bị chú ý thì ta qua đem nó giết đi nhị vị ở chỗ này chờ ta một lát hàn lập thản nhiên nói rồi bỗng nhiên sau lưng hào quang chợt lóe một đôi cánh trong suốt liền hiện lên hai cánh nhẹ vẫy một cái nhất thời một tiên sét đánh chuyển đến hàn lập hóa thành một đạo hồ quang bắn ra chỉ sau mấy cái chấp động đã ra xa mấy trăm trượng rồi lại một tiếng sấm trầm thấp nữa vang lên thì hàn lập đã biến mất vô ảnh vô tung tinh tộc nữ tử cùng việt tông thấy vậy thì có chút giật mình một mình hàn tiền bối muốn đối phó với đầu ma thú kia tuy rằng đầu ma thú kia không có khả năng là thánh giai nhưng là một trong số ít cao giai ma thú có thần thông lợi hại khác thường thậm chí là hơn xa tu luyện giả cùng dai. Việt Tông thì thào một tiếng, bộ dáng có chút lo lắng. Nếu hàn tiền bối tự tin như thế thì hẳn là có thể nắm chắc. Tiêm tiêm chậm rãi nói, tựa hồ đối với hàn lập có chút tin tưởng. Việt Tông nghe xong thì tuy không nói gì thêm nhưng vẫn nhíu mày. Đúng lúc này, từ xa á chợt truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm. Tiếp theo là một tiếng giống kinh sợ phát ra nhưng sau đó lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết rồi lại bỗng nhiên dừng lại, phía xa xa lại lập tức yên tĩnh trở lại. Loại tình hình quỷ dị này làm cho Việt Tông và Tiêm Tiêm không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lại một lúc lâu sau, trong lúc hai người đều có chút bất an chờ đợi thì trên không trung xa xa linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng bắn nhanh mà đến. Là Hàn Tiền Bối, Việt Tông vừa thấy màu sắc độn quang thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng biểu tình trên mặt lại có chút quỷ dị. Tiêm Tiêm lúc này không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt chấp động không chừng nhìn đạo thanh hồng xa xa đang phóng tới. Sau một tiếng xé gió và mấy cái chấp động, đạo thanh hồng đã đi đến chỗ hai người. Sau đó thanh quang chợt tắt, thân hình hàn lập hiện ra. Việt đạo hữu nhìn xem, đây là ma thú gì mà bộ dáng có chút kỳ lạ. Hàn lập nói xong, cánh tay vung lên ném ra một đám đen tuyền gì đó mang theo một cỗ khí tức huyết tinh. Việt tông cả kinh nhưng không lưỡng lựa đón lấy vật này nhìn một chút. Nhất thời vật kia lơ lửng ở giữa không trung, tinh tộc nữ tử cũng vội ngưng thần nhìn lại. Đây rõ ràng là một cái đầu ma thú hình tròn, trên đầy lông mau như nhung, hai tai dài, nhìn rất giống đầu khỉ nhưng sau khi nhìn phía sau thì làm cho người ta hít vào một hơi sâu, sau lưng phát lạnh không thôi. Cái đầu này gương mặt lại không có mũi miệng, cả mặt che kín toàn lông mau, rõ ràng là chỉ có hơn 10 cái yên mục màu đỏ nửa khép nửa hở. Số yêu mục này phần lớn đồng tử còn lưu huyết, hơn nữa trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đa nhãn ma, đúng là loại ma thú này. Loại ma thú này trời sinh tinh thông nhiếp hồn thuật mê hoặc. Cho dù là ở sâu trong ma kim sơn mạch thì cũng phi thường hiếm thấy, chẳng thể trách đám ma nha này lại bị sai xử. Việt Tông liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó, hoảng sợ giật mình nói. Đa nhã ma, ta nói con thú này vì sao ngay từ đầu liền không ngừng nhấp nháy yêu mục, nguyên lai là tính toán thi triển nhiếp hồn thuật với ta. Sách xác đối với ta mà thi triển thuật này thì xem như không gặp may đi. Hàn lập cười hắc hắc lơ đễnh nói, bất quá tiền bối cũng thực sự là cao thâm rồi, vừa đi một lúc, cơ hồ chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã đem một con cao dai đa nhãn ma chém chết con thú này chẳng những tinh thông mê hồn thuật mà thân mình còn có vài loại thần thông quỷ dị phi thường khác cho dù tu luyện giả cao dai hơn một bậc so với con thú này mà gặp phải nó thì cũng cảm thấy đau đầu việt tông thần sắc vẫn đang có chút quỷ dị nói phải không cái này ta thật không biết ta căn bản không cho nó thời gian thi triển thần thông gì hơn nữa mà thú này pháp lực bất quá vào tầm thượng tộc bảy tám giai gì đó không coi là rất cường đại hàn lập lại đạm bạc nở nụ cười Việt Tông nghe được lời này thì nhất thời có chút hết chỗ nói. Danh đầu của đa nhãn ma này tiểu muội thật ra cũng đã nghe nói qua một lần. Nghe nói trên người nó tài liệu tối quý hiếm chính là con mắt mê hồn này. Đây chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Đáng tiếc không phải là thánh giai đa nhãn ma, nếu không thì có thể lấy chúng luyện chế ra một kiện dị bảo tiếp cận linh bảo. Tiêm tiêm bỗng nhiên cười nói, tiêm tiên tử nói dẫn rồi, nếu thật sự đụng tới thánh giai đa nhãn ma thì ta vẫn chỉ có thể nhanh chân chạy xa rồi ha ha, mặc kệ nói như thế nào, hàn mỗ thật có vài phần nhãn lực, vẫn chưa đem cái tài liệu tối trọng yếu này ném đi nhưng thật ra thi thể con thú này đã rơi xuống sâu trong ma khí, không dễ lấy lắm. Hàn lập cười nói, nếu đa nhãn mà bị thu thập hết rồi thì lộ chính tiếp theo sẽ an ổn hơn nhiều. Bất quá cũng may là tiền bối đã đem ma thú này giải quyết đi vì loại ma thú này am hiểu nhất là liên hợp với các ma thú khác, hơn nữa phi thường thù dai, một khi nó mà đào thoát được thì hậu hoạn vô cùng bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta nên lập tức rời đi thôi. Một phen tranh đấu vừa rồi có thể đưa tới các ma thú khác. Việt Tông cẩn thận nói, Việt Huynh nói có lý, Hàn tiền bối, chúng ta lên đường thôi. Tiêm tiêm nghe vậy thì đồng ý nói, Hàn Lập cũng không có suy nghĩ khác, gật đầu đồng ý, tay áo bảo run lên, một mảnh thanh hà thổi qua, đầu ma thú bỗng nhiên biến mất ở trong thanh quang. Ba người độn quang tái khởi tiếp tục bay về phía trước. Ba người Hàn Lập cũng không biết, sau khi bọn hắn vừa mới đi thì được gần nửa ngày sau thì bỗng nhiên có một tiếng tiêm minh từ một phương hướng khác truyền đến. Tiếp theo là một đám hắc sắc vân vụ từ trên cao cuồn cuộn kéo đến, phô thiên cái địa, nhất thời đem phạm vi không trung vài dặm tất cả bao phủ trong này. Sau một tiếng thét chói tai, từ trong vân vụ kịch liệt quay cuồng một trận rồi mười mấy đạo quang hắc sắc quang trụ bỗng nhiên từ trong vân vụ phun xuống, một chút đánh xuống phía dưới Vụ Hải. Chỉ thấy nơi nào quang trụ đi qua, hắc sắc ma khí lại sôi trào lên rồi giạt ra hai bên tiếp theo cột sáng tại một địa phương quét qua một trận trong phạm vi mấy trăm trượng thâm hắc ma khí đều bị càn quét để lộ ra phía dưới một cái thi thể ma thú không đầu phần dưới thi thể này giống như một con cử mãng màu xanh biếc nửa phía trên lại giống như thần lằn hai cánh tay một lớn một nhỏ nằm hai bên ngón tay có màu xanh biếc sắc bén dị thường vừa thấy thi thể ma thú này trong đám vân vụ trên không trung phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thương thanh âm giống như quỷ khóc cực kỳ thê lương là ai là ai giết con ta ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách. Thanh âm tuy khó nghe dị thường nhưng có thể nghe ra đó là một thanh âm già nua của một lào già. Cửu dạ, ngũ khấp, lập tức tìm ra tung tích hung thủ, chúng ta lập tức truy tung theo bọn chúng, thôn vệ bọn chúng. Lão giả như hung thần ác sát lớn tiên quát, dạ, tuân mệnh, một thanh âm một nam một nữ xa lạ cũng từ trong đám hát sắc vân vụ truyền ra rồi lập tức từ trong đám vân vụ bay ra hai luồng quang cầu màu đỏ bên trong mơ hồ có hai đạo nhân ảnh, chợt lóe lên rồi hạ xuống chỗ thi thể không đầu. Độn quang chợt tắt hiện ra hai quái vật nửa người nửa thú. Một gã trên đầu có một đôi cự giác đen thui, cao lớn vạm vỡ, trên thân mặc một kiện áo giáp màu đen, nửa trên so với nhân tộc thì không khác gì nhưng hai cái đùi lại là chân thú, đầy lông lá cứng rắn. Kẻ kia là một nữ tử dáng người thanh thoát, mặt như hoa đòa, chỉ là hai mắt xanh biếc, hai tai dày, đồng thời sau mông lại có một cái đuôi màu vàng, hai người vừa hạ xuống đất đã vây quanh thi thể chạy quanh một vòng một lát sau nam tử kia giống lên một tiếng rồi há mồm phun ra một đạo điều quang lướt qua nhập vào trong thi thể tùy theo cái sừng lớn trên đầu nam tử hào quang chợt lóe một chút đã nổi lên một tầng u quang chỉ thấy thi thể kia đột nhiên run lên tiếp theo một đoàn hôi khí bị một đoàn điều quang bao vây lấy từ từ trong thi thể trồi lên sau khi chấp động một cái thì hóa thành một cái bóng dáng ảm đạm vô cùng ngơ ngác phiêu phù lơ lửng ở phía trên thi thể không nhúc nhích Lúc này, nữ tử còn lại dùng mũi đánh hơi vài cái, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên bay lên trời, ở phụ cận không trung bay loại vài vòng. Tìm được rồi, giết chết thiếu chủ chỉ có một người nhưng phụ cận còn có khí thức của hai kẻ khác từ bên ngoài tới, xem ra cho dù không liên quan đến cái chết của thiếu chủ thì cũng có thể là đồng bạn của kẻ nọ. Thân hình nữ tử đột nhiên dừng lại cung kính nói, chương 1614, mà ảnh tàn sát bừa bãi. Tốt, người có thể tìm ra phương hướng người nọ đi tới không? thanh âm già nua lạnh lùng hỏi đương nhiên là có thể mấy người này tuy đã thi triển công pháp che đậy linh lực nhưng do ma khí phụ cận tràn ngập nên khí tức của ngoại nhân căn bản là vô pháp che đậy triệt đề đây là phương hướng hắn rời đi bất quá khí tức đã phi thường phai nhạt bọn họ chắc đã đi được một đoạn thời gian dài hơn nữa bởi vì ở trên cao nên ma khí lưu chuyển quá nhanh nên thuộc hạ cũng không có nắm chắc thực sự có thể theo phương hướng này mà đuổi theo kịp mấy người này nữ tử thành thật nói hư đồ vô dụng Lão giả nghe vậy thì tức giận nói, mà nữ tử này thì chỉ có thể bất đắc dĩ thủ thuốc mà đứng. Lúc này trên mặt đất gã nam tử kia cũng bay lên không, sau mấy cái chấp động thì đi đến bên cạnh nữ tử, hướng người trên cao thi lễ nói. Khởi bẩm chủ nhân, ta đã đưa tàn hồn từ trong cơ thể thiếu chủ ra và sử dụng bí thuật hoàn nguyên bộ dáng của hung thủ. Phóng xuất ra cho ta xem, lão già lạnh lùng phân phó một tiếng, nam tử có sừng to dạ một tiếng, ống tay áo run lên, nhất thời một đoàn khí xám cùng hắc quang đan vào nhau phi ra lơ lửng trên đầu nam tử nọ. Mà nam tử thì hai tay bấm pháp quyết nhắm ngay quang cầu trên đầu bắn ra. Phốc một tiếng, quang cầu bạo liệt ra, một quang ảnh ảm đạm dị thường hiện lên trong hư không. Người nọ một thanh thanh bào, trên người sáng lóa mắt, khuôn mặt bình phàm, trên ô quang chớp động rồi có một con người đen kịt khẽ động đậy, mặt ngoài hắc mang lưu chuyển bất định, có vẻ quỷ dị dị thường. Nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Hàn Lập, phanh một tiếng, quang ảnh chỉ xuất hiện mười mấy cái hô hấp rồi bạo liệt tiêu tán đi. Phá diệt pháp mục, hảo, xem ra khẳng định là người này không giả. Cũng chỉ có phá diệt pháp mục cấm chế không gian thần thông mới có thể phá được thuấn di đào sinh của con ta. Chúng ta lập tức xuất phát, lão giả vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa trán của Hàn Lập thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thứ cho thuộc hạ vô lễ, đại nhân dự định tự mình truy sát người này ư, nam tử có sừng to nghe vậy thì do dự một chút nhưng cũng hỏi một câu thế nào người cảm thấy mệnh lệnh của ta có gì không rõ ràng lắm a à? lão già thanh âm âm trầm dị thường hoi thuộc hạ không dám nhưng chủ nhân lẽ nào đã quên nguyên nhân xuất quan lần này phân thân của thủy tổ đại nhân muốn mượn ma khí bạo phát lúc này để triệt đề thức tỉnh lại vạn nhất chủ nhân tới chậm trễ thì bị bọn thiết ma rèm pha trước mắt thủy tổ đại nhân thì sợ rằng đại nhân sẽ có phiền phức cự giao nam tử trần chờ một chút rồi nói hư thiết ma lão già hư lạnh một tiếng tuy bộ dáng phẳng phất chẳng để vào mắt nhưng rõ ràng là có trần chờ Như vậy đi, cửu giả, dạ, người am hiểu thuật truy tung, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhưng nhất định phải kiếm cho ta vài người này. Ta đi trước cung nghinh thủy tổ đại nhân xuất quan, sau mấy ngày nữa sẽ tái hội họp, nếu lúc ta tìm tới mà ngươi còn chưa tìm ra được mấy người này thì lúc đó hậu quả như thế nào ngươi cũng biết rõ ràng rồi. Lão già âm tình bất định một lúc lâu sau mới không cam lòng quyết định nói. Tuân mệnh, nữ tử biến sắc nhưng lại lập tức cúi đầu đáp ứng nói. Ngũ khấp, chúng ta đi thôi. Lão già không hề nói gì thêm cùng nữ tử nữa mà trực tiếp phân phó nam tử có sừng to một tiếng. Sau đó một cái bàn tay màu xanh đầy lân phiến từ trong đám hắc sắc vân vụ lộ ra. Sau khi chợt lóe lên thì không biết làm như thế nào đã đem thi thể phía dưới vụ hải ôm ra và cũng như tia chớp lùi về trong đám vân vụ này. Dạ, chủ nhân, nam tử có sừng to cung kính đáp ứng một tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, chợt lóe lên rồi tiến vào trong đám vân vụ. Tiếp theo trong hắc sắc vân vụ nổi lên thanh âm oanh long truyền ra và nhất nhanh theo một hướng khác cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại nữ tử nọ. Đợi đám mây đen cuối cùng tiêu thất vô tung vô ảnh phía chân trời, cái đuôi của nữ tử này khẽ phất lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy mệnh lệnh của lão gì cực kỳ khó làm nhưng cuối cùng nàng cũng khẽ thở dài một hơi, Ánh mắt sau khi đảo qua mọi nơi, xác nhận phương hướng thì thân hình khẽ động, một chút hóa thành một đạo ngân quang bay vụt đi. Nhưng ngân quang mới phi độn ra ngoài hơn trăm trượng thì đột nhiên linh quang run lên rồi bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm rồi sau cùng lóe lên, ngân quang biến mất tiêu thất ở trong không trung. Tại một nơi khác trong Ma Kim Sơn mạch, một gã hóa thần kỳ cùng một gã luyện hư kỳ dị tộc đang chậm rãi phi hành dưới tầng trời thấp. Trong tay hai người đều cầm một cái pháp bàn to cỡ bàn tay, cứ tiến một chút lại dừng lại nhìn chăm chú vào pháp bàn. Đã đi được vài ngày mà chi tiên kia ngay cả cái bóng cùng không thấy, uông sư thúc, chúng ta liệu có tìm lệch phương hướng hay không? Tên hóa thần kỳ kia là một thanh niên hơn 30 tuổi, không nhịn được hướng người bên cạnh hỏi. Thuật bói toán của ta tuy không thể nói là bách phát bách chúng nhưng mà. Ít nhất, có xác suất một phần năm chính xác, ta liên tiếp tinh toán mấy lần đều chỉ về hướng này không sai. Một trung niên nhân khác khuôn mặt khô gầy chỉ nhìn chăm chú vào pháp bàn trong tay cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Một phần năm, tỷ lệ cũng không lớn. Thanh niên hít một ngụm nói, lúc này, hai người vừa lúc bay qua hai tòa núi cao to. Chúng không khác gì các ngọn núi khác, bộ dáng đều tối om om, mặt ngoài trơn bóng dị thường, không xe tô một ngọn cỏ, tất cả đều là đá tảng xếp thành vì vậy hai người cũng không lưu tâm chút nào, mắt thấy chuẩn bị bay vào giữa sơn phong thì lúc này dị biến lại nổi lên. Một cái đỉnh núi đối diện phía trước hai người đột nhiên bạo liệt ra, một đạo quang nhận màu đen dài hơn 10 trượng chợt lóe lên chém ra. A, à, Tên trung niên nhân khô gầy kia kính hãi, vội vàng hé miệng phun ra một tấm chắn. Tấm chắn này chỉ nhoáng lên đã hóa thành mười mấy trượng chắn trước người nhưng sau một khắc, hắc quang đảo qua mà xuống. Một thanh âm trầm muộn vang lên thì tấm chắn trước người trung niên nhân phảng phất như một làn khói xanh bị hắc quang chém diệt, căn bản không thể ngăn cản mảy may nhưng kỳ quái chính là hắc quang mặc dù hung mãnh bá đạo nhưng lại không ảnh hưởng đến thanh niên đứng bên cạnh mảy may. Quang mang cơ hồ bay sát sàn sạt qua người gã thanh niên rồi chìm vào vụ hải phía dưới. Nhất thời trong vụ hải vang lên một trận oanh long, phảng phất như thiên địa bị cự nhận chém nứt mà phân thành hai, phía dưới hiện ra một cái khe rộng hơi 10 trượng nhìn không được cuối, bên trong tối đen, phảng phất như sâu không thấy đáy. Tên thanh niên kia tu vi đã tới hóa thần kỳ nhưng hiển nhiên kinh nghiệm cùng người tranh đấu không quá nhiều nên đến bây giờ trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức luống cuống tay chân vội vàng bấm pháp quyết rồi hóa thành một đạo bạch hồng hướng theo đường cũ bay đi. Nhưng vào lúc này, từ thạch bích trên một ngọn núi khác đột nhiên nổi lên một tầng sáng mờ mờ, tiếp theo một khuôn mặt to lớn dữ tợn hiện ra. Khuôn mặt này há mồm phun ra một cỗ hoàng hà, hoàng hàn cuốn ra đã đem bạch hồng nuốt vào trong miệng. Lập tức cái miệng rộng trên thạch bích khép lại, tiếp theo một cái thân thể cao vài tầng lầu từ trong ngọn núi sông ra, nó có một cái đầu thật lớn, thân thể phảng phất như ma thú. Ma thú này toàn thân màu xám trắng, cái đầu to lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ thân thể, thân thể nói chung là một phần rất lớn, một phần rất nhỏ. Thoạt nhìn thực sự quái dị cực kỳ. Bất quá dù cho quái dị thế nào đi nữa thì việc ma thú có thân thể to ngang quả núi như thế tự nhiên tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Từ ngọn núi lúc trước phóng ra hắc quang thật lớn cũng đồng thời có một bóng nhân ảnh cao ba bốn trượng từ từ bay ra. Đây là một gã lông mày rậm, mắt to, nhìn như người phúc hậu. Trên người mang một bộ chiến giáp màu xanh nhưng phía sau lưng có một đôi cánh màu đen kịt đang nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đôi cánh này thực sự lớn dị thường, cơ hồ rộng đến mấy trượng, mặt ngoài không có một cái lông mau nào mà có vô số ký hiệu mà bạc chấp động không thôi. Từ xa nhìn lại, trên cánh phẳng phất lấp lánh vô số ánh sao, có vẻ cực kỳ thần bí. Thiết ma đại nhân, đó bất quá chỉ là hai gã linh giới, hà tất phải cố ý phục kích bọn họ. Tên ma thú thật lớn kia giang cánh đen xì bay ra, miệng phun ra nhân muôn hỏi. Không có gì, chỉ là trong thời gian dài không có người nào dám xâm nhập sơn mạch, hai người này đột nhiên xuất hiện nơi đây, thực sự có chút quái dị. Hiện tại là thời điểm then chốt để thủy tổ đại nhân thức tỉnh, ta cũng không muốn xuất hiện dị biến gì. Có gì thì cũng phải lập tức giải quyết cho gọn, quái nhân nọ nhàn nhạt nói ra. Đại nhân quá lo lắng rồi, hiện tại chính là thời điểm thủy tổ ta cùng những tồn tại đỉnh giai của linh giới ước định, có thể cho phép người của linh giới tiến nhập vào sơn mạch nên có người xuất hiện ở nơi đây cũng không có gì kỳ quái. Ma thú nọ ong ong nói ra. Được rồi, cự thủ, nhông dùng hấp hồn thuật của ngươi thôn phệ và tiêu hóa tinh hồn của ngươi kia ta phải biết rằng liệu bọn họ có phải là thợ săn ma thú phổ thông hay không. Cự sĩ nam tử lạnh lùng phân phó nói, dạ đại nhân, cự đại ma thú thấy nam tử có chút không kiên nhẫn thì cũng không nói thêm cái gì nữa, hai mắt nhắm lại. Nhất thời ngoài thân thể có một tầng ngũ sắc quang mang kỳ lạ lưu chuyển bất định, đồng thời trong hư không xung quanh có một ít ký hiệu màu đen hiện lên vây lấy thân thể khổng lồ của nó mà chuyển động rất nhanh. Kết quả thời gian chừng một chén trà nhỏ sau, cự thủ trong miệng hét lớn một tiếng, các ký hiệu màu đen tiến vào trong cơ thể nó, hai mắt to lại lần nữa mở ra. Khởi bẩm đại nhơ, đã tìm được nguyên nhân bọn họ tiến nhập nơi đây, dĩ nhiên là đi tìm một chi tiên bị thương. Thanh âm cự thủ có chút quái dị, hiển nhiên cái đáp án này cũng nằm ngoài dữ liệu của nó. Chi tiên, đó là vật gì vậy? Cự sĩ nam tử có chút kỳ quái hỏi, chính là một gốc thông linh linh thảo có thể biến ảo thành hình người. Cự thủ giải thích nói, linh thảo biến ảo thành hình người, thật sự là có chuyện này ư, Ngươi không có nhầm đấy chứ. Nam tử vừa nghe vậy thì rung mạnh một chút, theo đó trên mặt lộ ra vẻ hân hoan hỏi. Ta đã triệt để tiêu hóa nguyên thần của người này, tuyệt đối không sai được, đại nhân đối với đồ vật này cảm thấy hứng thú không? Cự thủ thò bàn tay thô to gãi đầu có chút mê hoặc. Hắc hắc, mà giới chúng ta có ma tiêu biến hóa, người cũng nên biết. Cái chi tiên này cũng là đồ vật đồng dạng, cự sĩ nam tử hai mắt sáng rực nói ra. mười 1615, Ngân Giao, Quái Trùng. Hóa hình ma tiêu, chẳng thể trách đám linh giới lần này tiến vào tất cả đều là vì vật nọ. Không đúng, những người này cũng không thể biết hiệu quả chân chính của chi tiên. Thanh âm giật mình từ miệng cự thủ phát ra, bộ dáng giật mình không nhỏ. Mặc kệ như thế nào, thứ này tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn họ. Nhưng việc cung nghênh thủy tổ đại nhân cũng không thể trì hoãn. Như vậy đi, người lập tức trở lại triệu tập một đám ma thú đi tìm chi tiên cho ta lấy sự hiểu biết của chúng đối với cả sơn mạch này thì nhất định là có thể đắc thủ nhưng phải nhớ kỹ, phải âm thầm hành động, đừng làm cho thủ hạ của đa nhãn cùng huyết ti biết việc này. Mặt khác, nếu gặp người linh giới khác thì đem toàn bộ giết đi. Tuy chúng ta cùng đỉnh giai tồn tại của linh giới từng có ước định nhưng nếu không phải là khiến toàn bộ ly khai sơn mạch hoặc một lần biến mất hai ba mươi người thì vẫn không sao cả. Lấy thân phận của bọn hắn đâu có thể vì điểm ấy mà lại xuất đầu. Cự sĩ nam tử sau khi trầm ngâm một chút thì lạnh lùng phân phó nói. Nếu đại nhân nói như thế thì thủ hạ lập tức phản hồi. Những người đó mặc dù có pháp khí có thể truy tung chi tiên, mặc dù ở trong vòng trăm dặm là có hiệu quả nhưng nếu có thì việc tìm được chi tiên càng nắm chắc hơn một ít. Tên còn lại pháp khí đã bị đại nhân hủy diệt rồi nhưng tên ta nuốt thì pháp khí vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ta trước tiên giao cho đại nhân. Cự thủ há mồm phun ra một cái pháp bàn, còn có việc này ư, nếu là như vậy mà nói thì chỉ cần hóa ra cái pháp khí kia thì chi tiên này sẽ là vật trong túi của ta, người lập tức đi xử lý đi cự sĩ nam tử nghe vậy thì vui vẻ đem pháp bàn thu lấy vào trong tay. Tuân mệnh, cự thủ đáp ứng một tiếng rồi cúi đầu nhắm hải vụ vô thanh vô tức tiến nhập vào trong đó. Cự sĩ nam tử cầm pháp bàn trong tay thu lại, hai cánh thật lớn run lên liền hóa thành một đạo quang mang nhằm hướng chân trời bắn đi. Hai ngày sau ở một khu vực đầy đại thụ kỳ quái trải rộng hơn 10 trượng có lưỡng đạo quang mang đang một trước một sau phá không truy đuổi. Phía trước là linh chu màu vàng nhạt dài chừng 3-4 trượng, phía trên có ba người hai đứng một ngồi, trong đó có một người mặc lam sam ngồi xếp bằng mặt không nhúc nhích tựa hồ bị trọng thương hai người kia trên người linh quang chớp động không thôi chính là đang điên cuồng thúc giục pháp lực sử dụng linh châu đạo quang mang phía sau có màu đỏ mũi nhọn hình dáng quỷ dị bao xung quanh là một đoàn hôi khí mơ hồ có quỷ ảnh chớp động không thôi phía trong một bóng người thân mặc chiến giáp màu bạc lấp lóe huyết sắc phong mang đáng chú ý dị thường đúng là tên nam tử họ khuê lúc ở lôi vân các thiếu chút nữa đã động thủ với hàn lập người này hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn linh chu chạy trốn phía trước. ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ như có thị huyết nhảy lên. hai người một đuổi một chạy trong nháy mắt công phu đã bay được hơn người dặm nhưng vô luận là phi hành bảo vật hay là pháp lực của nam tử họ khuê đều xa hơn ba người phía trước. một lát công phu sau đã đến gần linh chu phía trước một khoảng cách gần. đạo hữu cần gì phải bức bách nhau đến vậy? ba người ta cùng các hạ không oán không cừu, nguyện ý lập tức rời khỏi sơn mạch, đem truy tung pháp bàn giao ra chỉ hy vọng thả cho chúng ta một con đường sống trên linh chu một người khẩn trương hướng về phía sau lớn tiếng truyền âm nói tha cho các ngươi một con đường sống đương nhiên là có thể đem tinh huyết cùng nguyên thần của bọn ngươi kính dâng lên bản tôn thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi nam tử họ khuê không chút biểu tình nói thanh âm không lớn mặc dù khoảng cách xa nhau như thế nhưng vẫn rõ ràng dị thường ngươi quả nhiên là một gã trời đánh người vừa nói chuyện nghe vậy thì không khỏi chửi ầm lên nhưng đồng thời ba người tự nhiên lại càng thêm kinh hoàng lúc này không chỉ có hai người đang đứng miệng điên cuồng phun tinh huyết kích khởi tiềm lực mà cả người đang ngồi xếp bằng cũng bất chấp thương thế đồng dạng hai tay hướng dưới chân nhấn một cái cũng bắt đầu đem linh lực rót vào linh chu theo đó tốc độ của linh chu tăng lên nhiều so với kẻ truy đuổi phía sau không kém hơn là bao thậm chí còn thoáng có bộ dáng nhanh hơn nhưng ba người trên mặt chưa kịp lộ ra vẻ mừng thì nam tử họ khuê đã cười lạnh một tiếng bên ngoài chiến giáp bỗng nhiên ngân quang đại phóng, tiếp theo một tay bắt huyết, một cước đột nhiên dẫm một cái rồi tốc độ tăng gấp đôi. Một màn không thể tin được xuất hiện, nguyên bản huyết mang đang chạy như bay thì đột nhiên kịch liệt quay cuồng một trận rồi hóa thành vô số vân đoàn, tiếp theo là một tiếng rồng ngâm từ bên trong ẩm ẩm phát ra. Ba người phía trước sau khi nghe được động tĩnh như thế thì trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình quay đầu nhìn về phía sau. Kết quả khiến ba người không khỏi hồn phi phách tán vì trong mây mù màu xám huyết quang chợt lóe, một đầu dao long màu bạc nhất thời lướt sóng bắn ra, chỉ một cái chấp động đã biến mất tại xa xa không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên linh chu dao động kịch liệt rồi dao long từ trong hư không quỷ dị hiện ra, mang theo một cô ác phong đánh xuống. Ba người chấn động nhưng dù sao cũng không phải hạng người bình thường, hai tay bấm quyết trong nháy mắt đã ném ra bảy tám kiện bảo vật nhằm hướng dao long đánh tới nhưng yêu mục của dao long huyết quang trượt lóe há một một cái phun ra một viên huyết hồng châu từ trong âm thanh ầm ầm phun tới viên châu quay tròn vừa chuyển động đột nhiên thả ra đại phiến hắc hồng huyết quang số bảo vật của mấy người kia sau khi bị huyết quang này đảo qua thì đều từ trên không rớt xuống huyết quang thuận thế đảo qua đem linh chu bao vào bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra huyết quang kia cũng không biết là loại thần thông bá đạo nào mà ba gã làm bảo nhân ngay cả có hộ thể linh quang trong trước mắt đã thịt tiêu cốt dung biến thành ba đoàn đại huyết quang to cỡ nắm tay ngân dao há miệng một mảnh quang hà bay cuộn ra đem số huyết đoàn này hút vào trong bụng lúc này bên ngoài ngân giao linh quang chợt lóe lên rồi hóa thành nhân hình. Đúng là tên nam tử họ khuê kia, hắn hai mắt lạnh như băng giơ tay, đem một tia máu bên miệng quệt đi rồi xoay đầu nhìn chỗ sâu trong sơn mạch liếc mắt một cái. Độn quang vừa lóe liền biến thành một đạo huyết quang bắn đi. Trong một đám sương mù màu trắng mông lung giống như thác nước khôn cùng vắt ngang qua sơn mạch. So với cảnh bốn phía là hôi sắc mà khí thì đám sương này có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Ba người hàn lập trôi nổi đứng trước đám sương mù, thần sắc trầm mặc không nói. Nhất định là phải thông qua nơi đây, không thể đi vòng qua sao. Tiêm tiêm bỗng nhiên mở miệng hỏi, chỉ sợ là không được. Mấy ngày trước đây bởi vì vượt qua đám ma phong đột nhiên xuất hiện kia mà chúng ta đã hao phí hai ngày thời gian, bây giờ lại đi đường vòng thì chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Việt Tông Nhân mày nói, dựa theo lời Việt Đạo Hiếu thì trước kia nơi đây cũng không có sương mù này, hiện giờ lại xuất hiện dị tượng này chỉ sợ là có chút quỷ gì. Tiêm tiêm thở dài một hơi nói hơn là quỷ dị trong đám sương mù này ẩn chứa sát khí hơn phân nửa là cường đại ma thú ẩn nấp trong đó thậm chí đám sương mù này là do ma thú đó làm ra hàn lập nhìn vào sâu trong đám sương mù rồi thản nhiên nói một câu bất quá có hàn huynh ở đây cho dù có cao dai ma thú thì cũng quyết không nói không đi tiêm tiêm nhìn hàn lập liếc mắt một cái khẽ nở nụ cười tiêm tiên tử nói sai rồi nếu bên trong chỉ có một đầu ma thú thì hàn mỗ chỉ cần sắp xếp một chút là tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu đồng thời có một đám cao dai ma thú ở trong đó thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi hàn lập lắc đầu có vẻ bình tĩnh dị thường nói một đám ma thú như thế nào có thể cao dai ma thú rất ít quần cư vẻ tươi cười của tiêm tiêm ngưng tụ lại miễn cưỡng nói việc này cũng không nhất định sương mù lớn như thế tuy loãng nhưng không giống như là một con ma thú ở đây vì vậy hoặc là ma thú này cường đại dị thường hoặc là có một đám cao dai ma thú ở trong đó việt tông ánh mắt chấp động nói nghe việt tông nói như thế tinh tộc nữ tử sắc mặt có chút khó coi sau một lúc lâu mới noi thêm nhị vị đạo hữu muốn như thế nào chẳng lẽ định phản hồi lúc này sao phản hồi thì đương nhiên là chưa đến mức đó ý của ta là sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chu đáo Đương nhiên nếu thực sự chúng ta vô lực phản kháng thì vì mạng nhỏ này cũng chỉ có cách theo đường cũ quay về thôi. Hàn lập cười nói, tiêm tiêm thần sắc vừa chậm, Việt Tông lại thay đổi sắc mặt nhịn không được hỏi. Hàn tiền bối vẫn quyết định đi vào trong đó. Không sai, việc này đối với Hàn mỗ đồng dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Chẳng lẽ Việt đạo hữu có chút khiếp đảm? Hàn lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ta lúc trước đã nhận ân của tiền bối, nếu tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào thì vãn bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp. Việt Tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu rồi cuối cùng căn răng một cái nói. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa mà tiêm tiêm nghe được lời này thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng nói. Nếu nhị vị đạo hữu đều có quyết định thì chúng ta đi thôi. Đến lúc đó thực sự mà gặp phải cường đại ma thú thì nhị vị đạo hữu cũng không cần lo lắng cho ta. Ta tuy tu tù vi thấp nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì cũng có một chút. Đủ để tự chiếu cố, có tiêm tiên tử nói những lời này thì vậy càng không thành vấn đề. Hàn Lập cười ha ha, lúc này hóa thành độn quang dẫn đầu bay vào trong sương mù. Lấy thần thông hiện giờ của hắn, cho dù đụng tới thánh giai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình nên tự nhiên đối với đám sương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoăn. Tinh tộc nữ tử cùng Việt tông liếc mắt nhìn nhau rồi tự nhiên theo sát phía sau. Thanh hồng không nhanh không chậm phi hành ở tầng trời thấp, Hàn Lập ở trong độn quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh quan sát. Lam Mam trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí dị thường. Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực quán chú vào trong mắt, linh mục thần thông đã thi triển 10 thành đồng thời một cái tiểu thoán cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, có phù văn như ẩn như hiện. Đúng là tiểu thuẫn dùng thân thể quái Nga mà luyện chế thành. Nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Mà Việt Tông theo phía sau ngoài một đôi pháp luân thì trong tay lại có thêm một cái hòm màu sắc quái dị. Nắp hộp từ từ mở ra, bên trong có một con quái trùng mập mạp, trên thân có vô số ngân điểm. Thân thể nó cực giống con tằm nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị, liên tục chớp động trông rất sống động, giống như còn sống. chương 1616, nhân diện thứ. Về phần tiêm tiêm thì được một đoàn kim quang bao lấy, chỉ là bên ngoài kim quang lại có tới 8 cái gương đồng lớn cỡ bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những tấm gương này hoa văn thái cổ, trên mặt kính thì hàn quang um tùm, cũng không biết có công dụng gì, hai người này ngoại trừ những bảo vật đã lộ ra bên ngoài thì trong tay còn cầm những vật khác nhưng không lộ ra hiển nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen ngay cả hàn lập trong tay áo cũng nắm lấy mấy viên bạo lôi châu để ngừa gặp phải cường địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa đương nhiên ở chỗ này minh thanh linh mục của hàn lập cũng bị hạn chế lớn khoảng cách nhìn cũng chỉ xa có nửa dặm mà thôi cho nên mặt ngoài Hàn Lập bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào, mắt nhìn bốn phía đồng thời thần niệm đem tình huống phụ cận hơn 10 trượng tất cả đều bao vào trong đó, để ngừa bị ma thú am hiểu ẩn nặc thuật. Mà sau khi ba người tiến vào đám sương mù này thì đều tự giác im lặng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là buồn bực yên lặng là đi. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kinh động đến ma thú ở đây, cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này. Cứ như thế, Ba người phi hành được nửa canh giờ thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt, nhạt, bao phủ, không có chút dấu hiệu nào là sắp bay ra khỏi khu vực này. Hàn lập thì vẫn tốt, vẫn bất động thanh sắc nhưng tiêm tiêm thì có lộ ra một tia lo nghĩ mà Việt Tông thì sắc mặt âm trầm, số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên. Hàn lập bay về phía trước trong chốc lát thì bỗng nhiên có trận âm thanh sắc nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra. Hắn khẽ giật mình dừng độn quang mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy quái trùng trong hộp của Việt Tông giờ phút này bạch quang đại phóng, nửa khúc thân thể trên dựng thẳng đứng, cái đầu nổi giận lay động bất định hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm ngân sắc mà giờ phút này sáng chói, cái quỷ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở thành màu huyết hồng dị thường, trông như máu tươi ướt át. Bất hảo, trong phạm vị 10 dặm có xuất hiện yêu ma cấp cao đang hướng đến chỗ chúng ta bay tới, độn tốc cực nhanh. Việt Tông sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lớn tiếng nhìn Hàn Lập cảnh cáo nói. Nói cho ta biết theo phương hướng nào, Hàn Lập lại bình tĩnh hỏi, có vẻ chấn định dị thường. Hướng Tây Nam, số lượng tổng cộng có 5 con. Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói. Năm con thì cũng có chút khó giải quyết, không biết là yêu ma nào. Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam một cái rồi đột nhiên tay áo run lên. Sau một hồi thanh minh thì 72 thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, sau đó trong miệng nói lầm bầm và giơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này vài cái. Tất cả số tiểu kiếm này run lên rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa. Tùy theo bốn phía hư không có vô số đóa sen màu xanh hiện ra, thoáng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trên bầu trời thanh quang tràn ngập, mà thanh liên sau khi quay tít thì một vòng thì hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng, liên kết một mạch hóa thành màn sáng màu xanh, thoáng một tí đã đem bầu trời phụ cận che kín. Trong phạm vi trăm trượng đều bị màn sáng này bao phủ bên trong. Đúng là đại thần thông xuân lễ kiếm trận của Hàn Lập. Cũng chỉ bằng vào kiếm trận này, Hàn Lập mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao cấp ma thú, nếu không thì hắn mặc dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú này nhưng đối với an toàn của tinh tộc nữ tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ suất, bỏ qua một hai con cao dai ma thú thì việc này sẽ hỏng bét. Mà hai người này đều không thể thiếu trong việc này nên Hàn Lập tự nhiên là phải sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất. Kiếm trận, tiêm tiêm kiến thức bất phàm, vừa thấy cảnh này thì vốn ngẩn ngơ lập tức đại hỉ mà Việt Tông thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đại uy năng của kiếm trận. Hàn lập mặt không biểu tình, tay áo run lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuộn ra về sau, màn sáng trên không trung mơ hồ rồi vô thanh vô tức trở nên trong suốt, cuối cùng ẩn nấp vô hình, phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại. Lúc này Tiêm Tiêm và Việt Tông vừa thấy Xuân Lệ kiếm trận thần diệu như thế, đối với Hàn Lập lại càng thêm tin tưởng. Bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần Hàn Lập thêm một ít, phiêu phù ở phía sau. Hàn Lập không quay đầu nhìn lại nhưng cảm ứng được hai người này cách hắn có hơn 20 trượng, thật không biết tốt xấu, thoáng một cái khoảng cách đã quá gần mà trong một lát công phu này, phương hướng Hàn Lập vừa nhìn thoáng qua đột nhiên truyền đến vài tiếng xì xào huyên náo. Vừa nghe xong, Hàn Lập lại cảm giác thấy một cô ý bực bội sông lên đầu, tâm thần thoáng một chốc trở nên không cách nào tập trung được. Trong lòng hắn cả kinh nhưng cũng may sau một khắc, đại diễn quyết tự hành lưu động trong người, sau khi một cỗ hàn ý trải qua thì tâm thần lại khôi phục như thường. Ngược lại, sau lưng Việt Tông và Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau. Việt Tông hai mắt thần quang trở nên u ám dị thường, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng dị thường, hai tay vô ý thức nắm chặt rồi thoáng cái lại buông lỏng ra, phảng phất như có chút mờ mịt. Tiêm Tiêm thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lóe lên rồi lại điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng cơ cảnh dị thường, vừa phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt Tông bên cạnh, sắc mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút rồi đột nhiên không nói gì liền giơ tay lên một tấm phù đã sớm giấu ở trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi lóe lên thì liền biến thành một mảnh xương mù lạnh lẽo. A, à, việt tông cả kinh, bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn phân nửa, cộng thêm hành động lần này của tiêm tiêm lại xuất kỳ bất ý nên thoáng cái bị hàn khí đem thân thể bao lại. Kết quả việt tông chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ đầu trực tiếp hướng hai chân lan xuống. Sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung biến mất. đa tạ tiên tử tương trợ. Việt Tông xua khi khôi phục sự bình tĩnh thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trợ nên nhìn tinh tộc nữ tử ôm quyền cảm ơn nói. Không có gì, Việt Huynh nên cẩn thận hơn một chút mà thôi. Tiêm tiêm tự nhiên cười nói mà cũng không nói gì thế. Bất quá trong lòng Việt Tông có chút kỳ quái, tu vi hắn có vẻ hơn xa vị tiêm tiên tử này nhưng mình cũng bất chi bất giác chúng chiêu thì đối phương sao có thể vô sự. Chẳng lẽ trên người đối phương có mang theo cực phẩm bảo vật chấn hồn thanh tâm gì đó? Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám sương mù hướng tây nam sáo động kịch liệt một hồi rồi mấy cái bóng đen lớn gần một trượng hùng hổ xuất hiện. Chỉ sau mấy cái chấp động thì trong tiếng kêu quái dị bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù, chân dung lộ ra trước mặt ba người. Đúng là từng con ma cầm hình dáng như đại bàng nhưng gương mặt lại giống như một nữ nhân, đồng thời nơi vốn hẳn sinh ra hai mắt thì lúc này lại cao thấp song song có bốn con mắt màu bích lục. Theo đó, khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có chút thanh tú thoáng một chút trở nên dữ tợn dị thường mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con lông vũ màu đen trắng lẫn lộn có tu vi trừng luyện hư sơ kỳ riêng trong đó có một con lông vũ trắng như tuyết khí tức cường đại nhất đã có tu vi luyện hư hậu kỳ lạc lạc dĩ nhiên là người linh giới thật tốt quá lần trước ăn linh giới nhân kia có lẽ đã mấy trăm năm trước rồi con ma cầm cường đại nhất kia một khi nhìn rõ ba người hàn lập thì phát ra thanh tiếng người mơ hồ không rõ thanh âm thô giáp dị thường rất khó nghe hàn lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì. Bất quá con ma cầm có tu vi luyện hư hậu kỳ này tựa hồ linh trí cực cao, kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gã thủ hạ vội vã nhào tới phía trước mà đứng từ xa nhẹ nhàng vỗ hai cánh lơ lửng trên không trung, yêu mục không ngừng hướng về phía ba người Hàn Lập quét tới quét lui như thể đang cân nhắc thực lực của hai bên. Hàn Lập thấy tình hình này thì khẽ cao mày rồi bỗng nhiên nhảy lên rồi đột nhiên giơ một tay lên. Năm viên châu sau khi bắn ra, nhoáng một cái đã hóa thành thanh quang to cỡ nắm đấu, sau vài cái chấp động quỷ dị thì bỗng nhiên đến trước mặt năm con ma cầm. Mấy con ma cầm này có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi con cầm đầu kêu to một tiếng thì chúng bỗng nhiên tản ra, cũng không có ý tứ đón đỡ mà đơn giản là tránh né. Dù sao vô luận là ma cầm hay là linh cầm, độn thuật đều nhanh chóng viễn siêu sinh vật trên mặt đất nhưng Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ nổi lên một tia cười lạnh, một tay đột nhiên bấm pháp quyết. Năm khỏa thanh quang sau khi bắn ra thì phương hướng biến đổi, đột nhiên hướng về chỗ không người giữa năm con ma cầm đồng thời vọt tới. Kết quả sau tiếng nổ ầm ầm thì năm đoàn thạch quang tụ lại cùng một chỗ đồng thời bạo liệt ra. Lập tức tiếng sấm nổ vang, vô số hồ quang màu xanh chấp động, lập tức tràn ngập trong phạm vi trục trường, đem năm con ma cầm không kịp đề phòng bao phủ bên trong. Hồ quang nhằm năm con ma cầm hung hăng bổ tới, thanh sắc lôi quang chấp động đem tất cả ma cầm bao phủ vào trong đó. Hàn Lập đứng cạnh Việt Tông thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, khóe miệng vừa động tựa hồ muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu to từ trong lôi quang kia truyền ra, sau vài tiếng phúc phúc thì trong lôi quang phun ra năm đạo cột sáng màu trắng những cột sáng này trong lôi quang cuồng quét một trận thanh sắc lôi quang vốn thanh thế thật lớn nhưng lại nhanh chóng bị tiêu diệt một lát công phu sau tiếng sấm vừa dứt thì